Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 30. Trác quản gia, thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, ngay tại Trác Phàm sát ý ngút trời đã không thể ức chế phát ra lúc, một tiếng lo lắng hét lớn lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Gia Cát Trường Phong mang theo một đội nhân mã vội vã chạy tới. Bọn họ là Huyền Nhung sứ đoàn người, vô luận phạm phải như thế nào tội lớn ngập trời, đều tuyệt không thể tùy ý xử trí. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói, xem ra Gia Cát thừa tướng biết bọn họ làm gì a, vậy ngươi cũng cần phải rõ ràng, bọn họ ám sát ta. Trác quản gia, xin nghe lão phu giải thích, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, bọn họ hôm nay cách làm, đều là tư nhân ân oán, không có quan hệ gì với đại cục. Nếu là ngươi giết bọn hắn, toàn bộ đại cục đem hướng như thế nào xu thế phát triển, ngươi đại khái cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Cái kia tuyệt không có khả năng là Trác quản gia muốn kết quả. Gia Cát Trường Phong tâm cơ khó lường, tự nhiên biết Trác Phàm cũng không phải là nhân từ nương tay, hiên ngang lẫm liệt thế hệ, lấy tình động hiểu chi lấy ý, còn không bằng lấy lợi dụ. Sau đó trịnh trọng nói, nếu là Trác quản gia hôm nay chịu buông tha bọn họ lời nói, lão phu dám cam đoan, ngày sau bọn họ nhất định sẽ đối Trác quản gia có chỗ hữu ích. Ngươi là người thông minh, hẳn là không cần lão phu điểm phá đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm mí mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ. Gia Cát Trường Phong ý tứ, hắn lại quá là rõ ràng, cái này Huyền Nhung sứ đoàn đều là Huyền Nhung binh mã đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn người nhà cùng tâm phúc bạn thân thiết. Nếu là ở Thiên Vũ đem bọn hắn trừ rơi, còn không đem người lão soái kia tức giận đến xua quân xuôi Nam A. Đến thời điểm, đơn giản cũng là hai kết quả. Một là ai làm người nào chịu trách nhiệm. Trác Phàm giết người ta, cầm đầu chính mình tới chống đỡ cái này đòn khiêng. Thế nhưng là hắn Trác Phàm là ai, hội tùy tiện khuất phục sao, đến lúc đó khẳng định làm đến Thiên Vũ đại loạn, ngược lại để Huyền Nhung lợi dụng sơ hở. Cho nên Hoàng đế cũng sẽ không tuyển con đường này, như vậy còn có một đầu, cũng là liền Hoàng đế ngủ đều muốn cười tỉnh lựa chọn. Huyền Nhung công tới, cả ngày vũ mọi người đồng tâm hiệp lực, vô luận tám nhà tứ trụ, cùng tiến lên. Còn ngươi Trác Phàm, ngươi gây chuyện, ta cũng không truy cứu, ngươi nha cho ta hướng, đem tính mệnh của ngươi hiến đến trên chiến trường. Cứ như vậy, Hoàng đế chẳng những suy yếu các đại thế lực thực lực, bảo trì Thiên Vũ ổn định, còn thuận tiện giáo huấn Huyền Nhung, biểu dương Thiên Vũ huy phong, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó nơi này tất cả mọi người, tất cả đều là bên thua, chỉ có Hoàng đế một người thắng. Chính hầu như ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm cầm chặt quyền đầu, không khỏi nhẹ nhàng buông ra một số, trên thân sát khí cũng dần dần lui ra. Gia Cát Trường Phong gặp này, cuối cùng thở dài ra một hơi, minh bạch Trác Phàm vẫn là lấy đại cục làm trọng, buông tha bọn họ, trong lòng một trận thoải mái. Nói chuyện với người thông minh, cũng là bớt lo a. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tiếp tục hướng Trác Phàm muốn người. Trác Phàm cười nhạo tiếng nói lại là lại xuất hiện tại hắn bên tai, đúng, thừa tướng đại nhân, lần này ngươi tính toán nợ ta một món nợ ân tình a, về sau có thể phải thật tốt trả a. Rear Map bất giác lắc một cái, Gia Cát Trường Phong lắc đầu bật cười. Tiểu tử này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đem những này người thả, rõ ràng đối tất cả mọi người có chỗ tốt, bây giờ lại làm đến giống như là đối với hắn một người có lợi ích một dạng. Bất quá nghĩ kỹ lại, hắn cùng Huyền Nhung quan hệ thêm gần, Trác Phàm lời ấy cũng không tệ, liền cười gật đầu nói tốt, coi như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nhưng có sai khiến, ổn thỏa xuất thủ tương trợ. Nghe được lời này, Trác Phàm không sai gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang. Đón lấy, Trác Phàm liền đem mấy người này toàn bộ giao cho Gia Cát Trường Phong mang đi, chính mình cùng người không việc gì một dạng, không truy cứu nữa. Mà ma sách tứ quỷ tựa hồ là nghe đến nơi này động tĩnh, vội vàng chạy đến, chào đón đến sự tình đã kết thúc, không khỏi một trận tẻ nhạt vô vị, than thở. Ai, tới chậm, không xong a. Trác Phàm gặp bọn họ đến, lại là thầm khen đến vừa vặn, thuận tiện đem Vĩnh Ninh ba nữ giao cho bọn hắn, để bọn hắn hộ đưa trở về, chính mình thì còn có hắn sự tình đi làm. Dù sao hiện tại hội đèn lồng đã bị phá hư, chung quanh đều là đổ nát thê lương. Xem đèn người đều bị hoảng sợ chạy, cũng không có gì có thể lưu luyến, sau đó ba người liền cũng thuận theo đàng hoàng trở về.
nhìn lấy ba người yên ổn rời đi, lại nhìn xem ra Cát Trường Phong mang theo Khuyển Nhung đám người đi xa bóng lưng, Trác Phàm không khỏi tà dị cười một tiếng, phải đồng tử vòng vàng lóe lên liền biến mất, bá một tiếng lấp lóe, không thấy tăm hơi. Siêu siêu, tiếng xé gió vang, hai đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại Trác Phàm vị trí trước kia, nhìn hai bên một chút, một trận nghiến răng nghiến lợi, mắng to lên tiếng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử này thần thông như thế quỷ dị, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nếu là không có người khác theo làm cái đuôi, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng, để cho chúng ta làm sao cùng a? À? Ai, đừng nói trước những thứ này, trở về hướng thống lĩnh đại nhân bẩm báo a, chúng ta mẹ hắn đem người ném đi. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, một người khác tịch mịch chợt lách người, không thấy tăm hơi. Người kia ai thán một tiếng, cũng là theo thật sát, không có tung tích. Nơi này, lần nữa biến thành hoàn toàn hoang lương chi địa. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện, khắp nơi thỉnh thoảng lóe qua nhỏ nhẹ nhúc nhích. Một lúc lâu sau, sứ đoàn dịch quán bên trong, Gia Cát Trường Phong âm trầm một khuôn mặt, nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy chấn kinh Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma hai người, bên cạnh thì là một mặt xấu hổ Thác Bạt Liên Nhi cùng xếp một đầu cánh tay Cha Lạp Hãn. Mặt đất nằm một đoàn đen xì đồ vật, nếu không phải Liên Nhi giới thiệu, bọn họ đều không thể tin được, cái này lại chính là bọn họ thần xạ thủ, xạ thiên lang chiết biệt. Tại đơn giản tự thuật một chút tiền căn hậu quả về sau, hai người đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được, bọn họ Khuyển Nhung kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ, Bát Lang vệ bên trong xếp hạng thứ hai đệ tam cao thủ, hai người liên thủ xuất kích, không có làm bị thương đối phương một cọng tóc gáy không nói, chính mình hai người phản mà bị người nhà nhẹ nhõm đánh cho tàn phế. Nếu không phải Gia Cát Trường Phong kịp thời ra mặt lời nói, bọn họ đại khái đã không có khả năng còn sống trở về. Giờ này khắc này, Thác Bạt Lưu Phong hai người đã là không để ý tới truy cứu ba người tự tiện hành động trách nhiệm, chỉ là bị trước mắt tàn khốc sự thật, cả kinh tột đỉnh. Cái này Trác Phàm, đến tột cùng là như thế nào cao thủ đáng sợ a? Lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, Gia Cát Trường Phong thở dài, lắc đầu ai, lão phu đã sớm nói với các ngươi qua, không nên tùy tiện trêu chọc tiểu tử kia, các ngươi. Xin lỗi, Gia Cát thừa tướng, tại hạ dạy muội không đúng, còn mong rộng lòng tha thứ. Sau này tại hạ nhất định chặt chẽ quản giáo, sẽ không lại làm ra như thế có hại đại cục sự tình. Thác Bạt Lưu Phong vội vã ôm quyền, khom người bồi tội, tiếp lấy hung hăng trừng Liên Nhi hai người liếc một chút, thẳng đem hai người trừng đến đầy mặt xấu hổ. Đến mức chiết biệt, hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, làm than đen đầu đi. Ông! Bỗng nhiên, một cơn chấn động sinh ra, khắp nơi một phen nhúc nhích về sau, Hồ Liên xài bóng người chậm rãi từ mặt đất chui ra, nhìn về phía mọi người đầu tiên là ôm một cái quyền, sau đó lại hướng ra Cát Trường Phong nói, thừa tướng đại nhân, như ngươi sở liệu, Trác Phàm đằng sau quả nhiên có cái đuôi. Bất quá cái này Trác Phàm thật sự là lợi hại, một chút thì không thấy tăm hơi, không chỉ là cái kia hai cái đuôi, ngay cả ta đều theo không kịp. Về sau bọn họ đại khái trở về phục mệnh, cũng không có hướng chúng ta nơi này theo tới. Hừ ha ha ha, nhất định là bệ hạ người, bất quá Trác Phàm tiểu tử này, tâm tư kín đáo, xảo trá như hồ ly, muốn dám thị hắn, Thiên Vũ chỉ sợ rất khó có người làm đến. Cái kia hai cái đuôi, chỉ là chờ lấy đụng đại vận mà thôi. Khinh thường khẽ cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong vừa nhìn về phía Hồ Liên Sài phương hướng, gật đầu khen, ẩn lang vệ Hồ Liên Sài, người ngược lại là rất thông minh, biết trước tiên tìm lão phu đến giúp đỡ, không tệ không tệ. Thừa tướng đại nhân quá khen, thật sự là cái kia Trác Phàm quá mức biến thái, tại hạ đoán chừng chúng ta toàn phía trên cũng chỉ có toàn quân bị diệt phần, chỉ có mời thừa tướng đại nhân ra mặt. Đúng vậy a, lần này nếu không phải Gia Cát thừa tướng ra mặt, xá muội cùng tại hạ những thuộc hạ này, chỉ sợ cũng tất cả đều phải bị cái kia cuồng ngạo người độc thủ. Bất luận là làm ca ca, vẫn là làm thiếu soái, tại hạ đều muốn hướng thừa tướng đại nhân chân thành nói lời cảm tạ mới là. Thác Bạt Lưu Phong vung lên ống tay áo, trịnh trọng khom lưng 90 độ, cung kính bái hạ. Gia Cát Trường Phong gặp, vội vàng đỡ dậy, cười nhẹ lắc đầu, công tử quá khen, thực lần này coi như lão phu không ra mặt, đoán chừng lấy Trác Phàm tâm kế, cũng không có khả năng tùy ý sát hại các ngươi Khuyển Nhung sứ đoàn người. Ồ, lông mày nhíu lại, Thác Bạt Lưu Phong một mặt không hiểu, nghe tiểu muội nói,
người kia vừa mới thế nhưng là đã sát cơ hiển thị rõ a. Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, Gia Cát Trường Phong cười thầm nói, tiểu tử này chỗ đáng sợ, cũng không chỉ là phần kia cậy mạnh, còn có thâm thúy đến không thấy đáy tâm kế. Lúc trước cái kia bức hung hãn bộ dáng, đoán chừng là cho lão phu nhìn, cũng là muốn dẫn lão phu ra mặt. Khi đó, người nào ra mặt giúp các ngươi, cũng chẳng khác nào là người đó cùng các ngươi người thân nhất. Hiện tại, đoán chừng coi như bệ hạ cũng biết, lão phu cùng các ngươi thầm giao tiếp sự tình đi. Trong mắt bất giác co rụt lại, Thác Bạt Lưu Phong trên mặt khẩn trương, cái này nên làm thế nào cho phải. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong không để ý chút nào, không ngại, âm mưu cùng dương mưu khác nhau, cũng là âm mưu vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dương mưu lại không có nhiều cố kỵ như thế. Thì coi như bọn họ biết lại như thế nào, sự tình phát triển như thế nào, vẫn là phát triển như vậy, lão đầu tử đã ngăn cản không. Thế nhưng là, dù vậy, vẫn là không bị phát hiện tốt. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Thác Bạt Lưu Phong thở dài, sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía hắn nói, thừa tướng đại nhân, đã người biết chắc phạm ý đồ, vì sao còn muốn ra mặt. Mi đầu không khỏi run run động một cái, Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo ít có mê mang, thăm thẳm lên tiếng, đó là bởi vì, chắc phạm là xuất thủ hay không, lão phu cũng không dám đánh cược. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Lão phu cả đời duyệt vô số người, nhìn không thấu đếm tới đếm lui cũng liền hai người, hắn tính toán một cái. Ồ, lông mày nhíu lại, trong mắt mọi người lóe qua một đạo ngạc nhiên. Gia Cát Trường Phong danh xưng thiên vũ đệ nhất trí giả, chắc phàm bằng chừng ấy tuổi, chắc là kinh nghiệm sống chưa nhiều, chẳng lẽ thì liền hắn cũng nhìn không thấu. Tựa hồ nhìn ra mọi người tâm tư, Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, lắc lắc đầu nói, có lẽ tại Bách Gia tranh minh trước, còn có thể nhìn ra một chút. Nhưng về sau lại là hoàn toàn nhìn không thấu, hoặc là nói căn bản không muốn đi xem. Bởi vì tại cái kia chàng gia tộc chiến bên trong, hắn làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều dự kiến bên ngoài sự tình. Chuyện gì, Thác Bạt Liên Nhi trong mắt sáng lên, nghi ngờ nói. Bật cười lắc đầu, Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thâm thúy, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Lần kia, là lão phu lần thứ nhất gặp hắn vì một nữ nhân mất lý trí. Nhưng là tại điên cuồng bên trong, lại là xen lẫn khó có thể phỏng đoán âm độc. Cho nên tại sao cùng đế vương môn đại công tử bỏ mình, lạc ra sớm tiến vào cái loạn thế này vòng xoáy bên trong. Cái này tại đại cục đến xem, đều là cực kỳ không khôn ngoan, hắn tâm lý cũng nên rõ ràng, nhưng là hắn cứ làm như vậy. Bất quá, cũng chính là theo lần này bắt đầu, thần toán tử rốt cuộc tính toán không thấu hắn, lão phu cũng không dám tùy ý phỏng đoán hắn ý nghĩ. Tại trong điên cuồng cùng cơ trí chuyển đổi, hắn phòng tuyến cuối cùng đã không ai có thể nắm chắc được đến. Thật sâu hít một hơi, Gia Cát Trường Phong cười khổ một tiếng, hiện tại các ngươi biết, lão phu vì sao cam nguyện bại lộ, cũng muốn ra mặt cứu các ngươi đi. Bởi vì lão phu hiện tại cũng khó có thể đoán trước, hắn lúc đó đến tột cùng là điên cuồng vẫn là tỉnh táo. Nghe được lời này, mọi người trong lòng một trận cảm thán, riêng là quốc sư Hãn Thiết Ma, cảm xúc càng sâu. Một cái hành động không có bất kỳ cái gì vốn có dấu vết người, mới là đáng sợ nhất ha. Một phương diện khác, Trác Phàm đi vào một gian trong quán trà nhỏ, chỗ đó sớm đã ngồi đấy một bộ hắc bào khoác thân thể bóng người. Ông! Một trận vô hình ba động phát ra, Trác Phàm dùng thần thức lĩnh vực liếc nhìn chung quanh một dặm động đất tính, gặp không có bất kỳ cái gì rảnh rỗi người đi theo, mới ngạo nghễ đi vào cái kia trà quán, ngồi tại người áo đen kia đối diện. Thật không nghĩ tới, cũng có ngày, người lại sẽ mời ta đi ra. Người áo đen một mực cúi đầu, không có nâng lên, khiến người ta không nhìn thấy hắn diện mạo. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, chúng ta cũng coi như lão bằng hữu, nhiều năm không thấy, đi ra uống cái trà, trò chuyện một ngày rất bình thường đi. Hừ, thiếu dùng bài này, ngươi chắc là rõ ràng, giữa chúng ta có thù không đợi trời chung. Ta cùng ngươi ở giữa. Cũng không có nhiều như vậy giao tình có thể nói. Người áo đen cầm lấy chén trà nhẹ hấp một cái, lời nói lại là như lạnh như gió băng lãnh. Mi đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm đùa cười ra tiếng, ai nha nha, học được bản sự a, người có tin ta hay không hiện tại liền đem đầu ngươi vặn xuống tới. Không tin, chậm rãi lắc đầu, người kia quả quyết nói, người nếu muốn giết ta, tùy thời đều có thể,
dù sao ta không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi đã đem ta ước đi ra, hẳn là sẽ không chỉ là giết ta đơn giản như vậy đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm bật cười lớn, gật gật đầu, thì ra là thế, những năm này ngươi xác thực tiến bộ không ít, không chỉ là thực lực tâm kế, đảm lượng cũng là như thế, ngược lại rất có năm đó lão quỷ kia phong phạm a. Thân thể bất giác lắc một cái, người áo đen cầm lấy chén trà tay hơi hơi chăm chú, lại là không có nói một câu, chỉ tiếp tục chậm chậm uống lấy trà xanh, vậy mà bất động. Nói trắng ra a, theo nhà ta thám tử hồi báo, người bây giờ tựa hồ địa vị không thấp, còn chân đạp hai đầu thuyền. Thế nào, người muốn sự việc này uy hiếp ta? Thế mà, Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, người áo đen kia đã là cười lạnh một tiếng nói, hừ, vô dụng, ta hai cái cố chủ đều ngầm đồng ý ta loại này hành động, cái này không thể xem như ta tay cầm. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn uy hiếp ngươi cái gì, chỉ là muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi có hứng thú hay không? Nhìn chằm chằm hắn bóng người, Trác Phàm gần từng chữ một, chân đạp ba thuyền, tại ta Lạc gia bên này phía trên, cũng đạp vào một chân. Thân thể ngăn không được run run, người kia không thể tin kêu lên sợ hãi, ngươi nói cái gì? Ta nói rất rõ ràng đi. Một mặt thoải mái cười cười, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, thêm một cái ổ, thì nhiều một đầu đường ra, cái này đối với ngươi mà nói, hẳn là hữu ích vô hại, chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Người điên a, chúng ta nhưng là cửu nhân, người áo đen giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, kiên quyết nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi giúp các ngươi. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, cười khẽ một tiếng, bảo thủ đến cùng, ngươi nhiều lắm là cũng liền chỉ là cấp độ này. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta chỉ nói là, tại Bách Gia tranh minh trước, ta đã từng gặp được một lần Gia Cát Trường Phong, đàm luận thiên hạ đại thế. Hắn lúc đó hỏi ta, hắn cùng Lãnh Vô Thường mặc dù đều là bầy mưu tính kế người, nhưng đều có chính mình tư lợi, ta khuất tại Lạc gia cái này tam lưu thế gia làm quản gia, đến tột cùng là vì cái gì? Ta chỉ trả lời hắn một câu, ta dã tâm so với hắn lớn. Cười lạnh, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo cuồng mãng bá khí, cho nên, trong mắt của ta, vô luận là cái gì thần toán tử vẫn là cái này đế quốc đệ nhất chí tinh, ta đều mạnh hơn bọn họ nhiều. Còn ngươi, liền bọn họ cũng so ra kém, người bố cục, quá nhỏ. Thân thể ngăn không được lắc một cái, người áo đen kia lúc này giật mình tại nguyên chỗ, tựa hồ ngộ đến cái gì, thật lâu không nói. Trác Phàm cứ như vậy nhìn lấy hắn, yên tĩnh chờ lấy. Thật lâu, mới thở dài, đứng dậy, lẩm bẩm nói, xem ra ngươi vẫn là không nghĩ ra, cái kia coi như a, dù sao ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng. Chờ một chút. Thế mà, Trác Phàm vừa muốn rời khỏi, người kia lại là vội vã lên tiếng, tiếp lấy lại lạnh lùng nói, hôm nay thiên vũ loạn thế chi tượng đã thành, ngươi lại như thế nào có thể cam đoan, thắng lợi sau cùng nhất định là các ngươi Lạc gia đâu. Nếu như ta nói, bởi vì có lão tử Trác Phàm tại, Lạc gia không có khả năng không cười đến cuối cùng, đoán chừng ngươi nhà cũng không tin, cho nên. Khóe miệng lộ ra một cái tà dị đường cong, Trác Phàm thở sâu, thản nhiên nói, ta mới khiến cho chân ngươi dẫm ba cái thuyền, sau cùng vô luận phương nào thắng lợi, ngươi đều có thể kiếm một chén canh. Trầm ngâm một chút, người áo đen kia nói tiếp, thế nhưng là, muốn dẫm lên Trác quản gia đầu này đại thuyền, ta phải làm như thế nào? Sẽ không phải để cho ta, đem chính mình cái kia hai đầu thuyền đều đục nặng đi. Đương nhiên sẽ không, ngươi lại không ngốc, coi như ta nói cho ngươi dạng này, ngươi cũng sẽ không làm như thế. Ai cũng có cái tư tâm, nếu là Lạc gia không đáng tin cậy, tối thiểu còn có hai đầu thuyền tạo điều kiện cho ngươi dẫm a, đúng không? Trác Phàm lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, cực giống lừa gạt tiểu cô nương quái thúc thúc. Người áo đen kia trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nếu là cùng ta hiện tại lợi ích không xung đột lời nói, ngược lại là có thể hợp tác với ngươi. Vậy là tốt rồi, thực rất đơn giản, ta cũng không cần theo ngươi làm sâu bao nhiêu độ hợp tác, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt này, ngươi làm như thế, ta coi như ngươi đạp vào ta thuyền. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm đột nhiên xích lại gần người áo đen bên tai, tỉ mỉ thì thầm hai tiếng. Người áo đen kia sau khi nghe xong, không khỏi giật mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm nói, người điên a, hiện tại thế lực khắp nơi,
ai cũng tại trốn tránh cái này trộn cứt côn nhân vật, ngươi lại muốn tự mình đi làm cái này bạo phong nhãn, ngươi cho rằng ngươi là truyền thuyết bên trong cái kia cổ tam thông sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không có cách nào, hiện tại tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng ta, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nghe được lời này, người kia thật sâu liếc hắn một cái, lại là đầy mặt tán phục gật đầu, hiện tại ta minh bạch ngươi như thế nào đi đến hôm nay địa vị, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Mà lại, ngươi để cho ta làm việc, ta cũng lớn khái đoán ra đến tột cùng. Ta chỉ có thể nói, Trác Phàm cũng là Trác Phàm, có thay đổi càn khôn sở trường. Ha ha ha, nhận được khích lệ, như vậy, hợp tác vui vẻ. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm duỗi ra một cái tay cười nói. Người áo đen kia liếc hắn một cái, ba một tiếng, cùng hắn vỗ tay một cái, quay người rời đi nơi này, biến mất tại đêm dài đằng đẵng bên trong. Nhìn lấy hắn cái kia thân ảnh biến mất phương hướng, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy quay người lại. Lần nữa biến mất không thấy. Mà một phương diện khác, một gian lịch sự tao nhã trong lầu các, Lãnh Vô Thường đang châm tự uống, khoan thai nhã nhặn, rất là thoải mái. Đột nhiên, ông một tiếng ba động phát ra, đảo qua cái này cả tầng lầu, gặp cũng không có người khác, bá một tiếng, Trác Phàm bóng người xuất hiện ở đây. Mà nhìn thấy hắn đến, Lãnh Vô Thường tựa hồ cũng không một chút ngạc nhiên, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại châm một chén rượu nhạt uống vào. Cười nói, Trác quản gia rốt cục đến, không biết có chuyện gì, mời lão hủ đến đây thương lượng a. Ha ha ha, Lãnh tiên sinh thần toán, thiên hạ vô địch, người đoán xem. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười đùa nói. Lãnh Vô Thường đột nhiên lắc đầu, vẫn như cũ tự rót tự uống, ha ha ha. Người khác lời nói lão hủ tạm thời thử một lần, nhưng Trác quản gia tâm cơ khó lường, từ bách gia tranh minh về sau. Lão hủ nhưng cũng không dám lại dễ dàng ước đoán, người vẫn là nói thẳng đi. Người rõ ràng trước mặt không nói tiếng lóng, tại hạ lần này mời tiên sinh đến đây, chỉ có một chuyện muốn hỏi. Nói, Lãnh Vô Thường thoải mái khoát khoát tay, cười nói. Lãnh tiên sinh, ngài tại đế vương môn nhiều năm, đến tột cùng muốn cái gì? Hiện tại, được đến sao? Trác Phàm gọn gàng hỏi thăm. Lãnh Vô Thường bất giác trì trệ. Cầm lấy chén rượu tay hơi hơi run run, lại là bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng, Trác quản gia, ngươi không cần nói móc ta. Vốn là nhanh muốn lấy được, nhưng ngươi vừa xuất hiện, lão hủ sự nghiệp to lớn thì tất cả đều ngâm nước nóng. Ai, này làm sao có thể trách ta đâu, coi như không có ta, còn không có Gia Cát Thừa Tướng a. Coi như không có Gia Cát Thừa Tướng, đương kim hoàng đế cũng không phải ăn chay. Được được được. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Lãnh Vô Thường đã là vội vã đánh gãy, không nhịn được nói. Thở sâu, Trác Phàm một mặt trịnh trọng, Lãnh tiên sinh, ta chỉ muốn nói, ngài tại đế vương môn hết sức kinh doanh mấy chục năm cũng không chiếm được đồ vật, có lẽ đến ta Lạc gia có thể tùy tiện được đến a. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Lãnh Vô Thường quá sợ hãi, nhìn chằm chằm Trác Phàm, lại là đột nhiên bật cười, Trác quản gia. Ngài đào chân tường đều đào được Lãnh Mỗ đầu người lên a. Bất quá, muốn để ngươi thất vọng, Lãnh Mỗ người muốn đồ, vật, ngài đại khái cũng không rõ ràng. Mà lại, Lạc gia đều có ngươi, Lãnh Mỗ người đi há không dư thừa. Muốn là, ta không tại Lạc gia đâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhìn về phía Lãnh Vô Thường nói. Mi đầu bất giác lắc một cái, Lãnh Vô Thường quá sợ hãi, ngươi nói cái gì, cái kia làm sao có thể. Đón lấy, Lãnh Vô Thường lại là bật cười lắc đầu liên tục, tính toán, nếu là Trác quản gia không tại Lạc gia, cái kia gia tộc này thì là một đám người ô hợp, cũng không có ý gì. Ha ha ha, đã ta có dự định rời đi, thì nhất định sẽ đem tất cả sự tình đều an bài thỏa đáng, sẽ không để cho nó năm bè bảy mảng. Mà lại, ta có một kế hoạch, cũng cần có người đi hoàn thành nó. Nói, Trác Phàm nhìn về phía Lãnh Vô Thường nghiêm túc nói, Lãnh tiên sinh. Lúc trước Gia Cát Thừa Tướng đề cập với ta lên qua, người cùng hắn mặc dù đều là phụ tá người, nhưng đều có chính mình tư lợi ở bên trong. Gia Cát Thừa Tướng muốn lấy được, ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng ngài muốn, ta cũng đã có chút mặt mày. Còn nhớ rõ lúc trước ngài nói, ba người chúng ta cùng một chỗ, thiên hạ không người có thể địch tràng cảnh đi.
lúc đó ta thì phát giác, ngài tuy nhiên tự phụ, nhưng lại càng hy vọng làm ra khoáng cổ công tích đến, hiện tại ta thì cho ngươi đây hết thảy. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm liền tiến đến Lãnh Vô Thường bên tai thì thầm vài câu. Lãnh Vô Thường lúc đầu còn không có phản ứng gì, nhưng là càng nghe lại là càng sợ, đến sau cùng hai cái tròng mắt đã hoàn toàn muốn lồi đến rơi ra tới. Trác quản gia, cái này nhưng là đại thủ bút a, ngài muốn nhất thống toàn bộ đại lục sao? Tròng mắt nhịn không được co lại, Lãnh Vô Thường một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm lại là thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói, ta là không có nghĩ như vậy qua, dù sao ta không là thuần túy mưu sĩ, vẫn là lấy tu luyện làm chủ, hướng tới thiên đạo. Bất quá cái này đời đời công tích, Lãnh tiên sinh hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lãnh Vô Thường trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu, lại là cau mày nói, không tệ, cái này thật là xưa nay chưa từng có đại công tích. Nhưng là lấy đế vương môn nội tình, làm cái này cũng cần phải không có vấn đề gì, vì sao lão phu càng muốn tìm nơi nương tựa Lạc Gia. Bởi vì ta tại Lạc Gia, có chút đặc thù đồ vật, chỉ có ta mới có thể cung cấp. Cười thần bí, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, bất quá bây giờ ta cũng không bắt buộc Lãnh tiên sinh nhanh như vậy quyết định. Chỉ cần ngài thay ta làm một chuyện, ta coi như ngươi đạp vào ta thuyền. Còn về sau ngươi vẫn như cũ là đế vương môn đại quản gia, làm như thế nào trợ nó, thì làm sao trợ nó, nếu là Lạc Gia sau cùng biến mất, ngài cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Lãnh Vô Thường hai mắt đi loanh quanh, mãnh liệt gật đầu. Trác Phàm bật cười lớn, liền lại xích lại gần hắn mà thôi vừa bắt đầu mật ngữ. Đến tận đây, tất cả quân cờ bố trí xuống. Thì đãi chi sau lấy hắn cái này chạy ra thiên mệnh chi nhân thân phận, thay đổi càn khôn. Sau 5 ngày, chính vào Thiên Vũ Hoàng đế 100 tuổi tiệc mừng thọ ngày, thiên hạ đại xá, bách quan chầu mừng, khuyển nhung sứ đoàn yết kiến mừng thọ, ngự hạ bát gia thụ triệu diện thánh, thiên hạ một mảnh phồn vinh hưng thịnh, cả nước cùng chúc mừng. Trác Phàm ít có từ đầu tới đuôi chỉnh đốn một phen, tươi cười rạng rỡ, đẹp trai đến bỏ đi. Chỉ là bên khóe miệng vẫn là treo bộ kia chiêu bài thức tà tiếu. Hôm nay trận này tiệc mừng thọ, chính là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy chung kết, chờ xem, hừ hừ hừ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bỗng nhiên đi ra khỏi cửa phòng. Mà ở nơi đó, Lạc Gia mọi người sớm đã chờ trực đã lâu. Chờ nhìn đến Trác Phàm đi ra, lại là không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Chỉ vì Trác Phàm ngày thường lười nhác, tại tự thân hình tượng phía trên cũng không có nhiều coi trọng, hôm nay cực kỳ mặc một phen về sau, đúng là không nói ra anh vĩ. Nhắm chúng Lạc Vân Thường cùng Vân Sương hai nữ, đều là hai mắt tỏa sáng, hai con mắt bên trong lóe không hiểu ánh sáng. Hắc hắc hắc, Trác quản gia, người hôm nay muốn đi xem mắt a. Như thế anh Tuấn tiêu sái, không biết muốn mê đảo bao nhiêu hoài xuân nữ tử. Bàng thống lĩnh cười lớn một tiếng, tán thán nói. Lạc Vân Hải cũng là liên tục không ngừng gật đầu, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến, cười thần bí, hôm nay bệ hạ sinh nhật, ta làm sao cũng phải cho hắn cái mặt mũi đúng không? Dù nói thế nào, hắn trả phong ta thiên hạ đệ nhất đại quản gia danh hào tới. A, à, Trác huynh đệ, người bình thường phải xem nặng những thứ này trước xuông a, làm sao hôm nay? Bàng thống lĩnh sững sờ, hỏi. Trác Phàm lại là chậm rãi lắc đầu, cũng không có trả lời. Chỉ là nhìn về phía Lạc Vân Hải, trịnh trọng nói, Vân Hải, một hồi mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều không nên hoảng hốt. Thân là từng nhà chủ, đây là tối thiểu nhất tâm cảnh. Lạc Vân Hải sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hơi gật gật đầu. Còn có, cái kia 4 tên tiểu quỷ, ta tối hôm qua đề điểm các ngươi sự tình, các ngươi nhớ kỹ sao? Đón lấy, Trác Phàm vừa nhìn về phía Ma Sách tứ quỷ nói. Bình chân như vậy cười lớn một tiếng, hung sát quỷ đã tính trước nói, Trác quản gia yên tâm, khác không dám nói, loại sự tình này chúng ta thế nhưng là lành nghề rất, ha ha ha. Sự tình gì, Trác Phàm, ngươi lại làm cái quỷ gì? Lạc Vân Thường sững sờ, đầy mặt vẻ không hiểu. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Lạc Vân Thường trong lòng nghi hoặc, chỉ có thể nghi ngờ liếc hắn một cái. Liền mang theo mọi người rời đi. Chỉ là, tại muốn ngồi lên tiến về hoàng thành xe ngựa lúc, luôn luôn cùng nàng cùng Vân Hải ngồi chung một cỗ Trác Phàm, lại là lựa chọn cùng Vân Sương ngồi lên cùng một chiếc.
Điều này không khỏi làm nàng càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng một trận thất lạc. Mà Vân Sương thì là không khỏi khẽ giật mình, hai gò má bay lên một vệt ửng đỏ, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Trác Phàm cái này không biết xấu hổ dĩ nhiên đã làm theo ý mình ngồi lên, còn thuận tiện đem nàng cường ngạnh chảnh lên, cười tà dị nói, Sương Nhi, người tựa hổ không muốn cùng ta ngồi chung một tòa a. Ách, không là, là ngươi phải cùng Lạc tiểu thư bọn họ. Tại Lạc gia ngốc đã không phải một ngày hai ngày, Lạc Vân Thường đối Trác Phàm cảm tình, nàng lại có thể không biết. Mà lại, Trác Phàm làm Lạc gia đại quản gia, cùng Lạc Vân Thường một chủ một bộc, cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng một cái ngoại lai, cùng người ta người trong lòng đi được quá gần, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là Trác Phàm lại không chú ý nhiều như vậy, chỉ là vẫn như cũ trên mặt mang tà dị tiếu dung, nói một số rất là kỳ lạ lời nói. Vậy ngươi đoán chừng muốn quen thuộc một chút, sợ là chúng ta sau này đơn độc ở chung thời gian sẽ rất lâu. Vân Sương giật mình, nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, hai gò má càng thêm đỏ bừng. Trác Phàm lời ấy nàng không biết là ý gì, chỉ là nghe được câu này, nàng tâm không lý do lại là bỗng nhiên phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Giống như một con thỏ nhỏ nhét vào trong ngực, nhảy lên nhảy lên. Không có liếc nhìn nàng một cái. Trác Phàm cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt vĩnh viễn treo bức kia tất cả mọi thứ, đều hiểu rõ khuôn mặt. Lạc gia đội xe tại đế đô trên đường lớn rong đuổi, rất nhanh liền đi vào hoàng trước cửa thành. Mà ở nơi đó, thái tử mang theo khác hai vị hoàng tử, sớm đã xin đợi bên ngoài. Chỉ là gặp đến là Lạc gia xe ngựa đến, tam hoàng tử Vũ Văn Thông tất nhiên là vui vẻ nhếch miệng cười to, thái tử cũng khẽ vuốt cằm cười nhạt. Chỉ có nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng, gương mặt bỗng nhiên co lại, tựa hồ là nhớ tới thống khổ gì chuyện cũ giống như, một gương mặt mo lúc này thì tiêu nghỉu xuống. Toàn đều hiểu khác ý nghĩ, thái tử cùng bàn tử hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, liền không để ý tới hắn, thẳng tiến lên hoan nghênh. Một tiếng cọt kẹt, xe ngựa cửa xe mở ra, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải theo thứ một chiếc xe ngựa bên trong đi ra. Hai người ngẩng đầu nhìn xem bên trong. Lại là không khỏi sững sờ, cao đại quản gia người đâu. Đúng lúc này, chiếc thứ hai xe ngựa cửa xe mở ra, Trác Phàm từ bên trong xuống tới, trong tay còn nắm một mặt đỏ bừng Vân Sương tay ngọc. Hai người gặp, bất giác khẽ giật mình, trong lòng tựa hồ minh bạch thứ gì. Lạc Vân Thường càng là tức giận nhìn lấy hai người, trong lòng ghen tuông bốc lên, ám đạo hai cái này là cái gì thời điểm làm lên. Ai, cái này đáng đâm ngàn đao quá ưu tú. Đối với hắn ngấp nghé quá nhiều người, thật sự là khó lòng phòng bị a. Chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy, ngay tại cách đó không xa, nhị hoàng tử nhìn đến hai người thân mật như vậy bộ dáng lúc, lại là trong mắt nhịn không được co rụt lại, trên mặt nổi lên cổ quái vẻ phức tạp. Ai, Trác huynh, ngươi thật đúng là phong lưu phóng khoáng a. Mỗi ngày nhìn ngươi cái này trái ôm phải ấp thanh tú ân ái, ngươi để cho ta cái này độc thân cẩu sống thế nào? Bàn tử lắc lắc đầu, một mặt cảm thán lên tiếng. Trác Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là chậm rãi khoát khoát tay, khẽ cười nói, bàn tử, nói thực ra, trước kia đều là giả, lần này mới là thật. Nghe được lời này, Vân Sương bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, một trái tim đều nhanh đụng tới. Trác quản gia đối với mình, lúc nào có loại cảm tình này. Lạc Vân Thường thì là thân thể ngăn không được run run. Như là ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này, vẫn là Trác Phàm lần thứ nhất thừa nhận hắn cảm tình, trước kia coi như đối Sở Khuynh Thành, đều không có nhận qua. Nhưng là bây giờ, làm sao lại đối một cái nhận biết không đến một tháng cô nương, mở rộng cửa lòng. Chẳng lẽ nói, đơn giản là nàng tính tình cùng Ngưng Nhi tương tự sao? Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường bất giác đầy miệng đắng chát, thái tử thì là cười lớn một tiếng, ôm ôm quyền nói. Vậy liền chúc mừng Trác quản gia, thánh nữ phối anh hùng hào kiệt, coi là thật tuyệt phối, ha ha ha. Trác Phàm hiên ngang đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, mười phần thản nhiên tiếp nhận. Vân Sương thì là xấu hổ nung đỏ mặt, thật sâu cúi thấp đầu, một mặt mê mang. Hiện tại, nàng còn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, làm sao đang yên đang lành thì cùng Trác quản gia thành loại quan hệ này. Các vị, mời vào bên trong. Lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, thái tử liền vung tay lên, đem mọi người mời vào hoàng thành. Trác Phàm mang theo Vân Sương đi ở đằng trước, chờ tiến vào yến hội đại sảnh lúc,
đã thấy Ngự Hạ Bát Gia cùng Gia Cát Trường Phong, Độc Cô Chiến Thiên chờ đều đã đến đông đủ, thậm chí liền cái kia Khuyển Nhung sứ đoàn cũng đến. Nhìn lấy cái kia tu dưỡng 5 ngày, sắc mặt vẫn là một trận trắng xám Cha Lạp Hán cùng Chiết Biệt, Trác Phàm bất giác lộ ra một đạo hí ngược nụ cười, mà hai người thì là thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hãn Thiết Ma cùng Thác Bạt Lưu Phong cũng đồng dạng tại tỉ mỉ quan sát kỹ hắn, nhưng càng là quan sát, hai người liền càng là kinh hãi. Hai người quả thực không thể tin được, Trác Phàm bằng chừng ấy tuổi, thì có như vậy nghịch thiên thực lực, thực sự không thể tưởng tượng. Nếu không thể như vậy trừ rơi, tương lai hẳn là họa lớn. Nhưng là như thế nào trừ rơi, lại là để bọn hắn khó khăn. U, Trác quản gia, lại có tân hoan a. Lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền vào Trác Phàm trong tai. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp người kia chính là Hoa Vũ Lâu Mẫu Đơn Lâu Chủ. Tựa hồ là vì Sở Khuynh Thành kêu không bằng phẳng, Mẫu Đơn Lâu Chủ nhìn về phía Trác Phàm trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mẫu Đơn, im miệng, không được vô lễ. Một tiếng già nua hét lớn vang lên, bà ngoại trợn lên giận dữ nhìn nàng liếc một chút về sau, mới một mặt cười làm lành nhìn về phía Trác Phàm, ha ha ha. Trác quản gia, không có ý tứ, nàng tính khí thẳng, ngài chớ trách. Chỗ nào, nàng nói không sai, lão tử xác thực thay mới vui mừng. Cười lạnh, Trác Phàm cố ý kéo Vân Xương tay, ở trước mặt mọi người lắc lắc, mười phần bằng phẳng đến lạc ra chỗ ngồi xuống, còn cường ngạnh đem Vân Xương kéo đến bên người. Như thế cách làm, chẳng những để tại chỗ một đám nữ tử nhíu mày, Vân Xương cũng là đỏ mặt, cảm thụ lấy Hoa Vũ Lâu mọi người như mũi kim ánh mắt, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, giống như làm cái gì vô sỉ sự tình, Trác Phàm là nàng theo khác nữ nhân trong ngực cướp tới đồng dạng. Mấu chốt là, nàng cái gì cũng không biết, theo sáng sớm liền bị Trác Phàm kéo đến bên người a. Cứ như vậy, Vân Xương như ngồi bàn trông, một mặt ủy khuất ngồi tại Trác Phàm bên cạnh, hai con mắt to bên trong đều có mộng mộng vũ khí. Như thế như vậy, chờ Ngự Hạ Bát Gia, đầy triều văn võ, Khuyển Nhung sứ đoàn chờ tất cả mọi người an vị về sau, thái tử mới lại mang theo ba vị hoàng tử đi vào trước nhất vị trí, hướng mọi người chắp tay một cái, cười nói, ha ha ha. Hôm nay là phụ hoàng trăm tuổi thọ thần, cả nước cùng chúc mừng, chư vị đến đây chúc thọ, đặc biệt là Khuyển Nhung sứ đoàn không xa 10.000 dặm mà đến, quả nhiên là thánh thượng ân đức, phổ chiếu khắp nơi, thiên vũ Khuyển Nhung, chung kết tình vợ chồng. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Thác Bạt Lưu Phong bọn người không quen thiên vũ tục lễ, như thế A-dô chi từ. Nghe giống như bọn họ đến chúc thọ, vẫn là bọn hắn chiếm tiện nghi, mặt mũi sáng sủa một dạng, luôn miệng nói tạ đều không có, cái quái gì. Thế nhưng là bọn họ không biết là, thiên vũ vương đạo giáo hóa, vương quyền lớn nhất. Các ngươi may mắn đến cho hoàng đế mừng thọ, đến ngửa mặt lên trời mặt, đương nhiên là các ngươi chiếm tiện nghi. Không phải vậy các ngươi làm sao có thể tùy tiện nhìn thấy hoàng đế thiên tử đâu. Bất quá đối với loại này kỳ quái logic, Khuyển Nhung người loại này thẳng tính, là vạn vạn không nghĩ ra. Một phương diện khác, ngay tại thái tử thao thao bất tuyệt, lấy lòng không ngừng thời khắc, trong ngự thư phòng, hoàng đế đã mặc chỉnh tề, đựng cho uy nghiêm mà chuẩn bị tiến về yến phòng khách. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Hoàng đế rìa mép khẽ run, hai mắt tinh quang như điện chớp. Chớp mắt là qua. Một đạo hắc ảnh lóe qua, quỳ dạp trên đất, khởi bẩm bệ hạ, những khách nhân đã toàn bộ đến đông đủ, mời bệ hạ chỉ thị. Rất tốt, cái kia đến đều đến, ván cờ này rốt cục đến kết quả trước mắt. Bất giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế chậm rãi đi vào bên bàn đọc sách, tiện tay nắm lên một con, hung hăng đặt ở một ván tàn cục phía trên, lạnh lùng nói, ngàn năm trước Minh Châu mật lệnh, bắt đầu áp dụng. Thiên vũ trung quy là chấm, hừ. Quyền đầu ra sức vồ một cái, hoàng đế bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng yến phòng khách phương hướng đi đến. Bên cạnh cận thị, theo thật sát. Bệ hạ giá lâm. Một tiếng bén nhọn tiếng nói vang lên, hoàng đế thân mang long bào, long hành hổ bộ đi tại yến trong phòng khách trên đường lớn, đằng sau thì là theo chân mấy chục vị tinh thần vô cùng phấn chấn thị vệ. Thái tử ba người nhìn thấy, vội vàng lui đến một bên. Cung kính bái phục. Hai bên đầy triều văn võ, Ngự Hạ Bát Gia cùng Khuyển Nhung sứ đoàn bọn người, cũng toàn đều cùng nhau đứng lên, hơi hơi khom người, cung kính nhìn chăm chú lên cái kia thánh nhan trang nghiêm bảo tướng. Đi vào ngự tọa trước ngồi xuống,
Hoàng đế quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, rìa mép hơi hơi run run, cất cao giọng nói, hôm nay chấm chi ngày mừng thọ, khắp chốn mừng vui. Nhìn chư vị ở đây, riêng là Khuyển Nhung sứ đoàn, đường xa mà đến, có thể vui thích tận hứng, đều thì tỏa đi. Tạ bệ hạ, chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người cùng nhau lại bái cúi đầu, liền yên ổn ngồi xuống. Lúc này, thái tử lần nữa đứng dậy, khẽ rời đi hai bước, đi vào hoàng đế trước mặt liền ôm quyền, khom người hạ bái, cười nói, phụ hoàng trăm tuổi thọ thần, cả nước vui mừng, hôm nay Hải Nhi đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mừng thọ, cùng chúc phụ hoàng phúc thọ an khang, giang sơn vĩnh cố, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Há, thái tử luôn luôn thông minh, phần này quà mừng, chấm nhưng là muốn nhìn cho kỹ. Hẳn là sẽ có cái gì suy nghĩ khác người đồ vật a. Ha ha ha. Khẽ vuốt chòm râu, hoàng đế ngửa mặt lên trời cười dài, tiếp lấy vung tay lên, thản nhiên nói, trình lên. Vừa dứt lời, liền gặp hai tên cận thị cung cung kính kính giơ lên một bộ bức tranh, đi vào trước mặt mọi người, đón lấy, nhẹ nhàng đem bức tranh triển khai. Chỉ một thoáng, mực đậm lượn lờ, long phi phượng vũ, bút lực cương mãnh, đi nhầm đường. Chỉ thấy bức tranh đó phía trên, đúng là bám vào một bộ thủy mặc sơn thủy. Giang sơn nguy nga, sóng nước dập dờn, sinh động như thật, giống như muốn theo họa bên trong đụng tới một dạng. Mà tại bức tranh đó dưới góc phải vị trí, càng là đề lấy cứng cáp có lực ba chữ, đan thanh sinh. Trong mắt nhìn không được co lại, Thác Bạt Lưu Phong không khỏi giật nảy cả mình, kêu lên, đây là Tây Châu đệ nhất nhân, thư họa cuồng sinh, đan thanh sinh giang sơn xã tắc đồ sao. Không tệ, Thác Bạt công tử thật sự là hảo nhãn lực. Đây chính là vị tiền bối kia ít có truyền thế kiệt tác, giang sơn xã tắc đồ. Khóe miệng hơi vểnh lên, thái tử ngạo nghễ dương dương đầu, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Trác Phàm sững sờ, không rõ nội tình, một bức phá họa mà thôi, có gì to tát. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, một cái vẽ vời thư sinh, coi như họa cho dù tốt, đỉnh dám dùng. Thế nhưng là sau một khắc, Trác Phàm liền hoàn toàn rõ ràng bức họa này giá trị, cũng rõ ràng vì sao vị này Khuyển Nhung thiếu soái hội kinh ngạc như thế. Mọi người đều biết, bất luận là chúng ta Thiên Vũ, vẫn là Khuyển Nhung, tại Tây Châu đều chẳng qua là một cái hạt vừng tiểu quốc mà thôi. Thế nhưng là 800 năm trước, Tây Châu lại ra một cái kỳ nhân, chẳng những thực lực có 102 Tây Châu, lại say mê thư họa, có thể nói văn võ song tuyệt. Đã từng lấy lực lượng một người, đâm liền thập đại tông môn, trở thành Tây Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mọi người vẻ mặt run lên, đều là đầy mặt nghiêm nghị mà nhìn xem thái tử, yên tĩnh nghe hắn nói đi xuống. Thực phàm là Tây Châu có chút danh vọng gia tộc, đều từng nghe nói qua cái này một kinh hãi thế tục truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới đúng là thật, còn thật có như thế một người, như thế một họa. Đến mức Trác Phàm cái này mới tới nơi đây người, đương nhiên cũng không biết. Bất quá, tại chỗ tất cả mọi người, đối với loại này tuyệt thế cao thủ, vẫn là vạn phần kính trọng, cho nên đều là nín hơi lắng nghe. Thái tử hắng giọng, tựa hồ rất hưởng thụ loại này trở thành vạn chúng tiêu điểm cảm giác, tiếp tục nói, nghe đồn hắn đã từng vẽ một bức có 102 kiệt tác, cũng là cái này giang sơn xã tắc đồ. Lúc đó hắn gặp núi này nước như thần sơn hiểm cảnh, vì chính mình kỹ nghệ ngây ngất không thôi, liền phát xuống chí nguyện. Ngày sau người nào nếu có thể mang này đồ tìm tới hắn, tất hoàn thành người kia một cái tâm nguyện, thậm chí giúp hắn đánh xuống một tòa giang sơn cũng không quan trọng. Nghe được lời này, mọi người bất giác giật mình, có Tây Châu đệ nhất cao thủ trợ trận, đây còn không phải là muốn đánh nhiều đại giang sơn, liền lớn bấy nhiêu giang sơn à, cầm xuống toàn bộ Tây Châu cũng không là vấn đề a. Thác Bạt Lưu Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía bức họa kia quyển, mi đầu nhìn không được run run. Như cái này truyền thuyết là thật. Cái kia bức họa này rơi Vu Thiên Vũ trong tay, quả thực cũng là một cái đại sát khí a. Không được, nhất định muốn đem bức họa này đoạt tới tay. Song đồng bỗng nhiên ngưng tụ, Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma liếc nhìn nhau, đã là ngầm hiểu lẫn nhau, âm thầm gật đầu. Thế mà, đúng vào lúc này, một đạo khoan thai thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, như vậy Thái tử Điện Hạ, xin hỏi cái này đan thanh sinh, hiện ở nơi nào? Bất giác trì trệ, thái tử quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn qua, thấy là Trác Phàm, lại là nhìn không được vội ho một tiếng,
lúng túng nói, truyền thuyết vị tiền bối này 800 năm trước thì mất tích, hành tung như có như không, không có ai biết hắn hạ lạc. Hứ! Hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là khinh thường bĩu môi, người tìm không thấy, quang một bức họa có cái chim dùng. Phốc! Từng tiếng cười khẽ từ trong đám người phát ra, Trác Phàm lời ấy mặc dù nói thô bỉ, nhưng lại rất có đạo lý. Lão nhân gia kia đều đã biến mất 800 năm, người cầm hắn một bức phá họa nhi cũng nhất thống không giang sơn a, chỉ có thể làm cái bài trí. Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma không khỏi sững sờ, suy nghĩ một chút cũng đúng, biến mất 800 năm cao thủ, làm sao có thể thoáng cái đụng tới. Bức họa này chung quy chỉ là một bức họa, không có lớn như vậy uy hiếp. Thái tử gương mặt hơi hơi nóng lên, hung ác liếc Trác Phàm liếc một chút, trong lòng thầm hận. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, trước mặt mọi người mang ra lão tử đài, trước kia đưa ngươi nha những cái kia bảo vật đều tặng không a. Vốn là thái tử cho là hắn cái này một quà mừng, tuy nhiên không có gì thực tế tác dụng, nhưng có cái cổ lão truyền thuyết phụ thuộc, cũng có thể ở trước mặt mọi người khoe khoang, trang cái bức, lấy phụ hoàng niềm vui. Kết quả bị Trác Phàm một câu, bỡn cợt không đáng một đồng. Cứ như vậy, phụ hoàng tâm lý sẽ như thế nào nghĩ? Khẳng định sẽ đem hắn quả mừng xem nhẹ a. Thế nhưng là, hắn tâm lý lo lắng vạn phần, hoàng đế trên mặt nhưng như cũ một mảnh vẻ đạm nhiên, cười nhẹ khoát khoát tay, thái tử, người có lòng. Đạo làm vua, vẫn là lấy dân tâm làm trọng, đến dân tâm người được thiên hạ. Nếu là dựa vào bàng môn tà đạo, cho dù nhất thời ngồi vững vàng giang sơn, cũng sẽ không lâu dài. Bức họa này mặc dù không có thiên quân vạn mã hiệu quả, nhưng cũng là có 102 kiệt tác. Thế gian chân phẩm, chấm thì tiếp nhận. Đa tạ phụ hoàng dạy bảo, thái tử liền ôm quyền, cảm kích nói, hoàng đế đây coi như là thay hắn giải trừ xấu hổ. Người tới, phong thưởng, hoàng đế vẫy tay, đạm mạc lên tiếng. Lập tức liền có một vị cận thị bưng một cái hộp gỗ đi vào thái tử trước mặt, chờ mở ra hộp gỗ xem xét, lại chỉ thấy bên trong yên tĩnh để đó một cái toàn thân xanh biếc ngọc như ý. Thái tử, ngươi là chấm con trai trưởng. Chấm hy vọng ngươi có thể bình an, vạn sự như ý. Đa tạ phụ hoàng ban thưởng, thái tử liền ôm quyền, cung kính đem như ý tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Trác Phàm nhìn thấy, lại là khinh thường bĩu môi, chỉ bất quá cho cái phá như ý, cũng không phải là cho ngươi giang sơn, kích động cái cọng lông. Sau đó, chờ thái tử khom người lui ra về sau, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng lại sải bước đi lên phía trước, hướng hoàng đế ôm quyền khom người nói. Hải Nhi chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hôm nay đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mừng thọ, để bày tỏ Hải Nhi chí thành cực kỳ hiếu thảo chi tâm. Tiếng nói vừa dứt, liền trong tay ánh sáng lóe lên, một cái dài hơn 9 thước phương thiên hỏa kích oanh một tiếng đập xuống đất, chấn động đến toàn bộ hội trường đều lắc lư không ngừng. Chúng hộ vệ giật mình, vội vã đi vào hoàng đế trước mặt hộ giá, chờ hoàng đế hơi hơi khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ lui ra về sau. Bọn họ mới lại rời đi. Ách, Hoàng Nhi, người đây là... Rear mép nhìn không được run run, hoàng đế tựa hồ đã nhìn ra hết thảy, trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này nhị hoàng, thật sự là chỉ có võ dũng, không thành đại khí a. Quả nhiên, nhị hoàng tử một mặt kiêu ngạo mà ngửa cái đầu, cười to lên, khởi bẩm phụ hoàng, đây là che trời phá vân kích, thật chính bát phẩm linh binh, hiếm thấy trên đời. Hài Nhi thật vất vả tìm tới, chính là vì hiến cho phụ hoàng. Thế nhưng là Hoàng Nhi, người để phụ hoàng cầm cái đồ chơi này đi làm cái gì? Mi đầu bất giác run run, hoàng đế khổ cười ra tiếng. Nhị hoàng tử không khỏi trì trệ, cũng là có chút phạm mộng. Cầm cái này bát phẩm linh binh có thể làm gì, đương nhiên là chiến đấu hộ thân đều có thể a. Phụ hoàng đây không phải biết rõ còn cố hỏi a. Vẫn là nói. Hắn là có ý bảo trì đại ca, cố ý chèn ép ta. Nghĩ tới đây, nhị hoàng tử sắc mặt bất giác có chút âm trầm, ôm quyền nói, khởi bẩm phụ hoàng, hài nhi cái này bát phẩm linh binh, dù sao cũng so đại ca bức họa kia mạnh đi. Nghe thấy lời ấy, Trác Phàm không khỏi nhẹ hừ một tiếng, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Mọi người cũng là cùng nhau thán một tiếng, nhìn về phía nhị hoàng tử phương hướng, một trận cười khổ. Đại ca! Ngài cái này linh binh là so thái tử ra cái kia có thể xem không thể dùng sức mạnh không ít, nhưng ngài cũng muốn phân rõ trường hợp đi. Hiện tại là cho hoàng đế chúc thọ,
người đem một hung khí đưa đến trước mặt hắn chúc thọ lễ, đúng à? Đưa cho Độc Cô lão nguyên soái, dạng này mang binh tướng lãnh còn tạm được. Cái này cũng may mà hoàng đế là lão tử ngươi, muốn là đổi người khác, không phải đẩy đi ra chảm không thể. Hoàng đế cũng là liên tục ai thán, cười khổ lắc đầu, nhưng nhìn đến nhị hoàng tử cái kia quật cường dạng, cũng chỉ có thể miễn vì khó gật đầu, tốt a, hoàng nhi quả mừng, chấm nhận lấy. Bất quá, cái này đồ vật, chấm là không cần đến, thì lại ban cho ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể vì ta Thiên Vũ, ra trận giết địch, bảo vệ nhà bảo vệ lãnh thổ. Nói, hoàng đế phất tay ý chào một cái, hai tên cận thị liền đem cắm trên mặt đất cái kia phương thiên hỏa kích rút lên, lại cung kính đưa trở lại nhị hoàng tử trong tay. Thấy tình cảnh này, nhị hoàng tử không khỏi quính lên, vội nói, chờ một chút, phụ hoàng, người cái này không phải tương đương không thu ta quà mừng một dạng a? Ta cái này bát phẩm linh binh, chẳng lẽ liền đại ca bức kia phá hỏa cũng không bằng? Còn mời phụ hoàng thu hồi thành danh, lại cẩn thận cân nhắc một phen. Sắc mặt bất giác hơi hơi nặng nề, hoàng đế hai con người bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang, lạnh lùng nói, Dũng Nhi, ngươi cho chấm nhớ kỹ. Chấm thưởng cho ngươi, ngươi không muốn cũng phải muốn. Chấm không cho ngươi, ngươi không thể cưỡng bức, muốn cũng vô dụng, biết không? Lạnh không khỏi đánh cái rùng mình, nhị hoàng tử tựa hồ đã cảm nhận được hoàng đế cái kia trần trụi sát ý, bất giác run rẩy gật đầu, khom người đem cái kia phương thiên hỏa kích lại bỏ vào trong túi. Đến tận đây, hoàng đế mới lại phát triển nét mặt tươi cười, hài lòng gật đầu. Bất quá, mọi người tại đây đã không có trước lúc trước cái loại này nhẹ nhõm vui vẻ không khí, bọn họ vừa mới nhưng là chân chính kiến thức đến cái kia cỗ, thiên tử phát huy tàn nhẫn lãnh khốc. Tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, vị hoàng đế này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy hiền lành, hắn mới thật sự là hung thú. Thông Nhi, người ngày bình thường chạy ngược chạy xuôi, kiến thức uyên bác. Chắc là siêu tập không ít thú vị đồ chơi đi. Ngươi cho chấm chuẩn bị cái gì lễ mừng thọ, chấm ngược lại rất muốn nhìn một chút. Rốt cục, hai vị hoàng tử đều đã chúc thọ hoàn tất, đến phiên tam hoàng tử Vũ Văn Thông, cái tên mập mạp kia lại là một đống thịt mỡ yên tĩnh áp trên ghế ngồi, không có động tĩnh. Hoàng đế không khỏi khẽ giật mình, kỳ dị liếc hắn một cái, cười trêu nói. Thân thể lạnh không khỏi run run, bàn tử chà chà trên trán mồ hôi. Một mặt xấu hổ, run run rẩy rẩy đứng lên, chuyển đến hoàng đế trước mặt, rực rỡ cười nói, hắc hắc hắc. Phụ hoàng, thực nhi thần vốn định chuẩn bị cho ngài một phần thật to lễ mừng thọ, cao cấp, có mặt mũi, có lớp vải lót. Nói điểm chính, hoàng đế mi đầu lắc một cái, sắc mặt đã là có chút âm trầm xuống. Bàn tử xoa xoa tràn đầy đầy mỡ hai cái heo tay, trán mồ hôi như là thác nước rơi xuống. Ngượng ngùng nói, bất quá hải nhi nghĩ đến ngày thường phụ hoàng đối với chúng ta dạy bảo, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Thiên hạ này đều là phụ hoàng, cái kia còn có đồ vật gì không phải phụ hoàng. Nhi thần đưa ra cái gì lễ mừng thọ, đều chẳng qua là cầm phụ hoàng đồ vật đưa cho phụ hoàng, thiên hạ lại nào có lấy chính mình đồ vật, đưa chính mình đạo ý. Cho nên, Rear Map không chỗ ở lay động, hoàng đế lạnh lùng nhìn lấy bàn tử. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, bàn tử gãi gãi một đầu mồ hôi đổ như thác đầu, gượng cười liên tục cho nên. Phụ hoàng, ngươi hiểu. Hừ, chấm đương nhiên hiểu. Thân là nhất quốc chi quân chấm, trăm tuổi thọ thần, thiên hạ triều cống, nhưng duy chỉ có chấm con trai ngoan, cái gì cũng không chuẩn bị. Không không không, phụ hoàng, ngài đừng hiểu lầm, nhi thần chẳng qua là cảm thấy mặc kệ chuẩn bị bất luận cái gì lễ mừng thọ. Đều chẳng qua là chút tục vật mà thôi, khó tỏ bày nhi thần đối phụ hoàng tôn kính kính yêu chi tâm. Bởi vậy nhi thần cố ý đi theo danh sư, học một tháng mừng thọ vũ đạo, chúc phụ hoàng phúc thọ an khang. Vội vã khoát khoát tay, bàn tử vội vàng đi vào hoàng đế trước mặt, ra hiệu cách đó không xa nhạc sư tấu nhạc, liền phanh 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 nhảy lên một chi 10 phần cổ quái vũ đạo. Không, có lẽ không phải chi này múa cổ quái, mà chính là nhảy người cổ quái đi. Chỉ thấy bàn tử một bên tại làm điệu làm bộ, làm ra vũ mị dung nhan, trên thân cái kia một đống đống thịt mỡ lại là như sóng biển giống như, một đợt đi qua, một đợt lại nổi lên gợn sóng. Thẳng làm cho tất cả mọi người nhìn đến một trận buồn nôn, tựa hồ có cỗ say sóng cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng thời, bàn tử sôi nổi, nện đến khắp nơi cũng tại run lên một cái,
tại chỗ tất cả mọi người cũng toàn đều đi theo liên tiếp, kém chút liền trong bụng cơ quan nội tạng đều điên đi ra. Rắc, rắc, không chỉ là một người, tại chỗ tất cả nhân thủ chúng quyền đầu, tất cả đều phát ra trận trận xương bạo âm thanh, nhìn về phía bàn tử ánh mắt, đã tràn đầy đỏ bừng. Nếu không phải cố kỵ đến hắn hoàng tử thân phận lời nói, đoán chừng hiện tại tất cả mọi người đã xông đi lên đánh chết hắn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái quái gì, người ta khiêu vũ cảnh đẹp ý vui, người nhà khiêu vũ muốn người mạng giả à. Hoàng đế trên mặt đồng dạng lúc trắng lúc xanh, run rẩy thân thể, hung hăng nắm lên song quyền, hai mắt đỏ thẫm, tựa hồ tại tận lực chịu đựng. Nhưng là cuối cùng, vẫn là chịu không được, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nộ hống lên tiếng, ngừng. C-K-I-T, T, T. Bàn tử vặn vẹo vòng eo dừng lại, một mặt vô tội nhìn về phía đã khí huyết cuồn cuộn hoàng đế, chớp chớp hồn nhiên mắt to. Các vị khách mời thì là thở dài ra một hơi, trong lòng không lý do một trận thư thái, thế giới rốt cục bình tĩnh. Thông nhi, lần sau tới gặp chấm thời điểm, đem người người danh sư kia mang lên, chấm cam đoan đánh không chết hắn, đi xuống đi. Phất phất tay, hoàng đế giống như thoát lực đồng dạng thở dài. Bàn tử cúi người hành lễ, phanh phanh chạy về chỗ mình ngồi, như cái khoái lạc chim nhỏ, cuối cùng là lừa dối vượt qua kiểm tra. Còn lại khách mời, cũng là thoải mái phun ra một ngụm chọc khí đến, cảm kích nhìn hoàng đế liếc một chút, cuối cùng không cần nhìn người cái kia đậu bức nhi tử nhảy nhót, thật sự là hoàng ân cuồn cuộn a. Thái tử thở sâu, lắc đầu bật cười một tiếng, lần nữa đứng dậy. Hướng hoàng đế khom người nói, phụ hoàng, tuy nhiên tam đệ dáng múa không lắm yêu mỹ, nhưng tốt xấu là hắn một phần tâm ý, hiếu tâm chân thành, mời phụ hoàng ban thưởng. Hừ, hắn có gì có thể ban thưởng? Bất giác lạnh hừ một tiếng, hoàng đế trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói. Thái tử mỉm cười cười cười, lần nữa khom người bái nói, phụ hoàng, ba huynh đệ chúng ta đồng bào cùng một mẹ, hôm nay phụ hoàng hậu ái, khâm thưởng ta cùng nhị đệ. Lại duy chỉ có tam đệ không có ban thưởng, quá mức vắng vẻ hắn. Còn mời phụ hoàng niệm tình hắn quyền quyền hiếu tâm một mảnh, cho chút phong thưởng, tư lấy cổ vũ đi. Chấm lặp lại lần nữa, người khắp thiên hạ cũng có thể phong thưởng, chỉ có hắn không thể phong thưởng. Trong mắt tinh quang lóe lên, hoàng đế cười lạnh nói, lại nói, hắn có gì có thể phong thưởng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác sắc mặt nghiêm một chút, trong lòng lẫm liệt. Hoàng đế lời nói này đến có thể nói cực nặng, tựa hồ còn tại mọc lên bàn tử một ngạt giống như. Thế nhưng là, nhất quốc chi quân, sao sẽ như thế bụng dạ hẹp hòi, còn cùng chính mình nhi tử như vậy tính toán chi ly. Kết quả là, Trác Phàm sờ mũi một cái, cùng Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, trong lòng giống như có lẽ đã không hiểu biết chút ít cái gì. Chỉ có nhị hoàng tử một mặt khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng. Thái tử hơi biến sắc mặt, lần nữa khẩn thỉnh nói, phụ hoàng, mời ban thưởng tam đệ. Im miệng, quát lạnh một tiếng, hoàng đế trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thái tử, ngươi nhớ kỹ, có một số việc ngươi không làm chủ. Tính toán đại ca, ta biết ta hôm nay lại gây phụ hoàng sinh khí, không có ban thưởng cũng hợp tình hợp lý, ngươi không cần lại vì ta cầu tình. Ban tử chu chu mỏ, ai thán một tiếng, khuyên lơn. Nhị hoàng tử lại là cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh thành tiếng, một cái ngụy quân tử, một cái phỉ tử, thực biết diễn tình huynh đệ a, hừ hừ. Thái tử hung hăng khẽ cắn môi, tại hoàng đế cái kia lạnh lẽo trong ánh mắt, không cam lòng ngồi xuống, nhưng là song quyền đã là chăm chú nắm lên, móng tay đều nhanh đập đến trong thịt. Vì cái gì, tại sao có dạng này kết quả, cô thế nhưng là thái tử a, chỗ nào so ra kém cái kia mập mạp. Liếc mắt lại nhìn về phía nhị hoàng tử chỗ đó, nhìn lấy cái kia chế nhạo ánh mắt, thái tử trong lòng thầm hừ một tiếng, khinh bỉ nói, người người ngu ngốc, liền phụ hoàng lời này chân ý đều nghe không hiểu a. Thiên hạ duy nhất không thể ban thưởng người, trừ hoàng đế còn có ai? Phụ hoàng vừa mới lời ấy, nhưng có truyền vị chi ý a. Chỉ là, vì sao là hắn đâu? Ánh mắt khẽ híp một cái, thái tử lần nữa nhìn về phía bàn tử phương hướng. Lại chỉ thấy bàn tử vẫn như cũ cảm kích nhìn lấy hắn, hướng hắn liên tục ôm quyền. Tiểu tử này, đến tột cùng nghe nghe không hiểu phụ hoàng vừa mới ý trong lời nói, vẫn là cho ta giả ngu. Thở sâu, thái tử nhìn về phía bàn tử ánh mắt chỗ sâu, đã là phủ đầy nồng đậm sát ý. Ngay sau đó,
đầy triều văn võ, ngự hạ thất gia cùng khuyển nhung sứ đoàn, từng cái hướng hoàng đế đưa lên quà mừng mừng thọ, hoàng đế cũng nhất nhất ban thưởng hoàn lễ. Lúc này, theo từng trận thanh dương tiếng nhạc vang lên lần nữa, từng cái dáng người yểu điệu mỹ kiều nương nối đuôi nhau mà vào, uyển chuyển nhảy múa. Có lúc trước cái kia mập mạp buồn nôn vũ đạo làm nền, hiện tại mọi người lại thưởng thức lên cái này uyển chuyển dáng múa, mới thật sự là cảnh đẹp ý vui. Cảm thấy này múa chỉ nên trên trời có, nhân gian khó được mấy lần biết a. Bạch, bỗng nhiên, một đạo đáng yêu bóng người đột nhiên từ trong đám người thoát ra, hai tay dâng một cái món ăn lớn nhỏ thọ đào, hiện lên đến hoàng đế trước mặt, chúc mừng, Vĩnh Ninh cung chúc phụ hoàng thân thể khỏe mạnh thể kiện, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hoàng đế không khỏi sững sờ, nhìn chăm chú nhìn về phía trước, gặp nữ tử kia quả nhiên là hắn hòn ngọc quý trên tay, Vĩnh Ninh công chúa, không khỏi lòng mang đại sướng, vuốt râu cười to nói, ha ha ha. Tốt, Vĩnh Ninh a, người phần này lễ mừng thọ là trẫm hôm nay thu đến tốt nhất lễ mừng thọ. Thật, lông mày nhíu lại, Vĩnh Ninh cười đùa đứng người lên, đi vào hoàng đế trong ngực làm nũng nói, cái kia phụ hoàng, người phải thật tốt ban thưởng Vĩnh Ninh mới đúng. Ha ha ha, đó là đương nhiên, chỉ là, người muốn cái gì ban thưởng. Hoàng đế cười lớn một tiếng, cưng chiều nhìn về phía nàng. Thế nhưng là, còn không đợi nàng nói ra được, bàn tử đã là run run hai gò má thịt mỡ, chỉ cái này yêu thích muội muội, tố cáo, phụ hoàng, người không phải muốn gặp ta vũ đạo danh sư à, chính là nàng. Còn có Vĩnh Ninh, người yên tâm, phụ hoàng vừa mới miệng vàng lời ngọc, nói không biết đánh chết ngươi. Bất giác trì trệ, hoàng đế một mặt quái dị nhìn về phía Vĩnh Ninh nói, Vĩnh Ninh, thông nhi vũ đạo là ngươi dạy. Ách, bất giác sắc mặt một đỏ, Vĩnh Ninh hung hăng trừng bàn tử liếc một chút. Thực vừa mới bàn tử khiêu vũ, nàng thì ở phía xa nhìn lấy, quả thực là ác quỷ buông xuống, không đành lòng nhìn thẳng a. Bây giờ nói nàng là lão sư hắn, đây không phải là xấu nàng danh dự a. Sau đó Vĩnh Ninh vội vàng giải thích nói, phụ hoàng đừng nghe hắn nói mỏ, ta dạy vừa vặn rất tốt, là chính hắn nhảy khó coi. Ha ha ha, phụ hoàng minh bạch, chúng ta Vĩnh Ninh công chúa dáng múa, vĩnh viễn là thiên vũ đẹp nhất. Hoàng đế cười lớn gật gật đầu, sau đó giống như có thâm ý hỏi lần nữa, đối Vĩnh Ninh, người còn không có cùng trẫm nói, muốn cái gì ban thưởng đâu. Gương mặt hơi đỏ lên, Vĩnh Ninh nhìn trộm nhìn Trác Phàm phương hướng liếc một chút, loay hoay trong tay cái kia vòng tay, nhăn nhó nói, phụ hoàng. Phụ hoàng không phải sớm đã biết a, lại nói, đây cũng là mẫu hậu lúc lâm chung nguyện vọng. Hoàng đế không sai gật đầu, để Vĩnh Ninh công chúa lần nữa trở lại vị trí trung tâm, quát to tốt, Vĩnh Ninh Trác Phàm tiến lên nghe chỉ. Trẫm hôm nay đem Vĩnh Ninh công chúa gả cùng thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, ngày mai lập tức thành hôn. Cái gì? Lời vừa nói ra, trừ Vĩnh Ninh công chúa trong lòng mừng thầm bên ngoài, tại chỗ tất cả mọi người đều cùng nhau kinh hãi. Trác Phàm mí mắt lắc một cái, tựa hồ đã ngờ tới, trong lòng từng trận cười lạnh. Bất quá cái này cũng chưa hết, hoàng đế ý chỉ vừa mới phát ra, nhị hoàng tử không biết đầu nào gân không đúng, đúng là bỗng nhiên nhảy ra, quỳ sát nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần đối tế tự phủ thánh nữ Vân Xương cô nương, sớm đã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, mời phụ hoàng cũng vì hài nhi làm chủ ban hôn. Ánh mắt không khỏi sáng lên, hoàng đế trong lòng mừng thầm. Hôm nay cái này là làm sao, ngủ gật, gối một cái đầu cái tự động tìm tới cửa. Hắn đã sớm muốn đem Vân gia theo Lạc gia chỗ đó đoạt đến, bây giờ thừa dịp tính kế Trác Phàm công phu, đem thánh nữ cho đoạt tới, thực sự không thể tốt hơn. Thật sâu nhìn nhị hoàng tử liếc một chút, hoàng đế âm thầm gật đầu, tiểu tử này lần này làm cũng không tệ. Sau đó, hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, vui vẻ gật đầu tốt, hôm nay hảo sự thành xong. Chấm thì ban thưởng hoàng nhi cùng xương nhi cô nương vui kết liền cảnh đi. Tiếng nói vừa dứt, nhị hoàng tử lập tức dập đầu bái tạ. Vân xương lại là thân thể bất giác chấn động, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên, khẩn trương đầy tay mồ hôi, không tự giác bắt lấy Trác Phàm bàn tay. Khóe miệng xẹt qua một đạo tự tin đường cong, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, yên tâm, ngươi là ta người, sẽ không thay đổi. Bỗng nhiên khẽ giật mình, Vân Xương thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, gương mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng lại là không lý do bình tĩnh trở lại. Mà lại từ ra chuyện về sau,
nàng thì cho tới bây giờ không có giống bây giờ như vậy bình tĩnh qua. Kata, kata, kata. Một đầu u ám thâm thúy ẩm ướt trong thông đạo, thiết lập lấy trùng điệp cửa khẩu, mỗi một cửa đều có một cái cẩn trọng đại môn khóa chặt lấy, đứng bên cạnh là hai vị thần chiếu cảnh cao thủ. Thần sắc nghiêm túc, hai mắt hơi khép. Thị vệ cầm lấy một chuỗi chìa khóa đi vào trước mặt bọn hắn, chung quy trước đem một khối sáng loáng thẻ bài triển lãm cho bọn hắn nhìn về sau, mới sẽ mở ra cái kia cẩn trọng khóa sắt. Mà cái kia tấm bảng hiệu phía trên viết, như chấm thân lâm bốn chữ lớn. Cửa lớn phiến phiến mở ra, thị vệ cũng tại từng bước hướng sâu trong lòng đất đi đến, thẳng đến mở ra thứ 18 phiến đại môn về sau, mới rốt cục đến tận cùng dưới đáy. Đó là một cái tối tăm ẩm ướt phòng nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường trưng bày, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở giường xuôi theo một bên, buồn bực ngán ngẩm gặm trong tay đồ vật, lại là thấy không rõ hình dạng. Thế nào, lão gia hỏa lại có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Rát băng một tiếng, lại ăn một miếng, thân ảnh kia phát ra một tiếng non nớt đồng âm, trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường, có chuyện tìm tiểu gia, không có việc gì liền đem tiểu gia quan tại như vậy cái tối tăm không mặt trời địa phương. 300 năm, nếu không phải tiểu gia luôn luôn nói lời giữ lời, hội thụ các ngươi cái này cháu con rùa khí. Còn có dược liệu này, 300 năm như một ngày, theo đến như vậy cặn bã, cái quái gì? Dù nói thế nào, tiểu gia cũng là trong miệng các ngươi hộ long thần vệ a. Siêu. Thân ảnh kia giận dữ, vung tay đem vật kia kiện ném về hộ vệ. Nhưng nghe một tiếng tiếng xé gió lên, cái kia đạo đồ vật đã là theo hắn khuôn mặt xẹt qua, cạo qua kình phong đâm vào hắn gương mặt đau nhức. Chờ nện đến đằng sau trên tường, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, cả vùng đều tại rung động, đằng sau vách tường càng là thật sâu lõm đi xuống một cái 1 mét vuông hang lớn, lại là không có vỡ nứt. Nguy đầu nhìn không được run run, thị vệ kia đã bị dọa đến đầy đầu mồ hôi lạnh. Cái này địa lao thế nhưng là toàn bộ dùng thất phẩm linh binh tài liệu luyện chế, hắc tinh von Fram thiết kiến tạo thành, không gì không phá. Nhưng dù vậy, tại vị này ra trước mặt, vẫn như cũ cảm giác mỏng yếu ớt quá a. Người ta tiện tay vung lên, liền đã đem tường này mặt đánh cho biến hình. Một quả trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy, thị vệ kia vội vàng khẽ khom người. Bái nói, cổ tam thông đại nhân xin bớt giận, lần này ti chức là phụng hoàng mệnh mời đại nhân xuất thủ, cầm phía dưới một kẻ khó chơi. Tiểu gia không đi. Tùy ý phất phất tay, cổ tam thông cười lạnh một tiếng nói, lúc trước tiểu gia cùng người thánh ký kết bình tĩnh, chỉ là thủ hộ hoàng thất, nhưng là không nói gì đều thay các ngươi chơi. Bắt người loại sự tình này, chính các ngươi đi làm đi. Thị vệ sắc mặt một khổ, không khỏi lần nữa hạ bái nói, đại nhân nói đùa. Đã lần này bệ hạ tự mình mời đại nhân xuất thủ bắt người, người này tự nhiên là không tầm thường cao thủ, người bình thường sao có thể xử lý đến. Mà lại, bệ hạ hứa hẹn, chỉ cần lần này đại nhân chịu ra tay, ngày sau thức ăn, sẽ sửa thiện. Cải thiện, cải thiện bao nhiêu, mi đầu bất giác vẩy một cái, cổ tam thông tựa hồ đến hứng thú, hỏi. Trầm ngâm một trận, hộ vệ kia duỗi ra 3 ngón tay, thử dò xét nói, ngày thường tam phẩm dược tài. Nặng ngày lễ lớn tứ phẩm. Ngài thấy thế nào? Cổ tam thông con ngươi lăn lông lốc đi loanh quanh, trầm ngâm một hồi, lại là lập tức lắc lắc đầu nói, không, ngày thường tứ phẩm, nặng ngày lễ lớn ngũ phẩm, không, lục phẩm. Tốt, cứ như vậy định, thị vệ rất sảng khoái gật đầu, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điều kiện này, coi như bệ hạ cho phép phạm vi bên trong, vẫn là mau chóng đánh nhịp, mời người này rời núi đi. Cổ tam thông thì là trên mặt vui vẻ, sôi nổi hướng bên ngoài chạy tới, về sau dược tài rốt cục có thể miễn cưỡng ăn được bụng ai, đúng, lần này các ngươi muốn cầm là ai, trước kia các ngươi cũng không có một lần để cho ta đi lấy người. Ha ha ha, đến lúc đó nghe bệ hạ khẩu dụ, để ngài cầm người nào là được. Chúng ta những thứ này làm thị vệ, chỉ biết phụng mệnh làm việc, cũng không biết bệ hạ lão nhân gia ông ta tâm tư. Cổ tam thông không sai gật đầu, nhưng cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần có ăn, hắn cầm ai còn không thì chuyện như vậy gì không. Một phương diện khác, yến trong phòng khách, hoàng đế vừa mới tuyên bố ban hôn quyết ý, Vĩnh Ninh quỳ sát ở phía dưới, cúi đầu, lòng tràn đầy hoan hỉ. Đồng dạng quỳ, còn có nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Có điều hắn đầu thế nhưng là đầu đầy mồ hôi, khẩn trương muốn mạng.
Lúc trước hắn cũng đã gặp qua Trác Phàm cùng Vân Xương tình trạng ý thiếp, lúc này yêu cầu phụ hoàng ban hôn, đây không phải rõ ràng đoạt người chỗ thích à. Người khác cũng liền không quan trọng, nhưng là đây là thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm a. Hắn còn nhớ đến, Trác Phàm dưới cơn nóng giận đem hắn cái kia vương phủ san thành bình địa sự tình. Vừa nghĩ đến đây, nhị hoàng tử liền ngăn không được run rẩy. Thế nhưng là nhìn trộm liếc một cái U Minh Cốc chỗ ngồi phương hướng, nhìn thấy một bóng người hơi hơi hướng hắn gật đầu ra hiệu, hắn liền lại bình tĩnh trở lại. Chỉ mong như hắn sở liệu, lần này Trác Phàm sẽ không đem đầu mâu phóng tới hắn hoàng tử này đi. Lạc Vân Thường gặp này, cũng là khẩn trương, nàng ngược lại không phải vì Vân Xương cuống cuồng, chỉ là hung hăng khoét Quỷ Sát Vĩnh Ninh liếc một chút. Trác Phàm cái này bị hắn chằm chằm nhiều năm như vậy tiểu thịt tươi, gần bị nha đầu này nảy ra đi, nàng thật sự là không cam lòng a. Lúc này, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại rốt cục mở miệng. Bệ hạ, chậm rãi đứng dậy, hướng về hoàng đế cung kính ôm một cái quyền, nhưng là hắn trên mặt lại một trận băng hàn, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tại hạ cùng với Xương Nhi cô nương tình đầu ý hợp, sớm đã kết làm liền cảnh, thực sự không thích hợp lại ban hôn người khác. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Vốn là bọn họ coi là hai người kia ngắn ngủi một tháng ở chung, coi như lẫn nhau có hảo cảm, cũng là vừa mới bắt đầu, làm sao lại sớm đã kết thành vợ chồng. Một bên Lạc Vân Thường thì càng là buồn bực, hai người bọn họ thân mật biểu hiện là theo sáng sớm hôm nay mới bắt đầu, lúc nào gạo nấu thành cơm, nàng làm sao không biết. Vân Xương cũng là sửng sốt, hai gò má đỏ bừng, một mặt mê mang nhìn về phía hắn đến tột cùng muốn làm gì a? Không có khả năng. Vĩnh Ninh kích động nhảy bật lên, mặt mũi tràn đầy không tin nhìn chằm chằm hai người, ta cùng Xương Nhi là hảo tỉ muội, các ngươi Xương Bình Vương phủ ta cũng thường xuyên chạy. Nếu như các ngươi có chuyện gì, bản công chúa không có khả năng một chút không có phát giác. Nhìn lấy nàng bộ này bướng bỉnh bộ dáng, Trác Phàm bất giác cười lạnh một tiếng, người đương nhiên có phát giác, mà lại Lạc ra tất cả mọi người chắc là đều có phát giác. Còn nhớ rõ các ngươi vì ta chúc mừng sinh nhật ngày đó à, trên giường có một không có lộ diện nữ nhân. Thân thể bất giác bỗng nhiên run run, mọi người cùng nhau không thể tin nhìn về phía Vân Xương phương hướng, mà tiểu cô nương kia, thì sớm đã mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, ủy khuất đất đầy nước mắt. Như thế tai nạn xấu hổ bị tuôn ra đến, người ta nữ hài tử ra mặt như vậy mỏng, sao có thể chịu đựng được. Thế nhưng là Trác Phàm cũng không để ý nhiều như vậy. Một tay tóm lấy Vân Xương cổ tay trắng, chỉ về phía nàng cười nhạo nói, không sai, nữ nhân kia cũng là Xương Nhi. Sự kiện này, Lạc ra tất cả mọi người chắc là đều có thể làm chứng. Dù sao, lúc đó lão tử đàng hoàng chuyện tốt, là bị bọn họ đánh vỡ. Ách, ngược lại xác thực như thế, Lạc Vân Hải hợp thời gật đầu, làm chứng rõ ràng. Tuy nhiên hắn không biết Trác Phàm vì sao như thế làm, rõ như ban ngày. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bạo cái này xấu hổ sự tình, nhưng nghĩ đến nhất định có hắn nói ý. Ma sách tứ quỷ cũng là sôi nổi kêu to lấy, tiến hành chứng minh. Đến tận đây, Trác Phàm cùng Vân Xương trở thành một đôi nhi sự thật, tính toán là chân chính ván đã đóng thuyền. Vĩnh Ninh cùng Lạc Vân Thường đều hung tợn nhìn chằm chằm Vân Xương, bốn đạo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, như muốn đem nàng hoàn toàn xuyên thấu. Thật sự là ngày phòng đêm phòng. Cướp nhà khó phòng a. Cái này hảo tỉ muội, góc tường này, nại ra đến thật đúng là đầy đủ ẩn nấp a. Vân Xương thì là một mặt ủy khuất cúi đầu, tựa như một cái thụ muôn người mắng mỏ dâm phụ một dạng, bị mọi người cái kia dị dạng ánh mắt nhìn đến, toàn thân một trận khó chịu. Hoàng đế lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, một đôi mắt rồng tinh quang phun trào, ngón tay tại bàn phía trên gõ ra có tiết tấu vận luật. Thật lâu, mới thở sâu. Dùng không thể hoài nghi uy nghiêm tiếng nói xong a, cái kia ngày mai như thường lệ thành hôn. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm đùa cười ra tiếng, bệ hạ, ta Trác Phàm không muốn làm sự tình, còn không có ai có thể làm cho. Đụng, một tiếng vang thật lớn, hoàng đế nổi giận lên tiếng, làm càn, chấm chính là nhất quốc chi quân, cửu ngũ chí tôn. Nói ra lời nói, cũng là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh. Trác Phàm, người thật lớn mật. Dám chống lại chậm ý chỉ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, tại chỗ tất cả mọi người bất giác kinh ngạc không hiểu, thân thể không khỏi đến giật lên đến,
trong lòng nghi hoặc. Bệ hạ hôm nay là làm sao, đối phương thế nhưng là hắn Khâm Tứ thiên hạ đệ nhất đại quản gia, ban hôn lại chỉ là một chuyện nhỏ, làm sao lại như thế tức giận, nổi trận lôi đình. Trong này, khẳng định có kỳ quặc, không chỉ kháng chỉ đơn giản như vậy. Một số trong triều kẻ già đời, đã nhìn ra một chút manh mối. Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường hai người, thì càng là không sai tại ngực, yên lặng nhìn biến. Đi qua thời gian dài như vậy ẩn nhẫn, hoàng đế rốt cục muốn bắt đầu động thủ a. Phụ hoàng, ngài xin bớt giận. Thực Vĩnh Ninh vốn là cùng Sương Nhi là hảo tỉ muội, coi như về sau cùng hậu hạ một chồng, cũng không có gì lớn không. Đến mức nhị ca, hắn căn bản không xứng với Sương Nhi, ngài thì thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a, tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo bọn họ. Vĩnh Ninh sợ hoàng đế thật trong cơn giận dữ, đối Trác Phàm hai người bất lợi, không khỏi trong lòng khẩn trương, vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Thế nhưng là, hoàng đế lại căn bản không để ý tới, vẫn như cũ cuồn cuộn giận mắng, Vĩnh Ninh, người im miệng. Cái này Trác Phàm việc ác, chấm không phải nhẫn hắn một ngày hai ngày. Trọng thương sứ đoàn khách quý, tổn hại vương phủ trọng địa, mục đích không vương quyền, xem thường vương pháp, hung hăng càn quấy. Chấm hôm nay hạ xuống phúc phận, chiêu hắn phò mã, hắn thế mà còn dám kháng chỉ không tuân theo, quả thực tội ác ngập trời, thiên địa không dung. Hoàng đế một hơi giận dữ mắng mỏ ra Trác Phàm nhiều hạng hành vi phạm tội, quả thực tội lỗi chồng chất, thập ác bất xá, nhân thần cộng phẫn, tội ác tày trời. Trác Phàm đoán chừng chết 100 lần, đều khó mà tha tội nghiệt. Trác Phàm, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong chờ minh bạch bên trong đến tột cùng người. Nội tâm bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt. Dù sao muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hoàng đế muốn nâng ngươi lúc, có thể đem ngươi bưng lấy cùng thánh nhân giống nhau, muốn giáng chức ngươi lúc, cũng có thể đem ngươi bấn cợt cùng ác ma không khác. Tóm lại, ngay tại ở hoàng đế yêu thích thôi. Hắn muốn đối phó ngươi lúc, tự nhiên muốn liệt kê tội danh, mặc kệ ngươi đã có làm hay không, đều có thể tìm ra. Huống chi Trác Phàm vốn là tự nhận ác nhân, tìm một chút tình tiết vụ án còn không tới tấp chuông sự tình. Thế nhưng là Huyền Nhung người những cái kia thẳng tính, lại tất cả đều nhìn ngốc. Ai ra, đã người này như thế tội ác tày trời, các ngươi làm sao đem hắn lưu đến bây giờ? Sẽ không phải là mới vừa vặn phát hiện hắn, như thế ác ma bản tính đi. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười lạnh, xem ra bệ hạ đã chướng mắt Trác Mỗ. Vậy tại hạ lưu tại nơi này cũng không có ý gì, chúng ta đi. Nói, Trác Phàm liền mang theo Lạc Gia mọi người, đi ra ngoài. Đụng, lại là một tiếng trọng hưởng phát ra, hoàng đế vỗ bàn đứng dậy, tức giận đến rìa mép loạn run run, hừ, Trác Phàm, người quá không coi ai ra gì, dám xem thường tại chấm. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đi. Ồ, thiên vũ bên trong, ta còn thật không biết. Người nào có năng lực như thế cản đến phía dưới ta? Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Phách lối. Mọi người trong lòng run lên, lại cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu, Trác Phàm thực lực, bọn họ thế nhưng là so người nào đều rõ ràng. Hoàng đế trong mắt hơi híp, trên mặt lộ ra trần trụi sát ý, thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trác Phàm, người quá cuồng vọng, người tới, cầm xuống. Vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng xé gió vang, một đạo hồng quang đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, đồng thời còn kèm theo một tiếng non nớt đồng âm phát ra, lão đầu tử, lục phẩm dược tài, nhớ đến a. Hiu, tiếng xé gió vang, một cái non nớt nắm tay nhỏ chớp mắt là tới. Nhưng là cái kia đối diện vào tới uy áp lại như rời núi lấp biển đồng dạng, cho dù là Trác Phàm cũng không thấy khí tức trì trệ. Không dám chậm trễ chút nào. Trác Phàm vội vàng nhất quyền đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai quyền đấm nhau, tiếng vang cực lớn, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Trác Phàm ngăn không được liên tục lui về phía sau, thẳng đến 100 mét có hơn mới vừa dừng thân lại. Thế nhưng là, nguyên bản vuông vức trên mặt đất, dĩ nhiên đã xẹt qua một đạo thật sâu quỹ đạo dấu vết. Mà tại Trác Phàm trước kia chỗ vị trí phía trên, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, ngang nhiên đứng thẳng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau quá sợ hãi. Người này đến tột cùng thần thánh phương nào, vậy mà có thể đem Trác Phàm cái quái vật này nhất quyền đẩy lui. Riêng là Huyền Nhung sứ đoàn người,
càng là cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống. Song Đồng kinh ngạc nhìn cái này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đáng yêu hài đồng, ừng ực một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Bà nội ngươi, các ngươi Thiên Vũ là chuyên sinh quái vật đi. Một cái Trác Phàm liền đã đầy đủ biến thái, hiện tại lại xuất hiện một cái, còn như thế nhỏ tuổi tác. Cái này, đây quả thực đạo trời không tha a. Khuyển Nhung đám người đầy miệng đắng chát, tâm lý một trận chua xót, cái này Thiên Vũ năng nhân dị sĩ cũng quá nhiều đi. Chỉ có Ngự Hạ Thất gia, Gia Cát Trường Phong chờ giải rác mấy người, mới biết được Hoàng Thất phụng trộm nuôi như thế một cái quái vật, ngũ đại hộ long thần vệ bên trong hung tàn nhất, bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông. Xem ra lão đầu tử này là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy cái này tiểu quái vật không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện. Trong mắt tinh quang lóe lên, Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Hừ hừ hừ, biết tiểu gia lợi hại, ách, nhất quyền đánh lui cường địch, Cổ Tam Thông vừa mới đĩnh đĩnh kiêu ngạo bộ ngực nhỏ, chuẩn bị tự biên tự diễn một phen, lại là đột nhiên trì trệ, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Lúc trước hắn chỉ là nghe thị vệ kia nói, hoàng đế một chút khiến thì động thủ, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lần này cần xuất thủ đối phó người, lại là nghĩa phụ Trác Phàm. Cái này khiến hắn nhất thời không biết làm sao, do dự tại nguyên chỗ, biểu lộ đột nhiên biến đến quái dị. Trác Phàm hơi nhếch khóe môi lên một cái trơn nhẵn đường cong, tựa hồ sớm đã ngờ tới điểm này, một mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Mà hoàng đế thì là mi đầu lắc một cái, mặt hiện hồ nghi, nhìn chằm chằm bộ này quỷ dị tràng diện. Cái này tiểu quái vật làm sao, vì sao đột nhiên dừng lại? Lão, Cổ Tam Thông trên mặt xấu hổ, tâm thần bất định lên tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói ra một câu, Trác Phàm đã là tròng mắt ngưng tụ, đột nhiên một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở trước mặt hắn, kỳ lân tí nổi lên hồng mang, hung hăng hướng hắn nện xuống. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Cổ Tam Thông không biết chuyện gì xảy ra, vô ý thức giơ cánh tay lên chặn lại. Đụng! Lại là một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, một đạo vô hình ba động đột nhiên hướng bên cạnh khuếch tán ra. Yến hội mọi người giật mình, vội vàng ào ào lăng không bay lên lui lại, hoàng đế cũng tại bọn thị vệ bảo vệ dưới thối lui đến nơi xa. Đây chính là Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai đại quái vật chiến đấu dư âm, một khi bị liên lụy. Nhất định thịt nát xương tan, đó cũng không phải là đùa giỡn. Quả nhiên, như mọi người suy nghĩ như thế, Cổ Tam Thông bị Trác Phàm một quyền này uy, cứ thế mà áp xuống mặt đất 50 mét sâu, đại địa toái nứt, sụp đổ, phương viên ngàn mét, san thành bình địa. Chỉ là người nào cũng không có chú ý tới là, ngay tại hai người hai quyền đấm nhau, dư âm khuếch tán thời khắc, Trác Phàm lại là nhân cơ hội mật ngữ truyền âm nói, qua mấy chiêu, ta giả vờ thất bại. Ngươi theo tới. Trong mắt không khỏi sáng lên, Cổ Tam Thông quét qua lúc trước mê hoặc, tựa hồ minh bạch cái gì, hơi hơi gật gật đầu. Tuy nhiên hắn vẫn còn không biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến Trác Phàm hội giải thích cho hắn rõ ràng, liền sống lưng một cái, cánh tay hất lên, bỗng dưng một chút liền đem Trác Phàm cho đánh bay đến không trung. Đón lấy, Cổ Tam Thông đạp chân xuống, cũng theo bỗng nhiên xông đi lên. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai người ngươi tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng, phanh phanh rung động. Mà lại mỗi một lần hai người chạm vào nhau, đều sẽ sinh ra một cỗ vô hình dư uy, quét về phía chung quanh. Để tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, người khác đừng nói là nhúng tay, cũng là tới gần bọn họ cũng vạn vạn làm không được. Mọi người chỉ có thể ngước cổ, nhìn lấy hai người thân ảnh chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây. Trong hoàng thành đại phiến địa phương, đã là bị hai người chiến đấu phá hư thành một vùng phế tích. Vây xem mọi người thấy tình cảnh này, bất giác tất cả đều âm thầm thổn thức. Hai người này thật là nhất thời chi du lượng, kỳ phùng địch thủ, hiếm thấy trên đời. Cũng chỉ có hai người này lẫn nhau ở giữa, mới có thể chiến cái cao thấp, nếu là đổi người khác, căn bản không phải bọn họ địch. Khuyển Nhung đám người, lại là hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Đều nói bọn họ Khuyển Nhung thượng võ, Khuyển Nhung dũng sĩ thiên hạ hiếm thấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thiên Vũ hai đại cao thủ nhất chiến, bọn họ mới biết được, cái gì gọi là vạn phu bất đương chi dũng. Cùng hai cái này quái vật so ra, bọn họ Khuyển Nhung dũng sĩ còn thật mẹ hắn là yếu bạo a. Cùng bên cạnh người của mình lẫn nhau nhìn xem, thắt
Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma cùng nhau thở dài. Như Thiên Vũ đều là như vậy người tài ba, vậy bọn hắn thì chớ suy nghĩ quá nhiều, về nhà rửa ngủ đi, còn phát động cái gì chiến tranh a? Hoàng đế xa nhìn không chung hai bóng người, người tới ta đi, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Tuy nói Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông thực lực nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng Trác Phàm dù sao chỉ có một cái kỳ lân tí, bản thân thể phách cũng không thể phát huy nó tránh thức lực lượng. Cổ Tam Thông lại là trời sinh quái lực, tự nhiên mà thành, dần dần, Trác Phàm liền rơi xuống hạ phong. Đụng! Lại là một tiếng vang thật lớn phát ra, Cổ Tam Thông nhất quyền đem Trác Phàm đánh xuống tới, đụng ngã một hàng nguy nga cung điện. Tuy nói có kỳ lân tí phía trước cản trở, nhưng là Cổ Tam Thông quyền kia lực dự uy còn là xuyên thấu qua cánh tay, truyền đến bộ ngực hắn, làm cho hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái kia thằng nhãi con ra tay thật là hung ác a. Nói cho hắn biết qua mấy chiêu là được, hắn trả đến thật a. Trác Phàm theo phế tích bò lên, phun một ngụm cùng máu nước bọt, từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, mắng thầm. Lúc này, Cổ Tam Thông bóng người lần nữa hướng hắn vào tới. Cười to liên tục, ha ha ha. Ta lại tới, tiếp chiêu. Còn tới. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm gặp đánh cho không sai biệt lắm, không muốn lại thụ tiểu tử này quái lực nhất kích, vội vàng phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên, trong nháy mắt biến mất bóng người. Cổ Tam Thông nhất quyền không dừng, oanh một tiếng, đem nguyên bản phế tích lần nữa nện thành đầy trời bụi, phiêu tán không trung. A, lão cha người đâu? Chố mắt nhìn, Cổ Tam Thông một mặt ngây thơ bốn phía nhìn xem, lại chỉ thấy Trác Phàm bóng người lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào Vân Sương bên người, ôm nàng lên, bay lên không trung bay đi. Tựa hồ là sợ người khác không biết hắn bại đồng dạng, còn la to nói, nãi nãi, cái này tiểu quái vật lão tử không thể trêu vào, đi. Cổ Tam Thông trong lòng không sai, đây là Trác Phàm cho hắn rút lui tín hiệu a. Sau đó cũng đựng mò làm dạng hô to một tiếng, ngăn lại hắn. Bá bá bá. 10 cái thần chiếu cao thủ cùng nhau hiện thân, ngăn ở Trác Phàm đào vong lộ tuyến phía trên, từng cái hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thực, nếu là Cổ Tam Thông bại, bọn họ cũng không dám đi ra. Nhưng là hiện tại Cổ Tam Thông không có bại, vẫn là người truy kích, bọn họ đi ra cản một chút Trác Phàm, dây dưa một chút hắn, thuận tiện lĩnh cái công lao. Cũng là có thể. Thế mà, Trác Phàm lại có thể dễ dàng như vậy, liền bị mấy cái này tiểu nhân vật cho bao vây ở đâu. Phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lần nữa lóe lên, Trác Phàm trong nháy mắt biến mất bóng người, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào phía sau bọn họ. Mọi người giật mình, vội vàng muốn lần nữa vây tiến lên. Lại chỉ thấy Trác Phàm sau lưng hai cái màu xanh lam cự dực đột nhiên mở ra, tiếp lấy hô một cái. Một mảnh lam ảnh bỗng nhiên phóng tới mọi người. Không tốt, là lam hải mị ảnh rực, mọi người nhanh tản ra. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, có người kêu lên sợ hãi, đáng tiếc đã muộn. Cái kia lam ảnh trong nháy mắt đem hơn 10 cái thần chiếu cao thủ vây quanh, bọn họ nhưng cảm giác đầu một choáng, trước mắt huyễn ảnh trùng điệp, tựa như phía dưới như sủi cảo, theo hư không bên trong từng cái rơi xuống đến, ngã xuống đất bất tỉnh. Trác Phàm cười lớn một tiếng, sau lưng hai cánh lần nữa mở ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt, siêu một tiếng liền không thấy tăm hơi. Cổ Tam Thông giả bộ tức giận tới mức giơ chân, mắng, hừ, một đám rác rưởi, tiểu gia lục phẩm dược tài, toàn hủy ở trên tay các ngươi. Đợi tiểu gia đem người kia đuổi trở về, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Tam Thông dậm chân một cái, cũng là siêu một tiếng, hướng Trác Phàm biến mất phương hướng chạy tới. Mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng trong lòng là một trận vui cười. Lão cha, ta tới. Xa nhìn hai người biến mất phương hướng, tại chỗ tất cả mọi người lẫn nhau nhìn một chút, lại tất cả đều một mặt cảm thán lắc đầu. Cái này hai đại quái vật giao phong, cuối cùng vẫn Cổ Tam Thông cái này lâu năm quái vật càng hơn một bậc a. Bất quá dù vậy, lấy Trác Phàm xảo trá, Cổ Tam Thông muốn bắt lại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hừ. Hoàng đế nhìn lấy cái này lúc trước còn lộng lẫy hoàng thành, bây giờ một mảnh thê lương tràng cảnh, bất giác sắc mặt càng giận, vung lên ống tay áo, chỉ bây giờ còn có chút choáng váng người Lạc Gia nói, người tới, Sương Bình Vương phủ Lạc Gia, dạy bảo không đúng, dung túng đại quản gia Trác Phàm hành hung,
đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Vâng. Hét lớn một tiếng, lại có mấy mười tên hoàng thành thị vệ xông ra, bên trong không thiếu thần chiếu cường giả. Nhưng là ngay tại lúc này, từng tiếng cười quái dị lại là đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên theo Lạc Gia trong mọi người xông ra, trong nháy mắt xông vào những cái kia hoàng thành hộ vệ trong đám người, nhất thời liền đem hơn 10 người thị vệ chém thành muôn mảnh, cho dù là thần chiếu cao thủ, cũng là trong chớp mắt liền bị chia làm bốn khối. Khặc khặc khặc, coi như Lạc Gia không có Trác quản gia, còn có chúng ta ma đạo tứ kiệt đây. Đánh chó nhìn chủ nhân, người muốn động đến bọn hắn còn chưa đủ tư cách đâu. Bốn đạo khói đen tại Lạc Gia mọi người chung quanh bồi hồi, phát ra ma sách tứ quỷ phách lối tiếng cười. Da mặt nhịn không được run rẩy, hoàng đế tức giận đến toàn thân run rẩy, hai gò má tròm dâu không gió mà bay. Lạc Vân Hải mấy người cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ than thở, cái này bốn tên tiểu quỷ là bọn họ trưởng lão, bọn họ họ Lạc mới là Lạc Gia chủ nhân đi. Đánh chó nhìn chủ nhân câu nói này, dùng ở chỗ này, không thích hợp đi. Bất quá, mọi người cũng biết cái này bốn cái tiểu gia hỏa, não tử có vấn đề, cũng liền không đi truy cứu. Dù sao bọn họ có thể tại thời khắc mấu chốt, đi ra hộ chủ, cũng coi như trung thành có thêm, đáng giá ngợi khen. Răng rắc lôi kéo. Bỗng nhiên, một đạo kim loại giao kích tất dẫn tiếng vang lên, nương theo lấy một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện sau lưng hoàng đế. Một tiếng như là lão ngưu tiếng rên rỉ âm hưởng hoàn toàn tại tràng tất cả mọi người bên tai, dưới chân thiên tử, còn chưa tới phiên các ngươi cái này bốn cái tiểu đông tây làm càn. Hưu, một đạo hắc ảnh, đột nhiên hướng tứ quỷ bắn tới, nhanh như điện chớp, chớp mắt tới gần. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, ma sách tứ quỷ hóa thành bốn đạo khói đen, nhất thời liền tại từng tiếng kinh hô bên trong, cùng nhau bị một đầu ngăm đen khóa sắt quất bay ra ngoài. Lúc này hóa thành nguyên hình, lại gom lại cùng một chỗ. Cái này sao có thể, chúng ta bốn người bóng người đã hóa thực phi hư, làm sao có thể bị ngươi đụng đến đến. Hung sát quỷ quá sợ hãi, kêu sợ hãi liên tục. Còn lại ba quỷ cũng là không thể tin ồn ào lấy, bọn họ thế nhưng là vạn vạn không tin, bốn người bọn họ hợp kích trận thuật sẽ bị dễ dàng như vậy đánh tan. Hoàng đế sau lưng đạo thân ảnh kia, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Hóa vì một cái người khoác kiên cố khải giáp, thân cao chín thước uy mãnh nam tử, trong tay đen nhánh khóa sắt lần nữa thu hồi, phát ra răng rắc kéo tiếng vang, kéo lấy từng bước một đi thẳng về phía trước, trong mắt tản ra không gì địch nổi thần quang, bốn cái tiểu đông tây, thì coi như các ngươi đã từng là hộ quốc tam tông người, tại thiên vũ cũng còn không có tư cách đến vô pháp vô thiên bước. Tứ trụ trì bốn, quỷ ảnh vệ thống lĩnh, tới từ địa ngục quỷ vương. Trong mắt tinh quang lóe lên, Gia Cát Trường Phong chăm chú nhìn người kia, thì thào lên tiếng. Độc Cô Chiến Thiên cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, mí mắt khẽ run. Bọn họ tuy nhiên đều là thiên vũ tứ trụ, nhưng là đối với vị này thần bí đồng liêu, lại là chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay gặp mặt, mới biết là đáng sợ như thế tồn tại. Ma sách tứ quỷ thực lực, mọi người đều biết. Cái kia là có thể tùy tiện đem một vị thần chiếu 6 tầng lấy phía trên cao thủ trong nháy mắt miểu sát tồn tại, cho dù thần chiếu đỉnh phong gặp phải bọn họ, cũng chỉ có bị động bị đánh cấp độ. Nhưng là bây giờ, người này lại một chiêu đem bọn hắn đẩy lui, có thể thấy được thực lực mạnh, thiên hạ hiếm thấy. Đoán chừng cũng chỉ có Trác Phàm cùng cổ tam thông loại quái vật này, có thể vượt qua hắn. Nếu như nói tứ trụ bên trong, Gia Cát Trường Phong dựa vào là bầy mưu tính kế tài hoa. Độc Cô Chiến Thiên là trăm trận trăm thắng công thích, Vân Huyền Cơ là có thể phá thiên cơ thiên phú lời nói, cái này quỷ vương, thì là chân chính dựa vào trên thực lực vị. Liếc nhìn nhau, mọi người tại đây tất cả đều trong lòng run lên, âm thầm phía trên một phần tâm. Cái này hoàng thất quả nhiên ẩn tàng cực kỳ sâu, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không phải tùy tiện có thể đối phó đến tồn tại, nó mới là toàn bộ thiên vũ tranh thức quái vật khổng lồ. Nếu không phải bên trong bên ngoài các đại thế lực lẫn nhau quản thúc lời nói, hoàng thất thật là có thể tùy tiện đem thiên vũ bất luận cái gì một nhà thế lực, trong nháy mắt hủy diệt đáng sợ nhất gia tộc, bao quát đế vương môn dạng này bảy nhà đứng đầu cũng giống vậy. Thật sâu hít một hơi, hoàng phủ thiên nguyên trong mắt hơi híp, nhìn về phía gương mặt lạnh lùng hoàng đế phương hướng, cái trán bỗng nhiên chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Mà Khuyển Nhung đoàn đám người thì càng là phiền muộn. Thiên vũ liên tiếp xuất hiện tuyệt thế cao thủ, cũng không phải bọn họ muốn xem đến cảnh. Đại ca,
ta không phục, chúng ta lại đến. Lanh lợi quỷ tức giận tới mức giơ chân, nhìn về phía quỷ vương, đầy mắt đều là lửa giận ngút trời. Hung sát quỷ trong mắt đồng dạng hung ác, gật đầu một cái, mắng to lên tiếng tốt, hôm nay chúng ta không đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thì không gọi ma sách tứ quỷ. Tiếng nói vừa dứt, ma sách tứ quỷ đột nhiên lần nữa hóa thành bốn đạo khói đen hướng quỷ vương phóng đi. Cười lạnh, quỷ vương trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, đồng dạng thân thể hóa đen ảnh, xông về phía trước. Chỉ một thoáng, năm đạo khói đen đột nhiên đấu cùng một chỗ, bên trong bốn đạo đem một đạo khói đen vây khốn bên trong, cắn xé va chạm, phanh phanh vang lên. Thế nhưng là trung gian đạo hắc ảnh kia bên trong, lại truyền ra xích sắt tất dẫn thanh âm. Sau một khắc, ào 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 xích sắt xuất hiện lần nữa, như rồng quyển đồng dạng xoay tròn ra, nhất thời liền đem chung quanh bốn đạo khói đen toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chờ lần nữa hiện ra hình người, quỷ vương vẫn như cũ không ai bì nổi ngạo nghễ thẳng tắp lấy lồng ngực, mà sách tứ quỷ lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đại ca, chơi không lại, đi thôi. Gan nhỏ quỷ sắc mặt một xẹp, ai oán nói. Hung sát quỷ tuy nhiên còn có điều không cam lòng, nhưng là cũng biết ngay sau đó tình thế gây bất lợi cho bọn họ, liền gật đầu một cái, dẫn đầu hóa thành một đạo khói đen, hướng nơi xa bay đi, hừ, chỗ mấu chốt quá cứng, chúng ta đi. Còn có Lạc gia thiếu gia, các ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm Trác quản gia tới cứu các ngươi. Chờ một chút, ma sách tứ quỷ, các ngươi không là muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ à, làm sao cụp đuôi trốn. Quỷ vương nhìn lấy bốn đạo khói đen đi xa phương hướng, cười lạnh. Thân thể hơi chậm lại, bốn đạo khói đen bỗng nhiên dừng một cái, lại lập tức giễu cợt liên tục, khặc khặc khặc. Ngu ngốc, chúng ta bây giờ là Lạc gia trưởng lão, đã sớm không có quan hệ gì với ma sách tông. Ma sách tứ quỷ cái danh xưng này, không cần cũng được, người có thể làm sao chúng ta gì, hắc hắc hắc. Vô sỉ, khóe miệng nhịn không được rút rút, quỷ vương kêu rên lên tiếng. Thế nhưng là không đợi hắn lời nói xong, cái kia bốn đạo khói đen nhưng lại là trong nháy mắt vòng trở lại, chạy những cái kia té xỉu hoàng thành hộ vệ bay đi, chỉ là trong chớp mắt, liền đem một cái thần chiếu cao thủ xé thành mảnh nhỏ, ném về quỷ vương phương hướng, cả giận nói, thối hắc quỷ, ngươi cho huynh đệ chúng ta trở lấy, lần này chúng ta là nhường ngươi, lần sau gặp, không phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ không thể. Nói xong, ma sách tứ quỷ liền trong nháy mắt bay cách nơi này. Trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Quỷ vương đầy mình lửa giận, song quyền bất giác chăm chú, muốn đuổi theo, lại không dám rời đi hoàng đế bên người, cũng chỉ có thể nhìn xuống đi. Thực, tại chỗ tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn ra được, ma sách tứ quỷ là bị quỷ vương bại lui. Chỉ là sĩ diện, mới lại sát hoàng thành một tên thần chiếu cao thủ, cho quỷ vương hạ mã uy, lại nói chút lời xã giao mà thôi. Chỉ có thể thương hại cái kia thần chiếu cao thủ, đầu tiên là bị Trác Phàm Lam Hải mị ảnh dực cho mê đi, còn không sao cả đây, lại bị cái kia bốn cái tiểu đông tây cho phân thây, thật sự là không may cực độ. Nếu như hắn trên trời có linh lời nói, nhất định sẽ mắng to lên tiếng, rõ ràng chọc giận cái kia bốn tên tiểu quỷ là quỷ vương, làm sao không may là lão tử. Bất quá không có cách, ai bảo hắn yếu đây, cũng chỉ có nhận không may. Mà đến tận đây, lấy Trác Phàm vì dây dẫn nổ, tạo thành hoàng thất cùng Lạc gia chi tranh, cuối cùng vẫn lấy hoàng thất toàn thắng kết thúc. Lạc gia trừ trưởng lão bên ngoài cao tầng, bao quát thiếu gia tiểu thư, toàn bộ rơi vào hoàng thất trong tay. Hoàng thất hộ vệ, lần nữa tập kết, đem Lạc Vân Hải bọn người đoàn đoàn bao vây lên. Lạc Vân Thường khẩn trương, cùng còn lại bọn người liếc nhìn nhau, lại là không có cách nào. Lạc Vân Hải tựa hồ là nhớ tới Trác Phàm trước khi đi căn dặn. Cảm thấy có chút kỳ quặc, tựa hồ Trác Phàm sớm đã ngờ tới hôm nay một khó giống như, liền thở sâu, bình tĩnh lại tâm tình, nhìn về phía tất cả mọi người, đạm mạc lên tiếng, bình tĩnh, không có gì lớn không. Lời vừa nói ra, mọi người thật sâu nhìn vị thiếu gia này liếc một chút, cũng tất cả đều tỉnh táo lại. Liền không đến 20 thiếu gia, đều có thể như thế gặp không sợ hãi, bọn họ còn có cái gì có thể bối rối đâu. Hoàng đế trong mắt tinh quang lóe lên. Âm thầm gật đầu, cái này Lạc gia thiếu chủ quả nhiên không đơn giản, bị điều giáo cực kỳ xuất sắc. Độc Cô Chiến Thiên cũng là đầy mặt vui mừng, tuy nhiên cha con bọn họ ở giữa lập trường đã biến, nhưng Lạc Vân Hải là hắn mang ra. Lúc này thân hãm hiểm cảnh, còn có thể có khí độ như thế, quả
quả nhiên là lệnh hắn cái này nghĩa phụ, tuổi già an lòng. Phụ hoàng, Sương Bình Vương phủ Lạc gia bất chấp phương pháp, phạm thượng làm loạn, không giết không đủ bình dân phẫn, nhìn phụ hoàng nghiêm trị. Nhìn thấy tình thế đã bị khống chế lại, nhị hoàng tử lập tức đứng ra bái đạo, hung hăng cáo Lạc gia một hình. Nghe được lời này, bàn tử quýnh lên, cũng là lập tức đụng tới, phụ hoàng minh xét, chuyện hôm nay đầu, đều là Lạc gia quản gia Trác Phàm một người gây nên, không có quan hệ gì với người ngoài, nhìn phụ hoàng không muốn liên lụy vô tội a. Đúng vậy a phụ hoàng, sự kiện này cùng Lạc gia thiếu chủ cùng tiểu thư không có một chút quan hệ, ngài thì đại nhân đại lượng, thả bọn họ đi. Vĩnh Ninh cũng là vội vàng ôm quyền, lên tiếng xin xỏ cho. Mắt lạnh nhìn chính mình cái này ba cái con gái, hoàng đế hai mắt tinh quang phun trào, ngược lại nhìn về phía thái tử phương hướng, uy nghiêm nói, thái tử, ngươi là một nước thái tử. Sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Thái tử, hừ, ngài thật có ý đem Giang Sơn giao cho ta sao? Trong bụng còn vì vừa mới ban thưởng sự tình, cất giấu một cô ám khí, nhưng thái tử lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là miễn cưỡng làm ra một bức ấm áp nụ cười, chắp tay nói. Khởi bẩm phụ hoàng, y nhi thần ngu kiến, Trác Phàm tuy là Lạc gia quản gia, nhưng luôn luôn lừa trên gạt dưới, hung hăng càn quấy. Sương Bình Vương tuổi nhỏ, khó có thể quản phục, cho nên chuyện hôm nay, toàn bộ liên lụy Lạc gia, hơi có không ổn. Lời vừa nói ra, bàn tử cùng Vĩnh Ninh tất cả đều cảm kích liếc hắn một cái, hoàng đế lại là trong mắt hàn quang lóe lên liền biến mất. Tựa hồ là chú ý tới cái này rất nhỏ một màn. Thái tử lập tức lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, có điều, Trác Phàm có thể có hôm nay quyền thế, tất cả đều là Lạc gia quản giáo không nghiêm, phóng túng chi trách, khó thoát tội trạng. Theo hài nhi xem ra, vẫn là đem Lạc gia tất cả mọi người đều chặt chẽ nhìn quản, chờ cầm đến Trác Phàm về sau, lại cùng nhau xử trí đi. Thái tử nói quang minh chính đại, từng cái có lý, nhưng là tại chỗ không ít kẻ già đời, lại sớm đã nghe ra bên trong mùi vị thực sự. Cái này không phải liền là cầm người Lạc gia làm con tin, dẫn Trác Phàm vào cuộc a. Rõ ràng là một đầu bẩn thỉu độc kế, thế mà bị nói như thế công khai, quang minh chính đại, còn thật không hổ là hoàng thất con cháu a. Vô sỉ, đều có thể vô sỉ đến như thế yêu nhã. Bất quá, đề nghị này lại tựa hồ như nói là đến hoàng đế trong đầu giống như, hoàng đế trên hai gò má rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói tốt. Thì chiếu hoàng nhị ý này làm đi. Người tới, đem Lạc gia mọi người đè xuống, chặt chẽ trông giữ. Thật sâu nhìn hoàng đế liếc một chút, Gia Cát Trường Phong trong lòng cười thầm, trong mắt tinh quang phun trào. Lấy hắn lão hồ ly này tâm kế, lại có thể nhìn không ra hoàng đế ý đồ. Hai người cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, hoàng đế thường sử dụng thủ đoạn, hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút. Hôm nay việc này, rõ ràng cũng là hoàng đế dự mưu tốt, đến mức xử trí như thế nào, hoàng đế cũng sớm có dự định. Chỉ là hắn để người khác nói ra miệng, lấy che bóng mưu hãm hại kế sách a. Lúc này thái tử chỗ đề nghị, có thể nói là bị hắn một đường dẫn đạo tới. Mà kể từ đó, hướng ra ngoài thế chân vạc, xem như phá một chân. Mà lại Trác Phàm đại náo hoàng thành một chuyện, có thể lớn có thể nhỏ, tiểu lại chỉ là một người là tội. Lớn thì có thể mở rộng đến các phái thế lực phân tranh. Chắc hẳn hoàng đế là muốn nhờ vào đó đảo loạn thiên vũ cục thế, tránh thức làm một vố lớn. Bệ hạ, không nghĩ tới ngươi so lão phu còn nóng vội a. Thật sâu nhìn hoàng đế liếc một chút, Gia Cát Trường Phong trong lòng cười thầm. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của hắn, hoàng đế cũng quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Chấm Gia Cát thừa tướng a. Tránh thức đánh cược, hiện tại vừa mới bắt đầu, hãy đợi đấy đi. Nghĩ như vậy, hoàng đế đột nhiên nâng lên một chén rượu, hướng Gia Cát Trường Phong phương hướng xa xa chúc một chén. Gia Cát Trường Phong cũng là rìa mép lắc một cái, cười lạnh một tiếng, xa xa còn một chén. Bệ hạ, lần này lão thần cũng sẽ không lại thua. Bệ hạ, có thể hay không đem Lạc gia một đám, giao cho chúng ta đế vương môn trông giữ. Bỗng nhiên. Lãnh Vô Thường vội vã hai bước, đứng ở hoàng đế trước mặt, khom người cúi đầu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, hoàng phủ Thiên Nguyên cái này gia chủ, càng là bất khả tư nghị nhìn về phía hắn vị này thần cơ diệu toán lãnh tiên sinh, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hiện tại ai cũng biết,
Lạc Gia bị giam, Trác Phàm nếu không thể bị Cổ Tam Thông cầm xuống lời nói, thì nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Nói cách khác, hiện tại trên tay người nào nắm lấy người Lạc Gia, chẳng khác nào là trực diện Trác Phàm cái quái vật này. Hôm nay trăm tuổi tiệc mừng thọ sự tình, phát sinh đột nhiên, rất là kỳ quặc, còn không biết hoàng đế đánh lấy ý định quỷ quái gì đây. Hiện tại đem Lạc Gia cái này khoai lang bỏng tay cầm trong tay, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Thân là đế vương môn môn chủ hoàng phủ Thiên Nguyên, lúc này thật hận không thể lập tức lao ra, đem Lãnh Vô Thường cái này đại quản gia cho kéo trở về. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lãnh Vô Thường ngày thường cơ trí tỉnh táo, hoàng phủ Thiên Nguyên liền nhẫn nại ở trong lòng xúc động, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng vị này đại quản gia phán đoán. Hoàng đế mí mắt khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thường không thả, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ hắn cũng không biết Lãnh Vô Thường cử động lần này vì sao, liền thản nhiên nói, Lãnh tiên sinh, vì sao trẫm muốn đem người Lạc Gia giao cho đế vương môn trông giữ, có thể cho trẫm cái lý do sao? Ha ha ha, bệ hạ minh xét, đế vương môn ngàn năm qua một mực cũng là bảy nhà đứng đầu, điều đình bảy nhà phân tranh. Bây giờ tuy nhiên đã là bát đại thế gia, nhưng đế vương môn trách nhiệm, tuyệt không dám quên. Lạc Gia phạm này tội lớn ngập trời, đế vương môn lẽ ra nên thay quân phân ưu, hiệp trợ bệ hạ đuổi bắt phản bội chạy trốn Trác Phàm, răn đe, vì tám nhà mẫu mực, làm gương mẫu. Lãnh Vô Thường lời ấy nói lấy lòng, nhưng là người hiểu chuyện đều có thể nghe được, đây là tại cùng hoàng đế bàn điều kiện đây. Cái kia chính là, chúng ta giúp người đối phó Trác Phàm, người để cho chúng ta chiếm đoạt bảy nhà, sau cùng hai ta lại đến tranh đoạt Giang Sơn. Cái này, rõ ràng cũng là mượn cơ hội để hoàng đế ủy quyền chi ý. Nếu không mà nói, chúng ta cũng không vì người phân ưu, người hoàng thất đi đối phó Trác Phàm cái quái vật này, chúng ta cái gì đều mặc kệ. 3. Hoàng phủ Thiên Nguyên vỗ đùi, đã là hoàn toàn minh bạch Lãnh Vô Thường ý tứ, không khỏi âm thầm gọi tốt. Tuy nhiên trực diện Trác Phàm là một kiện khổ sai sự tình, nhưng là có thể nhờ vào đó nhất thống bảy nhà, không nhận hoàng thất quấy nhiễu, đối đại cục tới nói, thật sự là có lợi không tệ a. Lãnh tiên sinh cái này não tử chuyển còn thật mẹ hắn nhanh, không hổ là thần toán tử. Trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, hoàng đế thật sâu nhìn lấy Lãnh Vô Thường, lại là bên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái không hiểu đường cong, gật đầu đáp tốt, đã đế vương môn có này tâm ý, chấm thì toàn quyền giao cho Ái Khanh đi làm. Cần phải phối hợp Cổ Tam Thông, cầm xuống Trác Phàm này nghịch tặc. Còn lại 6 nhà, toàn lực phối hợp, không được sai sót. Thời khắc mấu chốt, cho phép các người vận dụng đồ ma lệnh. Độc Cô Nguyên soái, tùy thời viện trợ. Đúng, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Mọi người cùng nhau đứng dậy bái phục, chỉ là U Minh Cốc, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm ba nhà trên mặt một mảnh vui mừng, vì lão đại của mình rốt cục xoay người mà cao hứng. Mà Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu Phủ bọn họ, thì là liếc nhìn nhau, đều là đầy miệng đắng chát. Trác Phàm là bọn họ minh hiếu, lúc này lại bị cùng công chi, trở thành chúng mũi tên chi, chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là vạn vạn bất lợi a. Riêng là hiện tại đế vương môn phụng mệnh tiêu diệt Trác Phàm, 6 nhà toàn bộ muốn nghe hiệu lệnh. Nó hoàn toàn có thể lấy công mưu tư, thừa cơ chiếm đoạt 6 nhà, đây mới là bọn họ lo lắng nhất. Lần nữa lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, hoàng đế vung tay lên, hừ nói, lần này tiệc mừng thọ, trẫm đã không có hảo hứng, đều tán đi đi. Nói xong, liền mặt mày xanh lét, tại đông đảo hộ vệ cùng quỷ vương hộ tống dưới, rời đi nơi này. Vĩnh Ninh muốn lại vì Lạc Gia cầu tình, nhưng nhìn đến phụ hoàng cái kia bất thiện sắc mặt, nhưng cũng không dám theo sau. Chỉ là nàng, thậm chí là tất cả mọi người không nhìn thấy là, hoàng đế tại quay người trong tích tắc, như có như không lộ ra cái kia tia, gian tà nụ cười. Chúc mừng bệ hạ, hết thảy đều thuận lợi như vậy, không nghĩ tới cái kia danh xưng gian trá giảo hoạt Trác Phàm, dễ dàng như vậy thì vào bẫy. Đi ra 100 mét có hơn, quỷ vương khom người ôm một cái quyền, hướng hoàng đế mật ngữ nói. Mỉm cười lấy gật gật đầu, nhưng là rất nhanh, hoàng đế trong mắt liền dần hiện ra một tia nghi hoặc đến, hôm nay là rất thuận lợi, chỉ là cũng quá mức thuận lợi, để trẫm trong lòng ngược lại có chút bất an. Vốn là trừ Vĩnh Ninh sự tình bên ngoài, trẫm còn chuẩn bị rất nhiều khiêu khích tiểu tử kia thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà một chút liền cắn câu, điều này không khỏi làm trẫm cảm thấy có chút khó tin, hắn là như thế một cái không giữ được bình tĩnh người sao.
Bệ hạ lo ngại, lấy lão phu xem ra, tránh thức kích động hắn phòng tuyến cuối cùng, không phải Vĩnh Ninh công chúa, mà chính là thánh nữ Vân Sương. Bệ hạ nhưng là từng nhớ đến, hắn tại Bách Gia Tranh Minh bên trong, duy nhất một lần thất thố, chính là vì một nữ tử. Nghe nói cái này Vân Sương cô nương, tại tính tình phía trên cùng nữ tử kia còn rất có giống nhau chỗ. Hắn vì thánh nữ lần nữa bão nổi, cũng không phải là không thể được. Trầm ngâm một chút, hoàng đế khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế a, chỉ là như vậy vừa đến, kỳ quặc sự tình thì càng nhiều. Vì sao nhị hoàng, lại đột nhiên hướng chấm đề nghị ban hôn thánh nữ, đến chọc giận Trác Phàm, đây cũng quá xảo đi. Tha thứ lão phu nói thẳng, nhị hoàng tử lòng dạ hắn nhỏ hẹp, có thù tất báo. Lần trước Trác Phàm cùng thánh nữ hủy hắn vương phủ, chắc hẳn trong lòng oán hận, cho nên mới trước mặt mọi người đưa ra ý này, đến chọc giận hắn. Vì chính là muốn mượn bệ hạ uy nghiêm, áp hắn một bậc. Dù sao, nhi tử bị khi phụ, cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là tìm phụ thân chỗ dựa. Không khỏi khẽ giật mình, hoàng đế liếc hắn một cái, lại là cười gật gật đầu, ha ha ha. Không sai, cái này thật đúng là cái kia lão nhị hội làm sự tình. Tuy nhiên lần này hắn đánh bậy đánh bạ xem như giúp chấm bận bịu, nhưng là hắn cái tính tình này thật là phải sửa lại, không phải vậy về sau nhất định sẽ ra đại phiền toái. Bệ hạ anh minh, xác thực như thế, quỷ vương khom người cúi đầu, gật đầu hẳn là. Hoàng đế thở sâu, tiếp tục nói, chỉ là, hôm nay còn có một chút không nghĩ tới là, đế vương môn thế mà lại chủ động xin đi giết giặc, dây vào Trác Phàm cái này cọng rơm cứng, ngược lại để chấm bất ngờ a. Vốn là chấm thì có ý để bọn hắn chó cắn chó, lưỡng bại câu thương. Hiện tại bọn hắn nguyện ý chính mình đứng ra, ngược lại là càng hợp chấm tâm ý. Bệ hạ, thực điểm này, cũng dễ lý giải. Lãnh Vô Thường không phải kẻ ngu dốt, Trác Phàm đột nhiên thành vì cái này loạn cục bạo phong nhãn, thành chúng mũi tên chi. Hắn coi như không rõ nội tình, cũng nên cảm thấy, cái này cũng không tự nhiên. Cùng bị động bị đánh, còn không bằng chủ động xuất kích. Hắn vừa mới không phải cũng hướng bệ hạ muốn tới, thống lĩnh bảy nhà quyền lực sao? Chuyện này đối với bọn hắn đế vương môn mở rộng thế lực, thế nhưng là có đại ích lợi. Không sai, cái này Lãnh Vô Thường xác thực nhìn đến tinh chuẩn. Bất quá, chấm hội dễ dàng như vậy thuận tâm ý của hắn sao? Hừ hừ hừ, đến lúc đó thì nhìn là hắn mở rộng nhanh, vẫn là chấm quét hắn quét đến nhanh. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hoàng đế cười lạnh cùng quỷ vương thẳng đường đi tới. Một phương diện khác, Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên theo Hoàng Thành thị vệ trong tay tiếp nhận Lạc Gia mọi người về sau, liền một đường hướng ngoài thành tiến đến. Môn chủ, lần này kỳ ngộ nhưng có lấy tương đương mạo hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh hoàn thành mới được. Không phải vậy lời nói, chờ Hoàng thất bên kia đem trong chiều các đại thế lực diệt trừ, đối phó chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Lãnh Vô Thường đầy mặt ngưng trọng, vội vàng nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gật gật đầu, thở sâu, kiên định lên tiếng, Lãnh tiên sinh, người lần này làm được không sai. Tuy nhiên minh bạch đây là Hoàng đế có ý xem chúng ta lưỡng bại câu thương bố trí xuống cục, nhưng nếu không bắt được cơ hội lần này, chỉ sợ sớm muộn muốn bị hắn ăn. Trước mắt, thế nhưng là Hoàng thất duy nhất dành không được thời gian thời điểm. Đúng vậy a, chúng ta cũng bởi vì muốn đối phó Trác Phàm. Không cách nào uy hiếp được hoàng thất. Thời cơ này, có thể nói là ngàn năm qua, khó cho chúng ta song phương chân không thời gian, người nào cũng không cần lo lắng đối phương lại đột nhiên đối lẫn nhau bất lợi. Bất quá, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu là chúng ta chỉnh hợp bảy nhà so với bọn hắn chậm lời nói, cái kia hoàng thất rất nhanh liền có thể rút tay ra ngoài đối phó chúng ta, đánh chúng ta trở tay không kịp. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lãnh Vô Thường thở dài, sinh tử tồn vong. Thiên hạ quý vị, chỉ ở cái này một hơi ở giữa. Ngàn năm một thuở kỳ ngộ, cũng là ngàn năm một thuở tai nạn, chúng ta cũng không thể có chút chủ quan. Lãnh tiên sinh. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghiêm túc nói, bên kia liên hệ được không, không có vấn đề a. Yên tâm đi, tiểu tử kia đã đối cái kia con ông cháu cha không có lòng tin, tâm đã hướng về chúng ta. Nếu là đến thời khắc mấu chốt, hắn hội giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Lãnh Vô Thường bình tĩnh gật đầu. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới cuối cùng yên lòng, trong mắt lóe lên tất thắng bá khí. Đế vương môn ngàn năm tâm nguyện, rốt cục muốn thực hiện, thành bại tại này một lần. Cùng một thời gian,
Gia Cát Trường Phong sử dụng thừa tướng thân phận, đem Khuyển Nhung sứ đoàn đám người, đưa về dịch quán, nhưng là một đường lên lại một mực nhíu mày nhăn chán. Thừa tướng đại nhân, ngài cái này là làm sao? Thác Bạt Lưu Phong nhìn thấy, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Gia Cát Trường Phong cau mày, lại là không nói gì, thật lâu, mới lẩm bẩm nói, chuyện hôm nay, rõ ràng là lão đầu tử cố ý gây nên, Trác Phàm là bị ép vào bộ. Chỉ là, vì sao lão đầu tử sẽ như thế vội vàng động thủ, chẳng lẽ đã chuẩn bị thỏa đáng? Thừa tướng đại nhân chớ lo, thiên vũ cục thế càng loạn càng tốt, đến lúc đó chúng ta Khuyển Nhung, mới có thể ngư ông đắc lợi a, ha ha ha. Thác Bạt Lưu Phong cười lớn một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ. Gia Cát Trường Phong nhìn về phía hắn, cũng là cười gật gật đầu. Đột nhiên, Gia Cát Trường Phong trong lòng siết chặt, mi đầu lần nữa nhăn lại. Vì sao lão đầu tử sẽ chọn tại khoảng thời gian này, Khuyển Nhung sứ đoàn đến lúc động thủ, chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới đây, Gia Cát Trường Phong liền hung hăng lắc đầu. Cái này sao có thể, lão phu thật sự là lo ngại, ha ha ha. Tóm lại, bất kể như thế nào, bây giờ loạn cục đã mở, các nhà cùng chuyển động, hết thảy đều chiếu kế hoạch tiến hành liền có thể. Lão đầu tử, người muốn loạn cục thủ thắng, hắn các nhà, sao lại không phải như thế tâm tư? Ngươi, nhưng là chưa hẳn có thể bằng này bảo toàn Giang Sơn a. Rear map hơi hơi run run động một cái, Gia Cát Trường Phong liên tục bật cười ra tiếng. Hiu, cách đế đô trăm dặm có hơn, một đạo lam sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Trác Phàm ôm lấy Vân Sương cái kia thân thể mềm mại, bay thật nhanh. Vân Sương thì là ôm tại trong ngực hắn, trong lòng hươu con sông loạn, hai gò má đỏ bừng một mảnh. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm lại đột nhiên hướng nàng tỏ tình, còn vì này cùng toàn bộ đế quốc là địch. Đây đối với một cái chưa thế sự tiểu cô nương tới nói, có thể nói là đã lãng mạn lại kích thích, trong lòng càng là ầm ầm tâm động. Tuy nhiên bọn họ Vân gia cứu khổ cứu nạn, lấy cứu vãn thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Trác Phàm lại là cái mười phần bại hoại, hai người tựa hồ không có cái gì giao giới cùng tiếng nói chung. Nhưng là không biết làm sao, nàng đúng là cảm giác, nàng viên này thuần khiết tâm linh, đã bị tên bại hoại này tà ác chỗ nhuộm dần, để cho nàng rốt cuộc vung đi không được cái này thân người ảnh. Hiu! Lại là một tiếng xé gió vang, hồng mang chợt hiện, cổ tam thông đã là rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Hỏng bét, cái kia cổ tam thông đuổi theo. Vân Sương thò đầu ra nhìn phía sau cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người màu đỏ liếc một chút, không khỏi sợ đến lên tiếng kinh hô. Nàng thân thể vì đế quốc thánh nữ, lại là đại tế ti Vân Huyền Cơ cháu gái, tự nhiên biết cái này hộ long thần vệ cổ tam thông cường đại. Vừa mới thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, liền Trác Phàm cũng bị hắn tùy tiện áp chế. Bây giờ thấy hắn lập tức liền muốn vượt qua bọn họ, tự nhiên có chút thất kinh. Bất quá, Trác Phàm lại không để ý chút nào, khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, tốc độ phi hành ngược lại hạ xuống đến, nhìn đến phía dưới một mảnh rừng rậm đất trống, liền đột nhiên lao xuống, rơi xuống mặt đất. Đem Vân Sương để xuống, tĩnh tâm chờ lấy cổ tam thông đến. Nhíu mày, Vân Sương một mặt không hiểu nhìn lấy hắn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trác Phàm muốn ở đây cùng cổ tam thông phân cao thấp. Đúng lúc này, cổ tam thông bóng người cũng là theo lấy bọn hắn, vội vã đáp xuống, hướng bọn họ bên này đánh tới. Tại được chứng kiến đứa nhỏ này cái kia cỗ cường hãn quái lực về sau, Vân Sương chỗ nào không biết hắn đây là muốn làm gì, rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn đụng cái thịt nát xương tan không thể. Thế nhưng là xem xét bên cạnh Trác Phàm, nhưng như cũ một bức mây trôi nước chảy bộ dáng, không né tránh, Vân Sương liền nhìn không được trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ nam nhân này, thật có tự tin đón lấy cổ tam thông toàn lực va chạm sao? A, à, rốt cục, cổ tam thông bóng người vẫn là không nghiêng không lệch đụng vào Trác Phàm lòng dạ, Vân Sương không khỏi kinh hô một tiếng, che hai mắt, sợ nhìn thấy Trác Phàm bị đụng xuyên huyết tinh bộ dáng. Có thể tưởng tượng bên trong, hai người chiến đấu kịch liệt cũng không có phát sinh, ngược lại là bên tai nàng, vang lên từng tiếng vui vẻ tiếng cười vui tới. Lão cha, ta muốn chết ngươi. Cổ tam thông ôm thật chặt Trác Phàm cái cổ, vui cười liên tục, một mảnh hạnh phúc chi sắc. Trác Phàm cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mặt hiện không màng danh lợi nụ cười. Vân Sương vụng trộm mở mắt ra,
nhìn lấy hai người như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thân cận bộ dáng, không khỏi trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì, hai người bọn họ lập trường khác biệt, vừa mới còn đánh lẫn nhau ngươi chết ta sống, hiện tại làm sao lại thân mật như vậy đâu. Nếu là vốn là quan hệ bọn hắn liền rất tốt, cái kia vừa mới làm gì một bộ như nước với lửa bộ dáng, đánh cho kịch liệt như vậy. Vân Xương lòng này thuần lương thiếu nữ, hoàn toàn không hiểu Trác Phàm cái này kẻ già đời lúc trước hiện trường thiết kế, chỉ là ngơ ngác nhìn hai người một trận vui cười, thân như cha con bộ dáng, ngốc ở. Tựa hồ cũng là chú ý tới Vân Xương cái kia quái dị ánh mắt, Trác Phàm đem Cổ Tam Thông ôm vào trong ngực, khẽ cười một tiếng, giới thiệu nói, Xương Nhi, ngươi còn không biết a, đây là nhi tử ta. Cái gì? Trong mắt nhịn không được lắc một cái, Vân Xương thân thể không khỏi lúc lắc, kém chút bị Trác Phàm nói tới cho đánh ngã. Đường đường hộ long thần vệ, thiên vũ đệ nhất nhân, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông vậy mà là con của hắn. Tin tức này thế nhưng là quá kình bạo, coi như hoàng đế nghe đến, đoán chừng cũng muốn ngốc không thể. Đã bọn họ là cha con, vậy hắn để Cổ Tam Thông đi đối phó Trác Phàm, đây không phải thuần túy có bệnh a. Nói không chừng hai người thì liên thủ, ngược lại đem hắn hoàng thành cho toàn bộ lật tung. Nhìn lấy Vân Xương cái kia một bộ khó có thể tin bộ dáng, Trác Phàm không khỏi cười lắc đầu, đem hai người quan hệ, lại kỹ càng giới thiệu một phen. Đến tận đây, nàng mới biết được, nguyên lai hai người tại nhiều năm trước cũng đã là nghĩa phụ tử. Thế nhưng là, cái kia vừa mới các ngươi. Vân Xương khẽ cau mày, nghi hoặc lên tiếng. Trác Phàm thản nhiên cười, thản nhiên nói, lúc trước ta bất quá đều là thuận theo đại thế, ở trước mặt mọi người diễn chàng hí mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay cái này xuất diễn, ta cùng hoàng đế kia vậy mà không mưu mà hợp. Hoàng đế muốn cho ta trở thành chàng loạn cục này bạo phong nhãn, ta cũng muốn kẻ cầm đầu, mở ra cục diện này. Hai người chúng ta tại cùng một thời khắc động thủ, cũng là vừa vặn. Không phải vậy cũng sẽ không có Vĩnh Ninh ban hôn, còn có nhị hoàng tử cầu hôn hai trận nháo kịch, đồng thời phát sinh chàng diện. Cái gì, người nói vậy cũng là nháo kịch. Mi đầu bất giác lắc một cái, Vân Xương trong lòng hơi hồi hộp một chút nói. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm giải thích nói, thực Vĩnh Ninh ban hôn, rất rõ ràng là hoàng đế đang gây hấn với ta, coi như ta miễn cưỡng tiếp nhận, hắn sẽ còn có hắn sự tình khiêu khích tại ta, chung quy ép được ta trở mặt. Mà nhị hoàng tử hướng người cầu hôn, lại là ta tìm người an bài, thực cũng là tìm một cơ hội, hướng hoàng đế trở mặt. Cứ như vậy, loạn cục mở ra. Các nhà cũng bắt đầu hành động, nhìn như gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là đối mỗi một nhà tới nói lại là tốt nhất cục diện, có thể nói là các đến chỗ. À, thì ra là thế. Vân Xương giật mình lo lắng gật đầu, ngốc một lát, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi vừa mới đối với ta làm. Cũng là diễn xuất, kế hoạch một bộ phận, ngươi chớ để ý. Ta dù sao cũng phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy, ta bão nổi là có lý do. Không phải vậy nhất định sẽ dẫn tới các nhà hoài nghi, tiếp theo kế hoạch sẽ rất khó tiến hành. Trác Phàm không sai gật đầu, sắc mặt bình thản. Vân Xương lại là sắc mặt tối sầm lại, trong lòng bất giác có chút thất lạc. Nguyên bản nàng một mực thanh tâm quả dục, lấy thiên hạ thương sinh phúc lợi vì gia tộc tổ huấn, suốt đời mục tiêu, xưa nay không liên quan đến nhi nữ tư tình. Nhưng là, tại Trác Phàm một hệ liệt yêu thương tấn công mạnh dưới, lại là luân hãm. Nhưng bây giờ, Trác Phàm lại nói cho nàng hết thảy đều là giả, không khỏi để cho nàng một khỏa vừa mới hoài xuân trái tim pha lê, nhất thời nát một chỗ. Nhìn lấy Trác Phàm đối Cổ Tam Thông liên tục chọc cười bộ dáng, Vân Xương chỉ cảm thấy chính mình trong miệng một mảnh đắng chát, trong lòng càng là ngăn không được thất lạc. Cái tên xấu xa này, người coi này là thành một cái trò chơi, ta nhưng là đã coi là thật a. Khẽ cắn một chút môi son. Vân Xương trong nội tâm một mảnh chua xót. Lão cha, xem ra ngươi cùng hoàng thất muốn khai chiến a, thế nhưng là ta lời thề. Tại ngắn ngủi nhất thời gặp lại vui thích về sau, Cổ Tam Thông thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết trong lòng của hắn mâu thuẫn, Trác Phàm bật cười lớn, từ chối cho ý kiến nói, yên tâm đi, tiểu tam tử, ngươi là nhi tử ta, lão tử sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi khi đó lời thề là bảo vệ hoàng thất cơ nghiệp. Ta đáp ứng ngươi, hội lưu lại hoàng thất. Chỉ bất quá, hoàng đế đổi một người mà thôi. À, đúng thế, chỉ cần gia tộc bọn họ không diệt, coi như thiên vũ thay cái hoàng đế làm,
ta cũng không tính làm trái lời hứa. Ha ha ha, lão cha, người thật thông minh, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Cổ Tam Thông bất giác đại hỉ, nhất thời cảm thấy một cỗ giải thoát cảm giác. Vốn là cái này lời thề, chính là lúc trước hắn cùng người Thánh Lâm bắt đầu ý, nghĩ ra được. Bên trong chi tiết, tự nhiên không có nhiều như vậy tinh tế, cũng khắp nơi là lỗ thủng có thể chui. Cổ Tam Thông một mực tính tình trẻ con, không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là chắc phàm cái này kẻ già đời, chỉ là suy nghĩ một lát, liền nghĩ đến phá giải chi pháp. Quản ngươi có cái gì ước định, dù sao ta đều có biện pháp nói chuyện không tính toán gì hết, hắn trước kia thường xuyên làm như vậy, đã sớm xe nhẹ đường quen. Tiểu Tam Tử, gần nhất chịu khổ a, lại dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn đem ngươi gầy. Trác Phàm sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, lập tức xuất ra một thanh thất phẩm dược tài đưa tới, tràn đầy yêu thương chi sắc, hiện tại đến giả cha nơi này, tự nhiên muốn cho ngươi thật tốt bồi bổ. Trác Phàm mỗi lần nhìn thấy Cổ Tam Thông, tất muốn xuất ra chân phẩm dược tài khao một phen, còn muốn cầm hoàng thất cùng mình nơi này đãi ngộ làm sự so sánh, rõ ràng thì có châm ngòi ly gián chi ý, tâm nhưng là chu. Mục đích cũng là từng bước một đem Cổ Tam Thông tâm kéo qua, để hắn giúp mình đối phó hoàng thất lúc, không có bất kỳ cái gì cảm giác áy náy. Ngươi nhìn, người tại bọn họ bên kia, bọn họ một mực ngược đãi ngươi, là người xấu, ngươi đến ta chỗ này đến, ta một mực chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, là người tốt. Ngươi giúp ta đánh bọn hắn, cũng là giúp người tốt đánh người xấu, không có gì có lỗi với bọn họ. Mọi thứ đều có cái so sánh, Trác Phàm tại thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, đã để Cổ Tam Thông đối hoàng thất chán ghét càng sâu, đối với mình càng thêm thân cận. Hoàng đế là không biết a, muốn là hắn biết hai người quan hệ, còn có Trác Phàm dụng tâm hiểm ác lời nói, sớm liền bắt đầu cho Cổ Tam Thông cải thiện thức ăn. Tối thiểu cắn người miệng mềm, đến lúc đó ngươi coi như không giúp ta, cũng không thể đánh ta đi. Cổ Tam Thông là tính tình trẻ con, tự nhiên người nào đối với hắn càng tốt hơn, hắn thì càng hướng về người nào. Hiện tại, Cổ Tam Thông tuy nhiên ăn hoàng thất 300 năm dược tài, nhưng đều là chút nhất nhị phẩm cặn bã dược tài, bị Trác Phàm một trận hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, ngược lại cảm thấy hoàng thất thật tại ngược đãi hắn, lại không có mảy may cảm tình có thể nói. Đến mức lúc trước lời thề, tức thì bị Trác Phàm thay xà đổi cột, biến thành bảo vệ hoàng thất một nhà lưu một cái làm hoàng đế là được, đây cũng là bảo vệ hắn cơ nghiệp không ném, chỉ là không phải khôi lỗ thì không quan trọng. Cổ Tam Thông vui mừng quá đỗi, cầm qua cái kia thanh dược tài liền dồn vào trong miệng, một mặt chắc chắn nói, lão cha, ta về sau thì theo ngươi làm, chỉ cần ngươi lưu nhà hắn một người làm vị hoàng đế này là được. Đó là đương nhiên, Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà dị đường cong. Đến tận đây, Cổ Tam Thông chính thức đánh rơi hoàng thất ràng buộc cùng cái kia quấn quanh ở thân thể lời thề, đầu nhập vào hướng Trác Phàm bên này. Vân Sương gặp này, không khỏi khẽ giật mình, âm thầm tán thưởng, cái này hai đại quái vật liên thủ, Thiên Vũ người nào còn có thể cùng bọn họ địch nổi. Gia Gia hy vọng tựa hồ ngay tại thực hiện, vị này Trác quản gia, thật muốn cải thiên nghịch mệnh. Đúng lúc này, từng tiếng quái khiếu vang lên. Bốn đạo khói đen hướng bọn họ nơi này bay tới, Trác quản gia, chúng ta tới. Chờ bốn đạo khói đen lộ ra thân hình, lại chính là ma sách tứ quỷ bọn họ. Hung sát quỷ đính đính lồng ngực, kiêu ngạo cười to nói, Trác quản gia, ấn ngài phân phó, chúng ta bốn người giả vờ thất bại, thành công mà đem chúng ta cái kia đáng ghét thiếu gia tiểu thư, tất cả đều bán đi, khặc khặc khặc. Ách, có thể đừng có dùng bán chữ à, đây là sách lược. Gương mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm thở dài, sau đó quan sát tỉ mỉ bọn họ một hồi, cười nhạo nói các ngươi không phải giả vờ thất bại, là thật bại đi. Xem các ngươi ở ngực, vết máu còn không có làm đâu. Không khỏi sững sờ, hung sát quỷ cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, nhìn nhìn lại còn lại ba người, bất giác đưa tay tại ba đầu người phía trên hung ác gõ nhất quyền, giận dữ nói các ngươi làm gì không nhắc nhở lão tử, trước khi đến rửa đi. Vừa mới không phải đi ngang qua một cái bờ sông nhỏ sao? Lão đại, chính ngươi không phải cũng không có chú ý tới sao? Ba người có chút ủy khuất, đồng nói. Nghe được lời này, hung sát quỷ càng giận, lại cho bọn hắn một cái bể đầu, mắng, lão tử có thể chú ý tới, còn dùng các ngươi làm cái gì? Ba người gặp này, trên mặt càng thêm phiền muộn. Trác Phàm lại là bất đắc dĩ lắc đầu, đạm mạc lên tiếng tốt,
bại thì bại, nghĩ đến là cái kia áo đen thống lĩnh xuất thủ. Hắn cùng các ngươi có chút giống nhau, thực lực lại tại các ngươi phía trên, bại cũng là chuyện đương nhiên. Trác quản gia, thực chúng ta có thể đánh thắng. Hung sát quỷ còn muốn mạnh mẽ giải thích, Trác Phàm lại là khoát khoát tay, không có vấn đề nói, không có gì, thực sự bại so giả bại tốt, những người kia lại càng dễ tin tưởng. Hiện tại các ngươi đem Sương Nhi đưa về Phong Lâm Thành, tiểu tam tử, chúng ta đi. Ngươi muốn đi đâu, không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Vân Sương quính lên, nói. Bật cười lớn, Trác Phàm lắc đầu, khóe miệng nổi lên một đạo thần bí đường cong, không, ta đi đón hồi chúng ta Lạc gia những cái kia bị giam con tin. Thanh Tùng Thúy Bách, Đình Đài Lâu Các. Một tòa thê lương cô sơn bên trong, bí ẩn lấy một tòa tĩnh mịch trạch viện. Thần toán tử Lãnh Vô Thường, lặng lặng mà ngồi tại hậu viện một chỗ ưu nhã đình nghỉ mát dưới, phẩm tử ngắm cảnh, rất tự tại. Hưu. Đột nhiên, tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, định thần nhìn lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Nhìn thấy vị này lão đối thủ, lão bằng hữu, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, ôm ôm quyền nói, ha ha ha. Xin lỗi, xin lỗi, một đường bị cổ tam thông truy sát, hiện tại vừa mới vứt bỏ, tới chậm, còn mong rộng lòng tha thứ. Ha ha ha, cổ tam thông tuy nhiên chỉ có một thân cậy mạnh, nhưng là muốn từ trong tay hắn đào thoát, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Toàn bộ thiên vũ, đoán chừng cũng chỉ có Trác quản gia có thể làm đến, bội phục bội phục. Lãnh Vô Thường đồng dạng liền ôm quyền, xu nịnh nói. Trác Phàm cười gật đầu, ngược lại nhìn bốn phía, sơn thủy hoa điểu, một mặt cảm thán, đế vương môn cũng là đế vương môn, thế mà tại cách đế đều chẳng qua 10 dặm cô sơn bên trong, còn cất giấu như thế một chỗ ưu nhã biệt viện, vì ngoại nhân chỗ không biết, thật sự là khó được a. Đây là đương nhiên, đế đô tốt xấu lẫn lộn, đủ hạng người đều là tụ tập ở đây, chính là tình báo thứ nhất lưu thông chi địa. Ta đế vương môn lòng mang thiên hạ, tự nhiên muốn ở chỗ này xây cái không muốn người biết bí mật trạm tình báo. Mà lại, Trác quản gia có thể yên tâm, cái này cứ điểm liền xem như hoàng thất thám tử, cũng sẽ không biết, chúng ta đều có thể an tâm tâm tình. Trác Phàm không sai gật đầu, tiếp lấy đi thẳng vào vấn đề, ôm quyền nói, Lãnh tiên sinh, lần này đa tạ ngươi rút đao tương trợ, chắc là đem chúng ta người Lạc gia đều muốn tới tay a, không biết bọn họ hiện ở nơi nào. Nói đến đây, Trác Phàm giả bộ hướng bốn phía xem, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói a, làm sao còn không có gặp bọn họ đi ra. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lãnh Vô Thường lại là mỉm cười cười một tiếng, lắc đầu, Trác quản gia, lúc trước ngươi tìm đến lão phu, để lão phu giúp đỡ, tại ngươi ra chuyện về sau, tìm kiếm nghĩ cách đem người Lạc gia chất toàn bộ muốn tới đế vương môn trong tay, lão phu thế nhưng là tất cả đều làm đến. Cứ như vậy. Ngài sẽ không phải coi ta là địch nhân đi. Đây là đương nhiên. Không sai gật gật đầu, Trác Phàm một mặt kiên định nói, lúc đó ta liền nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm thành chuyện này, chẳng khác nào phía trên ta thuyền. Thế nhưng là, còn có câu nói tiếp theo, không phải sao? Trong mắt tinh quang lóe lên, Lãnh Vô Thường cười khẽ một tiếng, Lãnh mỗ chỉ giúp ngươi làm chuyện này, tiếp đó, Lãnh mỗ vẫn là đế vương môn đại quản gia. Hết thảy lấy đế vương môn lợi ích làm chuẩn. Cho nên cho dù Trác quản gia không đem Lãnh mỗ làm địch nhân, Lãnh mỗ lúc này cũng không thể không còn đem Trác quản gia làm đối thủ lớn nhất. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, bật cười gật gật đầu, không sai, xác thực như thế. Như vậy, Lãnh tiên sinh là muốn cùng hoàng thất một dạng, lấy người Lạc gia chất làm áp chế, tới đối phó ta sao? Làm sao dám? Trác quản gia tính khí, lão phu cũng không phải không biết, bách gia tranh minh lúc thì sớm đã lĩnh giáo qua. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, chọc giận Trác quản gia như thế một vị tuyệt thế cao thủ, tuyệt đối là không khôn ngoan. Nếu thật như thế, chẳng phải liền hoàng thất tâm nguyện, lưỡng bại câu thương, vì người khác làm áo cưới sao? Lãnh mỗ, hội có như thế ngu xuẩn sao? Vậy người ý là, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm lạnh lùng nói. Giao dịch. Lãnh Vô Thường chém đinh chặt sắt, một mặt nghiêm túc, Trác quản gia lúc trước để Lãnh mỗ đem người Lạc gia chất muốn đưa tới tay, chắc là cảm thấy theo đế vương môn muốn người, so theo hoàng thất trong tay cứu người dễ dàng nhiều. Mà tình huống thực tế, cũng xác thực như thế. Như thế cái khoai lang bỏng tay cầm ở trong tay,
chúng ta xác thực không dám đem bọn hắn thế nào, còn phải như cung cấp tổ tông một dạng cung cấp, liền chờ an toàn giao cho Trác quản gia trên tay. Bất quá, thì dễ dàng như vậy cho Trác quản gia, chúng ta là không phải trắng trắng xuất lực, vậy cũng quá thua thiệt đi. Cho nên, còn mời Trác quản gia xuất ra một vật đến trao đổi. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn xem trên người mình, đứng lên đi một vòng, thản nhiên nói, thứ gì, chính mình chọn đi, liền xem như mặt mũi, tình cảm sâu đậm, trinh tiết cũng tùy tiện ngươi lấy đi. Cái này ba món đồ, ngươi có sao? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến cười cười. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm mi đầu một lập, trách mắng, người nào nói không có, chỉ ít trinh tiết, lão tử mấy chục năm như một ngày, còn một mực bảo lưu lấy. Không khỏi bật cười một tiếng, Lãnh Vô Thường bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, chân thành nói, Trác quản gia, xin ngươi đừng nói đùa. Chúng ta liền muốn ngươi một kiện đồ vật, chỉ cần ngươi giao ra, lạc ra tất cả mọi người, chúng ta an an toàn toàn giao cho trên tay ngươi, sẽ không thất lời. Nếu là ngươi không chịu lời nói, xin lỗi, chúng ta bắt ngươi cũng không có cách, ngươi muốn cứu người, cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Chúng ta cứ như vậy một mực hao tổn, chờ hoàng thất tin chiến thắng chuyển đến, cùng một chỗ bị bọn họ tận diệt a, sau cùng nếu không đồng quy vu tận. Cái này đồ vật trọng yếu như vậy, là cái gì a, ta có sao? Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Trác Phàm mi đầu thật sâu nhăn lại đến, trong lòng lẫm liệt. Hắn nhìn Lãnh Vô Thường nói tới không giống làm bộ, cái này đồ vật tựa hồ thật đối bọn hắn rất trọng yếu, cho nên tại thà rằng cá chết rách lưới cũng muốn lấy được. Chính hầu như là, người tàn tật liền thành quỷ. Chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra, hắn có đồ vật gì, có thể có trọng yếu như vậy tác dụng. Thật sâu hít một hơi, Lãnh Vô Thường nhìn chằm chằm hắn, gần từng chữ một, Bồ Đề Tu Căn. Trác Phàm sững sờ, kêu lên sợ hãi. Lãnh Vô Thường gặp, chặn lại nói, Trác quản gia hẳn là sẽ không nhớ rõ a, 8 năm trước đại náo Hoa Vũ lâu lúc, thuận tiện đoạt các nàng bát phẩm linh dược, Bồ Đề Tu Căn. Mời ngươi đem cái này đồ vật giao cho lão phu lập tức thả người. Thế nhưng là, thứ này không tại trên người của ta, nếu không, ta lấy hắn bát phẩm linh dược cho ngươi đi. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói. Hung hăng lắc đầu, Lãnh Vô Thường một mặt vẻ kiên định, không, chúng ta liền muốn Bồ Đề Tu Căn, hắn liền xem như cửu phẩm thập phẩm linh dược, chúng ta cũng không hiếm có. Nhìn lấy cái kia kiên định như vậy chi sắc, Trác Phàm không khỏi sửng sốt, sắc mặt quỷ dị, nghi nói, cái này Bồ Đề Tu Căn, có trọng yếu như vậy sao? Ta nhiều bồi ngươi mấy món bát phẩm linh dược, còn không được. Không, đương nhiên không được. Thở dài, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ nói, bây giờ như là đã đến các đại thế gia sau cùng chiến đấu thời khắc, lão phu cũng liền không dối gạt Trác quản gia ngài. Biết vì sao chúng ta nhìn chằm chằm vào Hoa Vũ lâu không thả sao? Không phải là bởi vì các nàng là một đám nữ nhân lo liệu việc nhà, thực lực yếu nhất, cũng là bởi vì trong tay các nàng, nắm giữ lấy các đời tương truyền bí bảo, Bồ Đề Tu Căn, đây là chúng ta nhất định phải được đồ vật. Nếu không mà nói, chúng ta đế vương môn muốn phát triển thế lực, đều có thể trước theo thế gia khác tới tay, làm gì vẻn vẹn nhìn chằm chằm đám kia đàn bà, lưng lên một cái khi dễ nữ nhân ô danh, khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm gặp hắn không giống nói dối, không sai gật đầu, nhưng cũng liên tục cười khổ, Lãnh tiên sinh, ta cũng cùng ngài ăn ngay nói thật đi. Ngài muốn hắn đồ, vật không quan trọng, nhưng cái này Bồ Đề Tu Căn, còn thật không tại ta trên tay. Lúc trước ta cướp đi cái kia đồ chơi, cũng là một cái chướng nhãn pháp, thay Hoa Vũ lâu dẫn đi đế vương môn tầm mắt, thực vật kia sớm đã còn trở về, không phải vậy chúng ta làm sao có thể sẽ kết làm đồng minh, ngươi sẽ cùng đoạt ngươi đồ vật người kết minh sao? Không khỏi khẽ giật mình, Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thở dài, quả là thế, thực lão phu từ lâu đoán được, bất quá hôm nay được đến Trác quản gia xác nhận, cũng coi là chứng thực cái suy đoán này. Bất quá dù vậy, lão phu còn phải hướng Trác quản gia đòi hỏi cái này một vật kiện. Làm gì hướng lão tử đòi hỏi, người tìm Hoa Vũ lâu đi a. Trong mắt chừng một cái, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Cười nhạo lấy lắc đầu, Lãnh Vô Thường thở dài, chúng ta chằm chằm Hoa Vũ lâu nhiều năm như vậy, đều không muốn tới, các nàng đối đãi cái kia Bồ Đề Tu Căn,
so với các nàng mệnh đều trọng yếu, thì coi như chúng ta đem toàn bộ Hoa Vũ lâu cầm xuống, đoán chừng cũng không tìm tới. Nhưng Trác quản gia ngươi không giống nhau, ngươi cùng các nàng là minh hữu, ngươi đi lời nói. Ngươi là để cho ta đi lừa gạt đi ra. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm hừ lạnh lên tiếng, ngươi cũng nói các nàng là chúng ta minh hữu, lão tử muốn làm ra loại sự tình này lời nói, Lạc gia lập tức liền sẽ tín dự đại mất, bị bọn họ ba nhà vứt bỏ, rơi vào cô lập, bị các ngươi vây công. Lãnh tiên sinh, thật sự là một hòn đá ném hai chim kế hay a. Ha ha ha, lão phu không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần muốn có được bồ đề tu căn mà thôi. Khẽ vuốt một chút chòm râu, Lãnh Vô Thường dương dương tự đắc, dù sao điều kiện đã mở ra, có nguyện ý hay không đi làm là ngươi sự tình. Chung quy người trong tay chúng ta, ngươi chừng nào thì đến đổi người, đều theo ngươi. Cái này dù sao cũng so ngươi theo hoàng thất trong tay cứu người, muốn dễ dàng nhiều a. Tốt, ngài lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Lãnh Mỗ trước cáo từ. Chờ ngươi cầm tới đồ vật, lại đến tìm Lãnh Mỗ đi. Lãnh Vô Thường vung phất ống tay áo, đột nhiên rời đi. Trác Phàm thì là song quyền nắm chặt, ánh mắt híp lại, quay người lại, biến mất bóng người. Nơi này, lần nữa biến đến cô lạnh u tĩnh. Bạch, cách cái kia trạch viện bên ngoài một dặm trong rừng rậm, Trác Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện, chỗ đó, Cổ Tam Thông chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một cái cây đầu cành phía trên, nhìn thấy Trác Phàm trở về, không khỏi vui vẻ nói, lão cha, ngươi trở về. À, không phải nói mang những tên kia trở về à, làm sao chỉ một mình ngươi? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão hồ ly này, cho lão tử ra điều kiện mới thả người. Hận hận mắng một tiếng, Trác Phàm vừa nhìn về phía Cổ Tam Thông nói, đối tiểu tam tử, đại tiểu thư những người kia ngươi chắc là đều biết, lỗ mũi của ngươi không phải rất linh à, nhìn một chút vùng này có hay không bọn họ mùi vị. Cổ Tam Thông gật đầu một cái, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo hơi hơi lắc một cái, liền bỗng nhiên hít một hơi, nhắm mắt tĩnh tâm cảm thụ lấy mỗi một đạo khí tức phân biệt. Nhưng là sau cùng, Cổ Tam Thông vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, lão cha, phạm vi ngàn dặm bên trong đều không có bọn họ tung tích. Lão già này thật là đầy đủ cẩn thận, sợ lão tử tìm tới bọn họ, thế mà liền con tin đều không mang tới phụ cận, căn bản thì không nghĩ tới ở trước mặt đem con tin giao cho lão tử. Trác Phàm thở phì phò giận mắng một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật lâu, mới thở dài ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định tốt, lão tử cái này đi Hoa Vũ lâu, đem vật kia lấy tới. Bất quá khoản nợ này, lão tử ghi lại, hừ. Giận hừ một tiếng, Trác Phàm đạp chân xuống, lăng không bay lên. Cổ Tam Thông gặp, cũng hóa thành một đạo hồng quang, vội vã đuổi theo. Đến tận đây, hai đại quái vật hướng Hoa Vũ lâu phương hướng bay thật nhanh. Chính chạy bọn họ bảo bối, bồ đề tu căn mà đi. Hoa Vũ lâu, một đám thanh xuân nữ tử, gặp nạn. Siêu siêu, trăng sáng cao chiếu, trăng sáng sao thưa, hai đạo bóng đen, qua lại mạnh như thác đổ ở giữa. Chờ hiện ra thân hình, chiếu rọi tại cái kia ánh trăng trong ngần dưới, lại chính là Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai người. Đi qua hơn hai tháng bay thật nhanh. Hai người rốt cục đi vào Hoa Vũ lâu tổng bộ, Hoa Vũ thành chỗ. Đối với trở lại chốn cũ, Trác Phàm là cảm khái rất nhiều, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng là, lần trước hắn tới chỗ này cũng là làm ăn trộm, lần này vẫn là làm ăn trộm, trộm vẫn là cùng một kiện đồ vật. Nếu không phải Vân Huyền Cơ đã sớm nói cho hắn biết, hắn đã nhảy ra thiên mệnh bên ngoài lời nói, hắn bất đắc dĩ vì đây là thượng thiên đang chơi hắn không thể. Lão cha! Không phải liền là tìm đến một kiện bát phẩm linh dược a. Ta trực tiếp nhất quyền đánh nát nó, chúng ta chậm rãi tìm không là được. Làm gì đợi đến vào đêm, lén lén lút lút chạy tới, thực sự có hại ta quang huy hình tượng a. Cổ Tam Thông thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm lại là bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, tiểu tam tử, ngươi biết cái gì, muốn là dễ dàng như vậy tìm tới lời nói, cái kia đế vương môn đã sớm đem nơi này mang ra. Hoa Vũ lâu nữ nhân a, đều là một đám xương cứng, còn đặc biệt cẩn thận, nếu không phải các nàng tự nguyện. Các nàng giấu đồ vật, người tìm tám đời cũng không tìm tới. Huống hồ, ta còn không muốn cùng các nàng vạch mặt. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm ai thán một tiếng, nhìn về phía cái kia đèn đuốc sáng trưng cao ốc, trong mắt một mảnh giật mình lo lắng,
tựa hồ lại nghĩ tới một chút chuyện cũ giống như. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Cổ Tam Thông sâu xa nói, đã không muốn cùng các nàng trở mặt, lại muốn buộc các nàng nói ra bảo tàng chỗ, cái này sao có thể. Hắc hắc hắc, thằng nhãi con, ngươi không biết cha ngươi gần nhất lại học được bản sự A, liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Nói, Trác Phàm liền đột nhiên một bước bước, lăng không bay lên, sau lưng Lam Hải mị ảnh rực bỗng dưng mở rộng ra đến, sâu hào quang màu xanh lam cùng cái kia ánh trăng trong ngần lẫn nhau chiếu rọi, óng ánh khắp nơi. Chính đang đi tuần hoa vũ lâu đệ tử, đột ngột thấy bầu trời một mảnh dị quang mây ngũ sắc, ào ào ngước đầu nhìn lên, mục đích hiện kinh hãi. Đúng lúc này, Trác Phàm hai cánh mở ra, lăng không vỗ, từng đạo lam vận ánh sáng như lụa mỏng đồng dạng rơi xuống, những đệ tử kia bị cái kia quang huy bao phủ, nhất thời liền hoa mắt thần mê, trong nháy mắt té xỉu đi qua. Trác Phàm cứ như vậy tại hoa vũ lâu trên không bay lượn một vòng, đem cái kia mị ảnh ánh sáng màu lam phổ hàng khắp nơi, chỗ có hoa vũ lâu đệ tử liền cùng nhau bị huyễn cảnh mê thần, ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. 3. Môn bên ngoài truyền đến một tiếng vang nhỏ, nghe là thân người tiếng ngã xuống đất âm. Mỗ mỗ trong phòng ngay tại nín hơi tu luyện, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa. Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì sao? Không có âm thanh, chỉ có một mảnh vầng sáng xanh lam tại cửa sổ lóe lên liền biến mất. Mỗ mỗ trong lòng nghi hoặc, đứng dậy hướng phía cửa đi tới, trong lòng mang theo cảnh giác. Thế nhưng là, khi nàng mở ra cánh cửa trong tích tắc, ông một tiếng, một trận không gian ba động, mỗ mỗ thân thể nhìn không được lắc một cái, lại là cũng không có cái gì dị thường. Đi vào ngoài cửa, hướng bốn phía nhìn xem, hết thảy gió êm sóng lặng, chỉ là thay nàng đem cửa hoa vũ lâu đệ tử Tiểu Ngọc, lại là không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này chạy đến nơi đâu? Mỗ mỗ trong lòng nghi hoặc, thì thào lên tiếng. Đúng lúc này, một đạo kinh hô lại là nương theo lấy từng tiếng gấp rút cước bộ, cấp tốc truyền đến, mỗ mỗ, không tốt, bồ đề tu căn bị cướp. Mỗ mỗ giật mình, thả mắt nhìn đi, lại chính gặp Thanh Hoa lâu chủ mang theo một đám đệ tử, vô cùng lo lắng hướng nàng nơi này chạy đến cùng chuyện gì xảy ra, người mau nói. Bồ đề tu căn giấu bí ẩn, không người có thể biết rõ, làm sao có thể bị cướp. Mỗ mỗ, là thật, người kia người khoác hắc bào, trong tay cầm chính là bồ đề tu căn, đã đào tẩu, ta chính để đệ tử đuổi theo. Thanh Hoa lâu chủ thở không ra hơi hô lên, đầy mặt lo lắng. Mỗ mỗ vội vàng khoát khoát tay, tiếp tục nói, ngươi đừng vội, ngươi thấy rõ ràng à, thật sự là bồ đề tu căn, vẫn là người kia làm đến giấu đầu lòi đuôi kế sách. Vì cũng là moi ra giấu bồ đề tu căn chỗ. Mỗ mỗ, đó là thật, ta tận mắt thấy. Mà lại, ta cũng đi y học Tây Tạng chỗ đó quả nhiên bị mở ra. Thanh Hoa lâu chủ lo lắng vạn phần, hoàn toàn không giống như là giả. Mỗ mỗ khẽ gật đầu, chặn lại nói. Vậy còn chờ gì, nhanh mang ta đi nhìn xem. Nói, mọi người liền cùng một chỗ bảo vệ lấy nàng, hướng nơi xa bước đi. Chỉ là, các nàng sau lưng, lại một mực theo một bóng người. Mà ở trong mắt người này, phía trước đi tới chỉ có mỗ mỗ một người, nhưng cũng không có hắn đệ tử đi theo, càng không có Thanh Hoa lâu chủ làm bạn. Dưới chân hắn, thì là té xỉu hoa vũ lâu đệ tử, Tiểu Ngọc. A, lão cha! Phụ nhân kia tại mộng du à, làm sao luôn luôn nói một mình, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấy. Cổ Tam Thông một hồi đi vào mỗ mỗ trước mặt lắc lắc tay, một hồi tại trước người nàng chợt tới chợt lui, nghi ngờ nói. Phải đồng tử bên trong lóe ba đạo vòng vàng, Trác Phàm cười lạnh nói, đây chính là lão tử không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Hiện tại nàng tại ta huyễn ảnh không gian bên trong, hết thảy đều là huyễn cảnh, nhưng là nàng cũng sẽ không phát giác. Cứ như vậy, nàng liền sẽ theo huyễn cảnh, mang bọn ta tìm tới bồ đề tu căn chỗ. Đến lúc đó chúng ta lấy thuốc, lại đem nàng đánh bất tỉnh, không có ai biết là chúng ta làm. Sau cùng cái này bồ đề tu căn tại đế vương môn xuất hiện, các nàng tự nhiên đem khoản nợ này tính tới đế vương môn trên đầu, cùng chúng ta càng không có quan hệ gì, chúng ta còn là bạn tốt a, hắc hắc hắc. Lão cha, ngươi nhưng là cực kỳ âm hiểm a, bất quá. Người con mắt này cũng là man nghiêu bức, rất lâu không thấy, thế mà đều đã chạy đến tầng thứ ba. Cổ Tam Thông đùa cười một tiếng, tại mỗ mỗ trước mặt làm lấy mặt quỷ, hiển thị rõ như con trẻ.
Trác Phàm cũng là cười một tiếng, mặc hắn đi náo, thỉnh thoảng còn thêm chút đề điểm nói, tiểu tam tử, người nhìn lão thái bà này, thật sự là không đơn giản. Chính mình đi ở cạnh hậu vị đưa, khóe mắt liếc qua vẫn còn đang đánh lượng người trước mặt tốc độ, có phải là hay không đến chỉ định vị trí phương hướng, sợ có người giả mạo chính mình đệ tử, lừa gạt đến các nàng hoa vũ lâu bí mật. Bất quá đáng tiếc a, tại cái này trong ảo cảnh, tất cả mọi người lời nói cử chỉ, đều là theo nàng ở sâu trong nội tâm sinh ra, làm sao có thể có sơ hở lộ ra. Cho nên nàng coi như lại thế nào cẩn thận, cũng phải lên cong. Cổ Tam Thông không sai gật đầu, đi theo Trác Phàm bên người, thở dài, những người này tâm cơ quá nặng, muốn là ta lời nói, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cũng bởi vì ngươi không có nghĩ nhiều như vậy, mới bị một cái lời thề trói buộc hơn 300 năm. Những người này tuy nhiên thực lực không bằng ngươi, nhưng từng cái đa mưu túc trí, đáng giá ngươi học cả một đời. Trác Phàm đều cười ra tiếng, không coi ai ra gì. Cổ Tam Thông lại là từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn có một đôi thiết quyền, coi như không có nhiều như vậy lòng dạ, người nào lại dám tùy tiện chọc hắn. Rốt cục, Mỗ Mỗ mang theo hai người tới một vũng đầm nước trong veo một bên, ấn quyết trong tay kết động, nhưng nghe một tiếng yêu kiều vang lên, đột nhiên hướng trong ao nhất chỉ. Cái kia hồ nước liền bỗng nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn, hướng bên cạnh thối lui, đồng thời một cái thâm thúy sơn động hiển hiện ra. Bên ngoài có một cái cao ba trượng cửa lớn. Khỏa khỏa đồng đính khảm vào bên trong, lại là một phen độc môn thủ quyết về sau, mới ầm ầm mở ra. Trác Phàm gặp này, không khỏi giật mình. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này bồ đề tu căn vậy mà lại bị giấu đến trong nước, nếu không phải hôm nay dùng huyễn cảnh mê hoặc lão thái bà này, ai có thể nghĩ tới ở chỗ này tìm. Đón lấy, ba người liền chậm chậm đi vào cái sơn động này, trung gian tự nhiên còn có các loại cơ quan bẫy dập, trận pháp bố cục. Nhưng có Mỗ Mỗ mở đường, ba người tất nhiên là một đường thông suốt không chắn. Đến sau cùng, đi vào sơn động tận cùng bên trong nhất lúc, chỗ đó để đó một khối đài vuông, phía trên bày biện một cái hộp nhỏ. Cầm lấy hộp nhỏ mở ra, lại chính là bồ đề tu căn không thể nghi ngờ, cái kia cỗ xanh biếc mùi thơm ngát, Trác Phàm vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tới tay, ánh mắt sáng lên, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông liếc nhau. Hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng là Mỗ Mỗ thân ở huyễn cảnh, mở hộp ra xem xét, ở trong mắt nàng lại là trống rỗng, không khỏi nhất thời thân thể lắc một cái, cả kinh lạnh không ngã xuống hai bước, sắc mặt trong nháy mắt thì rất trắng lên, thật. Thật không thấy. Lão cha, mê đi nàng đi. Cổ Tam Thông khẽ vươn tay, đem cái hộp kia cầm vào tay, Mỗ Mỗ thân ở huyễn cảnh, cũng không có phát giác. Trác Phàm thở dài. Hơi hơi gật gật đầu, nâng lên một tay, liền phải đem nàng đánh ngất xỉu. Mỗ Mỗ, xin lỗi. Thế mà, còn không đợi hắn xuất thủ, Mỗ Mỗ lại là bỗng nhiên khóc lóc lên, than thở khóc lóc, Khuynh Thành A, ta có lỗi với ngươi. Ngươi trước khi đi dặn dò ta chăm sóc tốt hoa vũ lâu, kết quả lão thân liền bổn lâu chấn lầu chi bảo đều mất. C-K-I-T, T-T, nện quyền kế tiếp, bỗng nhiên đình chỉ. Trác Phàm trong mắt kinh nghi bất định. Sở Khuynh Thành không phải một mực tại bế quan a, làm sao, nàng đi. Mỗ Mỗ, ngài khác khổ sở, Khuynh Thành nàng chỉ là tạm thời rời đi, nhất định sẽ trở về. Trong ảo cảnh, Thanh Hoa lâu chủ lệ nóng tràn đầy, Trần An nói. Mỗ Mỗ lại là lắc đầu, đau lòng nhức óc, sẽ không, nàng sẽ không trở về. Lúc trước vì cứu Thiết gia tiểu nha đầu kia, nàng cùng Huyền Thiên Tông Tông chủ định ra hiệp ước. Nàng tình huống ta biết, cái kia Huyền Thiên Tông chủ muốn làm gì, ta cũng rõ ràng, nàng cũng sẽ không trở lại nữa a. Chỉ là, ta liền nàng sau cùng tâm nguyện cũng thủ không được. Mi đầu nhịn không được run run, Trác Phàm trong lòng siết chặt, kinh ngạc không thôi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc trước cứu Ngưng Nhi viên kia định hồn châu, ở đâu là hoa vũ lâu dạng này thế tục gia tộc có thể nắm giữ đến. Nhất định là Sở Khuynh Thành cùng cái kia Huyền Thiên Tông Tông chủ đạt thành một loại hiệp nghị, mới có thể mượn đến. Thì cùng lúc trước, hắn cùng Ma Sách Tông Tà Vô Nguyệt ký kết khế ước bán thân một dạng. Thế nhưng là nàng vì sao muốn làm như thế? Phải cứu Ngưng Nhi, là hắn Trác Phàm sự tình, cùng với nàng Sở Khuynh Thành không có bất cứ quan hệ nào a, cần gì phải hy sinh chính mình tuổi già. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong lòng bỗng nhiên đau xót. Giơ cánh tay lên hơi hơi run run động một cái,
lại là làm sao cũng chụp không được đi. Lão cha, ngươi làm sao? Muốn là ngươi không xuống tay được, ta thay ngươi phía dưới. Cổ Tam Thông gặp Trác Phàm bỗng nhiên dừng thân hình, chậm chạp bất động, không khỏi thay hắn hướng Mỗ Mỗ cái cổ vỗ xuống. Ba, vung tay lên, đem Cổ Tam Thông cánh tay bắt lấy, Trác Phàm tròng mắt hơi co lại, không biết tại suy nghĩ cái gì, Cổ Tam Thông cũng là một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Bạch, phải đồng tử ba đạo vòng vàng biến mất không thấy gì nữa, huyễn không lĩnh vực không có, Mỗ Mỗ theo huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn đến Trác Phàm hai người, lại là giật mình. Lại nhìn về phía trong tay hắn Bồ Đề Tu Căn, càng là đầy mặt hoảng sợ, Trác Phàm, chúng ta là minh hữu, ngươi vì sao muốn? Mỗ Mỗ, thiên hạ lập tức sẽ loạn, đem Hoa Vũ Lâu người đều chuyển qua Lạc gia đi thôi, ta cam đoan các ngươi không có việc gì. Đến mức Bồ Đề Tu Căn, ta lấy đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm kéo một phát Cổ Tam Thông, phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Mỗ Mỗ một người, một mặt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Đồng dạng đầy đầu nghi hoặc, còn có Cổ Tam Thông, lão cha, sau cùng ngươi làm sao hiện thân? Không muốn lừa dối, Trác Phàm chỉ là thở dài một tiếng, liền cùng Cổ Tam Thông cùng một chỗ hướng xa xôi không trung bay đi. Bạch, một cái lắc mình, thâm sơn trong rừng rậm, một tòa cao lớn khí phái trạch viện phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao ngạo bóng người. Tóc trắng phơ, nghênh phong phất phơ, hiển thị rõ lãnh ngạo bá khí. Trước cửa hai tên thiên huyền cảnh cao thủ nhìn thấy người này, trong lòng cả kinh, không dám thất lễ, nhanh chóng vội vàng khom người bái nói, xin hỏi các hạ, cũng là Trác quản gia sao? Không có xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm chỉ là phóng nhãn nhìn sang cái này tòa đình viện, đạm mạc lên tiếng, các ngươi đế vương môn bí ẩn cứ điểm còn không ít a, nơi này thế mà cũng có một tòa. Lãnh Vô Thường đây, dẫn ta đi gặp hắn. Một tháng trước, Trác Phàm cầm tới Bồ Đề Tu Căn về sau, thì truyền ngọc giản nói cho Lãnh Vô Thường, để hắn chuẩn bị giao dịch. Kết quả hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, lúc này lân cận tìm một chỗ điểm liên lạc liên hệ. Bây giờ trước mắt cái này tòa trạch viện, cách Hoa Vũ Thành cũng không xa, cũng liền trăm dặm mà thôi. Hắn không cần một canh giờ công phu, liền có thể đuổi tới. Bất quá Lãnh Vô Thường cước trình chậm, muốn phí chút thời gian, cho tới bây giờ mới có thể gặp mặt. Lãnh tiên sinh sớm đã chờ đã lâu, mời Trác quản gia đi theo ta. Thiên huyền cảnh cao thủ, tại các đại thế gia đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão, bị người tôn sùng. Nhưng là tại Trác Phàm trước mặt, bọn họ có thể bày không nổi dáng điệu, chỉ có thể khom người gật đầu một cái, phía trước dẫn đường. Trác Phàm thì là dập khuôn từng bước, theo ở phía sau. Xuyên qua từng đạo đình đài lâu các, đường hẹp quanh co, cuối cùng tại một chỗ hậu hoa viên nhìn thấy Lãnh Vô Thường bóng người. Nhìn đến Trác Phàm cái kia lạnh lùng ánh mắt hướng nơi này quăng tới, Lãnh Vô Thường bất giác xa xa ôm một cái quyền, cười to lên, ha ha ha. Trác quản gia cũng là Trác quản gia, Hoa Vũ Lâu trấn lầu chi bảo nhanh như vậy liền đến tay, bội phục bội phục. Hừ, thiếu dùng bài này, người chắc là đã sớm ngờ tới a, cho nên một mực đi theo lão tử đằng sau. Không phải vậy lời nói, lão tử theo đế đô toàn lực chạy tới Hoa Vũ Thành, đều muốn hai tháng công phu, người nhà thế mà một tháng không đến liền đến. Trác Phàm vẫy vẫy tay, khinh thường bĩu môi, trực tiếp đi vào trước mặt hắn. Bật cười lớn, Lãnh Vô Thường gật gật đầu, cũng không giấu giếm, ha ha ha. Không sai, từ Trác quản gia lên đường về sau, lão phu cũng đang toàn lực hướng chỗ này đuổi. Bởi vì lão phu thủy chung tin tưởng, lấy Trác quản gia thủ đoạn, chỉ là một kiện Bồ Đề Tu Căn, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, cho nên không dám chậm trễ chút nào. Để tránh chậm trễ giao dịch, để Trác quản gia vì từ trên xuống dưới nhà họ Lạc lo lắng lâu ngày, cái kia thực sự sai lầm a. Ngươi đừng làm bộ dạng này, ta nhìn ngươi là một khắc cũng chờ không, muốn lấy được cái này Bồ Đề Tu Căn đi. Cười lạnh, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một cái tinh xảo hộp gỗ, vuốt vuốt nơi tay, chỉ là ta vẫn không hiểu, vì sao các ngươi đế vương môn sẽ như thế vội vàng được đến cái đồ chơi này, nó không phải liền là cái liệu thương rượu dược sao. Trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, Lãnh Vô Thường nhìn về phía cái hộp gỗ, ít có lộ ra trắng trợn vẻ khát vọng, run rẩy tiếng nói, Trác quản gia, điểm ấy ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi giao nó cho lão phu,
lão phu tự sẽ thả Lạc ra cả đám người, cứ như vậy, chúng ta giao dịch coi như thành. Còn hắn sự tình, ngài nhưng không nên hỏi đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là khóe miệng một phát, cười lạnh thành tiếng, nói đúng, một trận tầm thường giao dịch mà thôi, ta quản ngươi dùng nó làm gì. 3. Một tiếng vang giòn, hộp mở ra, lộ ra bên trong xanh biếc thấm hương một đoạn rễ cây. Cái kia cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, để Lãnh Vô Thường chỉ là thấy một lần, liền cảm xúc bành trướng, bộ ngực chập trùng, lại cũng khó có thể ức chế trong lòng kích động. Người đâu? Trác Phàm lạnh lùng nói. Liếm liếm hơi khô chát bờ môi, Lãnh Vô Thường thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, mới vuốt râu cười cười nói, Trác quản gia, ngài bản sự thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Muốn là lão phu hiện tại đem người giao cho ngươi, người ngươi mang đi, từ không nói chuyện nói, chỉ sợ liền thứ này cũng muốn cùng nhau đoạt lại. Đến lúc đó lão phu, nhưng là ngăn không được ngươi. 3. Lại là một tiếng vang giòn, Trác Phàm lúc này đem hộp che lại, nhìn về phía Lãnh Vô Thường trên mặt, đã là lộ ra một tia không tốt, Lãnh tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cầm đồ vật, còn không muốn thả người sao? Không không không, ngài đừng hiểu lầm ta ý nghĩ. Lão phu không nói không thả, chỉ là không thể tại chỗ giao cho ngươi thôi. Chỉ vì Trác quản gia thực sự quá nguy hiểm, lại trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lão phu không thể không phòng một tay. Vội vã khoát khoát tay, Lãnh Vô Thường nhạt cười ra tiếng, thực không dám giấu giếm, thực Lạc ra mọi người, lão phu sớm đã kém người đem bọn hắn đưa về Phong Lâm thành phụ cận. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, lão phu truyền tin Ngọc Giản vừa đến, bọn họ lập tức thả người, tuyệt không dám có chút khó xử. Cộc cộc, cộc cộc. Mí mắt hơi hơi run run động một cái, Trác Phàm nhẹ gõ nhẹ cái bàn, tỉ mỉ suy nghĩ, thật lâu mới lẩm bẩm nói, nếu là ta đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi lại cho ta leo cây lời nói. Không dám không dám, từ khi gặp qua các hạ tại Thú Vương Sơn nhất chiến về sau, lão phu nhưng là tuyệt không còn dám tùy tiện chọc giận ngươi. Nói thật, so với hiện ở tâm cơ khó lường, từng bước tính kế Trác quản gia tới nói, lão phu càng sợ liều lĩnh, điên cuồng báo thù Trác quản gia a. Cái kia đối với mọi người, người nào đều không có chỗ tốt. Lãnh Vô Thường vội vàng khoát khoát tay, trong mắt còn lóe ra dị thường vẻ kiêng dè, tựa hồ lại nghĩ tới Trác Phàm tại Thú Vương Sơn lần kia cử động điên cuồng đồng dạng. Lần nữa trầm tư một lát, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, gật đầu một cái, tay đẩy, liền đem cái hộp kia đẩy đến Lãnh Vô Thường trước mặt, quát lạnh nói, hy vọng Lãnh tiên sinh, chớ có nói không giữ lời. Vội vã đem cái hộp kia cầm trong tay, run rẩy mở ra, lần nữa cảm thụ một phen cái kia cỗ xanh biếc cùng thấm hương về sau. Lãnh Vô Thường mới liên tục không ngừng gật đầu, thuận tay xuất ra một đạo ngọc giản nói, Trác quản gia yên tâm, Lãnh mỗ luôn luôn nói được thì làm được. Tiếng nói vừa dứt, liền đánh ra một cái thủ quyết, trong tay hắn cái kia đạo ngọc giản, cũng thuận thế bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt không thấy tăm hơi. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm mới khẽ gật đầu, đứng dậy, đã giao dịch đã hoàn thành, cái kia Trác mỗ như vậy cáo từ. Ta còn đến trở về xem một chút đại tiểu thư bọn họ phải chăng an toàn trở về, nếu là bọn họ có người, dù là có một chút tổn thương lời nói. Hừ hừ hừ, Lãnh tiên sinh, chúng ta Tỏa Long thành gặp đi. Nói xong, Trác Phàm liền xoay người một cái, lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Lãnh Vô Thường một người, kinh ngạc nhìn đứng ở chỗ này, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nói hắn hoàn toàn thực hiện ước định, cũng không có thương tổn người Lạc gia, nhưng Trác Phàm cái kia đạo lạnh lẽo nụ cười, nói ra mỗi một câu uy hiếp lời nói, lại là để bất kỳ người nào nghe, đều ngăn không được trong lòng run sợ. Cho dù là Lãnh Vô Thường, cũng không ngoại lệ. Tựa hồ liền xem như không thẹn với lương tâm người, gặp Trác Phàm, cũng có thể bị hắn dọa đến tâm hỏng lên. Ai, thật sự là đầu danh bộ thực hung thú a. Cỗ này uy nghiêm, thiên hạ to lớn, không phải người bình thường có thể có. Lãnh Vô Thường lắc đầu cảm thán, liên tục cười khổ. Đúng lúc này, một đạo thô kệch thanh âm lại là đột nhiên vang lên, Lãnh tiên sinh, Bồ Đề Tu Căn tới tay sao? Chuyển mắt nhìn đi, lại chính gặp đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chẳng biết lúc nào, đã theo đường nhỏ đi tới. Lãnh Vô Thường nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, đem cái kia hộp gỗ cung kính trình lên nói, chúc mừng môn chủ. Đồ vật đã tới tay.
đem hộp cầm qua, mở ra xem, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc này tròng mắt lắc một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười to lên, ha ha ha. Tốt, cứ như vậy, bản môn chủ liền có thể luyện thành địa giai vũ kỹ, cửu long kim cương thân. Không sai, môn chủ, chúng ta bây giờ tại thế lực phía trên, yếu tại hoàng thất, nhưng mạnh hơn Lạc gia. Thế nhưng là tại tuyệt thế cao thủ phía trên, lại không bằng bọn họ như thế đỉnh phong. Hoàng thất có cổ tam thông, Lạc gia có Trác Phàm, đều là vạn phu mạc địch quái vật tồn tại. Muốn đoạt lấy thiên hạ này, tất đánh bại hai người này mới được, nếu không nhất định hậu hoạn vô cùng. Bây giờ môn chủ có thể luyện thành cửu long kim cương thân, quả thật như hổ thêm cánh, thiên hữu ta đế vương môn A. Lãnh Vô Thường ôm một cái quyền, một mặt kích động. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng là đầy mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, thở dài, ai, đáng tiếc, cửu long kim cương thân tất yếu chín đạo long hồn tề tụ, phương thành mạnh nhất thể phách. Riêng là sau cùng long hồn ngưng tụ, đột phá hóa hư, càng phải cửu long quy nhất mới được. Nhưng bây giờ bên trong một đạo long hồn, lại là trong tay Trác Phàm, quả thực khá là đáng tiếc. Lãnh tiên sinh, ngài bàn điều kiện lúc, vì sao không cho hắn đem long hồn cũng cho trả về đâu? Môn chủ, ngài thì thỏa mãn đi, tiểu tử kia tính khí ngài cũng không phải không biết, nếu là chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, ép hắn bão nổi, hiện tại chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, một khi cùng hắn đấu, đây không phải là tự tìm suối quẩy a. Lại nói, địa mạch long hồn mãnh liệt cuồng bạo, liền năm đó đại công tử Thiên Mệnh Sở Quy, cũng mới có thể có một con rồng hồn quy thuận. Bây giờ môn chủ dùng tám đạo long hồn luyện thể, nhất định thống khổ vạn phần, vài phút nguy hiểm đến tính mạng. Tất yếu dùng cái này bồ đề tu căn sinh mệnh tinh hoa chèo chống, mới có thể thành công. Lãnh Vô Thường lắc đầu thở dài, khuyên, bây giờ ngài vẫn chưa luyện thành kim cương thân thể, đem cái kia long hồn muốn về lại có thể thế nào, ngài có thể chịu đựng được sao? Vẫn là chờ ngài luyện thành cửu long kim cương thân về sau, lại tìm Trác Phàm thu hồi đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng cũng bởi vì thiếu một con rồng hồn luyện thể, không cách nào đem này thần kỹ luyện đến cực hạn, mà có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng minh bạch, Lãnh Vô Thường câu câu có lý. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước đem liền lấy dùng tám đạo long hồn luyện thể. Đến mức đạo thứ 9, hừ hừ, Trác Phàm, người cho lão phu chờ coi. Lão phu hội cầm lại. Thuộc về lão phu cái kia đạo thứ 9 long hồn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng thầm hừ, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chỉ là, bọn họ người nào cũng không có phát giác là, liền tại bọn hắn dưới chân bàn đá trong đất, một đạo hồng mang hưu một tiếng, lóe lên liền biến mất. Cách viện này 20 dặm bên ngoài, Trác Phàm yên tĩnh tựa ở một cọc đại thụ bên cạnh, một nói hào quang màu đỏ vội vã bay qua, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Lại chính là cái kia huyết anh không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn lúc rời đi, phụng trộm để huyết anh chui xuống lòng đất, thám thính hư thực, riêng là bọn họ cầm bồ đề tu căn ý đồ. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy thì thám thính đến. Cửu long kim cương thân. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong miệng thì thào lên tiếng, không nghĩ tới dùng chín đạo long hồn luyện thể, có thể cho Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái lão quỷ này, trong nháy mắt theo thiên huyền đỉnh phong, đột phá hóa hư cảnh. Ai, nguy hiểm thật, may mắn lão tử nơi này có một đạo long hồn, nếu không vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đem cái kia bồ đề tu căn mang đi. Bất quá cứ như vậy, bọn họ trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức, chỉ tại luyện thể thành công trước đó, sẽ không, hắc hắc hắc. Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía bên cạnh cổ tam thông nói, tiểu tam tử, cùng lão cha đi một chuyến vạn thú sơn mạch. Muốn đi đào linh dược sao? Ánh mắt không khỏi sáng lên, cổ tam thông trong mắt đã là lóe qua vẻ khát vọng. Cười thần bí, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại là không có trả lời. Giống. Tĩnh mịch núi rừng bên trong, một tiếng sợ hãi giống bỗng nhiên phát ra, nương theo lấy quần điểu tứ tán bay lượt, phát ra quát kêu gọi tiếng, một cái toàn thân tản ra liệt diễm, mục đích như chuông đồng lớn nhỏ, sau lưng mọc lên hai cánh linh thú. Thất kinh địa phi lướt tại rừng rậm ở giữa, trong mắt chỉ có vô tận hoảng sợ. Thậm chí, nó thân thể đều tại run không ngừng, một đôi cánh cao thấp nhấp nhô lúc lắc. Một đường lên, đã là đụng gãy mấy chục khỏa đại thụ che trời. Đứng lại, người cho tiểu gia đứng lại, không phải vậy tiểu gia không khách khí.
sau lưng nó, truyền đến một đạo non nớt đồng âm, nhưng là lời nói ở giữa, lại tản ra không thể làm trái bá khí. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, con linh thú này từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, sau lưng hai cánh lại là vỗ đến càng nhanh chóng hơn chút. Tựa hồ sau lưng cái kia đạo như thiên sứ đồng âm, cũng là bùa đòi mạng, muốn đem nó kéo nhập địa ngục đồng dạng. Đứng lại, ngươi làm lão tử ngốc à? Lão tử muốn thật đứng lại, đây không phải là mặc cho ngươi xâm lược sao? Hưu. Đột nhiên, một đạo hồng quang lấp lóe, bỗng nhiên đi vào sau lưng nó, tiếp theo tại còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra trước, đã là đụng một tiếng vang thật lớn, nó toàn bộ lưng trong nháy mắt lõm đi xuống. Đón lấy, nhưng gặp hai mắt khẽ đảo trắng, liền một tiếng ầm vang, nện ở cái kia bằng phẳng trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái đường kính 100 mét hố lớn tới. Chỉ một thoáng, khói bụi bay múa, phiêu đãng bốn phía, chung quanh linh thú nghe đến, càng là dọa đến tứ tán đảo thoát, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chờ bụi mù tiêu tán về sau, chỉ có con kia cự thú mở lớn lấy miệng to như chậu máu, chóng mặt trên mặt đất, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, chậm rãi rơi xuống người nó, lại chính là cổ Tam Thông không thể nghi ngờ. Nhìn cái này cột sống đều bị gõ nát đáng thương linh thú, cổ Tam Thông bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thật sự là cho thể diện mà không cần, để ngươi đứng lại, ngươi không đứng lại, nhất định phải ép tiểu gia xuất thủ. Thật sự là thiếu a, tiểu gia lại không muốn mạng ngươi. Nói, cổ Tam Thông trực tiếp đi vào sau lưng nó, hai tay nắm lấy nó hai cái cánh, vừa dùng lực, liền xoẹt một tiếng, đem cái kia đối với hai cánh cứ thế mà kéo xuống tới. Tinh hồng máu tươi phun ra ngoài, con linh thú này bản năng co rút một chút, lại là bởi vì sớm đã té xỉu, cũng không có phản ứng. Bất quá, nó có thể một mực ngất đi, đối với nó tới nói cũng coi là chuyện tốt. Không phải vậy nhìn đến máu tanh như thế chẳng diệt, đoán chừng sớm đã đại khóc thành tiếng. Nha nha cái phi, ngươi là không muốn ta mệnh, nhưng ngươi muốn ta cánh a. Đường đường một cái linh thú phi hành, không có cánh cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta dừng lại, thiên hạ có không nói lý lẽ như vậy hỗn chướng yêu cầu sao? Thế nhưng là không có cách, có thực lực, cũng là như thế tùy hứng. Đem cái kia đôi cánh thu nhập giới chỉ, cổ Tam Thông bấm ngón tay tính một chút, trong lòng thì thào, Tăng thêm đối với bốn cấp linh thú cánh, cũng đã siêu tập 78 đúng, không biết lão cha bên kia tiến hành đến như thế nào. Nghĩ như vậy, cổ Tam Thông đạp chân xuống, trực tiếp hướng một phương hướng khác bay đi, phút chốc không thấy tăm hơi. Chỉ để lại đầu này đáng thương linh thú, vẫn như cũ trợn trắng mắt, sau lưng máu chảy ồ ạt, liền cái cầm máu đều không có, sinh tử chưa biết. Một phương diện khác, một khối trống trải trên mặt đất, ba đầu cấp 5 linh thú lạnh dung co lại xúc địa đứng thành một hàng, đầy mắt sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước. Trác Phàm du du nhiên địa hướng bọn họ đi đến, trong mắt một mảnh lạnh lùng, mà hắn cái chán, lại là lóe ra sáng loáng thanh viêm. Nếu không mà nói, nếu không phải có cái này thanh viêm áp chế, những linh thú này coi như lại e ngại Trác Phàm, lại có thể như thế sợ hãi, liền chạy trốn khí lực đều mất đi. Các ngươi ba cái, cho hết lão tử hướng về sau chuyển. Trác Phàm hàn quang hiện lên trong mắt, lạnh lùng lên tiếng. Cái kia ba đầu linh thú thân thể lắc một cái, liếc nhìn nhau, lại chỉ có thể khổ bức lấy chật xoay người, hai mắt lưng tròng, không biết hướng người nào tố. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao một cái chỉ là nhân loại, hội có như thế uy áp, để chúng nó sinh không nổi mảy may ý phản kháng. Đây rõ ràng cũng là bọn họ lão đại khí thế a. Trác Phàm sờ đầu một cái thượng thanh viêm, cũng là trong lòng cười thầm. Nếu không phải có cái này thanh viêm lớn mạnh thế, hắn muốn giải quyết đám hung thú này, nhưng muốn phí một số trắc trở. Hiện tại ngược lại tốt, ra lệnh một tiếng, để chúng nó đi chết, bọn họ lập tức xếp hàng hướng vách đá đi, ngược lại là nghe lời đến không thể lại nghe lời nói. Chậm rãi đi vào một con linh thú sau lưng, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên một vệt tà dị đường cong, hai tay nhẹ nhàng dựng vào nó hai cánh. Lạnh không khỏi một cái run rẩy. Con linh thú này nhất thời trong lòng căng thẳng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là còn không đợi nó chuẩn bị tốt, nhưng nghe xoẹt một tiếng vang giòn, một cỗ bứt rứt đau đớn đã là đột nhiên lóe lên trong đầu, đau đến nó bất giác kêu gào một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Sau lưng càng là máu tươi dâng trào, muốn ngăn cũng không nổi. Tốt, cút đi,
không tiếp tục nhìn nó liếc một chút, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói. Con linh thú này khóe miệng một xẹp, đã ủy khuất lại đau thương kéo lấy tàn phế thân thể, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, một đường lên vết máu, là khủng bố như thế. Còn lại hai đại linh thú, nhìn thấy vị nhân huynh kia bi thảm bóng người, tất cả đều dọa đến câm như hến, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ cầu khẩn, sắp khóc đi ra. Bọn họ thế nhưng là đường đường cấp 5 linh thú A, tại cái này vạn thú sơn mạch bên trong, lớn nhỏ tính toán cái đầu mục. Hiện tại thế mà đứng xếp hàng chờ người ta cho mình nhổ cánh, cũng quá mẹ hắn khuất nhục. Thế nhưng là không có cách, người ta có thanh viêm áp chế bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xoẹt, xoẹt, lại là hai tiếng giòn vang phát ra, hai con linh thú cùng nhau kêu gào lên tiếng, âm thanh chấn thương khung, tràn đầy bi thương. Trác Phàm khóe môi nhếch lên một bộ tà tiếu, phất phất tay. Cái kia hai con linh thú chỉ có thể là liếc nhìn nhau, tiếng buồn bã liên tục bên trong, đạp lên lúc trước vị nhân huynh kia đường xưa, kéo lấy một thân thê thảm thân thể tàn phế, từng bước biến mất tiến cái kia mảnh trong rừng rậm. Chỉ có mặt đất một đường rơi xuống vết máu, dường như mới tỏ rõ ra bọn họ vừa mới đến tột cùng bị cỡ nào tàn khốc nghiêm hình. Thật dài nôn ngụm chọc khí, Trác Phàm đem tam đôi xí bàng thu nhập giới chỉ, hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, cách mục tiêu thì càng gần một bước. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục lên đường, tìm kiếm còn lại linh thú tung tích, một đạo hồng mang lại là đột nhiên xuất hiện, cổ tam thông bóng người bỗng nhiên rơi xuống trước người hắn. Lão cha, ta đã sưu tập đến 78 đôi cánh, người đây. Cổ tam thông đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ, kiêu ngạo mà dương dương đầu. Trác Phàm lại là nhạt cười một tiếng, đắc ý nhíu nhíu mày, lão cha theo ngươi không kém bao nhiêu đâu, 230 năm đúng. Ách, cái này gọi không sai biệt lắm. Sắc mặt trong nháy mắt một đổ, cổ tam thông bất mãn nói, lão cha, ngươi cũng quá vô lại. Mỗi lần đi tìm những cái kia linh thú, ta đều là đuổi theo bọn họ khắp núi chạy. Ngươi ngược lại tốt, thanh viêm vừa ra, bọn họ thì tất cả đều ngoan ngoãn khuất phục. Tiếp tục như vậy nữa, ta chính là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp đi, lần tranh tài này thua định. Cổ tam thông hận hận dậm chân một cái, ngoác miệng ra ba. Vốn là ba tháng trước, hắn cùng Trác Phàm đi vào vạn thú sơn mạch, vốn cho rằng là muốn đào linh dược, thật không nghĩ đến, lại là tìm linh thú phi hành, rút bọn họ cánh, sau đó hắn nhất thời liền không có hào hứng. Lúc này Trác Phàm cùng hắn đánh cược, nếu là hắn có thể trước nhổ 1000 đối linh thú cánh, vậy liền khen thưởng hắn 10 cái bát phẩm linh dược. Bởi vậy hắn mới có thể tận hết sức lực chỗ, khắp núi khắp nơi chạy. Nhưng là chân chính so mở, hắn mới biết được, Trác Phàm còn có như thế cái bí mật vũ khí, để cho cả sơn mạch linh thú đều nghe hắn hiệu lệnh. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Trác Phàm dễ như trở bàn tay thì siêu việt hắn gấp bội. Hắn muốn vượt lại sẽ thắng lại là không có chút nào hy vọng. Hắn cậy mạnh hơn, cũng so ra kém Trác Phàm thanh viêm vừa mở, vạn thú xếp hàng đi tìm cái chết, hiệu suất nhanh đi. Tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn trong lòng, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, dụ dỗ nói, ách, tiểu tam tử, vậy dạng này a, lão cha vẫn là 1000 đếm. Chỉ cần ngươi tại lão cha nhổ 1000 đôi cánh trước đó, nhổ 300 đúng, coi như ngươi thắng. Thật, ánh mắt không khỏi sáng lên, cổ tam thông mừng rỡ kêu lên, cái kia một lời đã định, ta hiện tại liền đi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lại đi tìm linh thú phi hành, nhưng lại nghiêng đầu lại, nghi ngờ nói, đối lão cha, người muốn nhiều như vậy linh thú cánh làm gì? Chẳng lẽ ngại chính mình cánh quá đơn điệu, mỗi ngày đổi lấy dùng sao? Tựa như hoàng thành bên trong những thị nữ kia một dạng, mỗi ngày đều muốn đổi khác biệt đồ trang sức. Lão tử lại không phải nữ nhân, không có nhiều như vậy mau bệnh. Gương mặt không khỏi co lại, Trác Phàm không còn gì để nói. Vội vã khoát khoát tay, tốt, làm ngươi sống đi thôi, sớm muộn ngươi sẽ biết. Tốt a, thờ ơ nhún nhún vai, cổ tam thông từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn chỉ là muốn được đến những cái kia bát phẩm linh dược khen thưởng, đến mức Trác Phàm muốn nhiều như vậy cánh làm gì, nhưng là cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn cũng lười đi nghe ngóng. Hô, đột nhiên, cổ tam thông còn chưa kịp lại đi tìm linh thú phi hành hạ lạc. Một cỗ bao phủ trời xanh gió lốc lại là đột nhiên tại trước người bọn họ cạo qua. Trong chốc lát, cát bay đá chạy, già thiên tế nhật,
đầy trời mây đen đem trọn cái vạn thú sơn mạch đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, một cái chiều cao 100 trượng, mọc ra ba cái đầu, đầy người hắc vũ quái điểu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cánh khẽ vỗ, cuồn cuộn màu đen phong cương đem tại chỗ tất cả mọi thứ sự vật, đều thổi đến vỡ nát. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác hít sâu một hơi, cả kinh nói, cấp 9 linh thú, tam thủ quái nha. Nó làm sao lại đi tới nơi này, đây chính là cấp 6 linh thú hoạt động khu vực A. Lão cha, nó cánh có thể hay không dùng, chúng ta đem nó cái kia đối với gây họa cánh nắm chặt xuống như thế nào? Cổ Tam Thông ánh mắt sáng lên, đề nghị. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, Trác Phàm liền vội gấp dừng lại, tiểu tam tử, chớ hồ đồ, cái này cấp 9 linh thú, thế nhưng là đủ để tại thánh vực hoành hành tồn tại. Chúng ta coi như hai người liên thủ, cũng tuyệt không phải nó địch. Trong mắt nhịn không được co lại, Trác Phàm trong lòng rung động, ừng ực một tiếng, bất giác khô khốc nuốt nước miếng một cái. Hắn thực sự khó mà tin được, Phàm giai thế mà còn có dạng này linh thú tồn tại. Tuy nhiên sớm tại hắn biết vạn thú sơn mạch còn có chỗ càng sâu, cấp 6 linh thú cũng không dám bước vào địa vực lúc, liền đã đoán được, bên trong còn có càng nhân vật đáng sợ. Nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, không dám tùy tiện đi tìm kiếm. Vạn thú sơn mạch cũng là cái vô tận bảo khố, tại hắn còn chưa tới thông suốt cấp bậc kia lúc, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, không phải vậy thì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bây giờ, tòa kia trong bảo khố hung thú lại là đột nhiên bay ra ngoài, đánh hắn trở tay không kịp, để hắn không có chút nào chuẩn bị. Lão cha, người thành viêm ép không được nó sao? Lúc này, Cổ Tam Thông nhắc nhở. Nghe được lời này, Trác Phàm mới hồi phục tinh thần lại, thầm mắng làm sao đem cái này cấp quên, sau đó mới vội vàng tại trên trán, lại giấy lên thanh viêm. Thế nhưng là, cái này không đốt còn tốt, một đốt phía dưới, vốn là một mực tại trên không bay lượn tam thủ quái nha, lại là bỗng nhiên đón đến thân thể, sau đó ba cái to lớn đầu to, cùng nhau nhìn xuống dưới, kinh nghi lên tiếng A, nguyên lai các ngươi ở chỗ này A. Nói, nó ba cái trên đầu, cũng cùng nhau giấy lên ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy cái này, Trác Phàm triệt để mắt trợn tròn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, xúc sinh này vậy mà cũng có cái này thần kỳ thanh viêm a. Giống như trong miệng ăn con ruồi giống như khó chịu, Trác Phàm gương mặt hung hăng co lại, nhất thời không còn gì để nói. Nguyên bản trước kia cái này thanh viêm chỉ là cá nhân hắn độc quyền, thanh viêm vừa ra, vạn thú thần phục. Nhưng là bây giờ, cái này cấp 9 linh thú, tam thủ quái nha lại đồng dạng có như thế thần uy. Vậy hắn thì căn bản áp chế không nó. Kể từ đó, luận bản thân thực lực, hắn cùng cái này cấp 9 linh thú chống lại, cũng chỉ có làm pháo hôi phần A. Hô! Phe phẩy già thiên tế nhật cự xí, thoáng qua đi vào hai người trước người, cái kia thân hình khổng lồ trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ tại cái kia to lớn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn thấy một tia sáng xuyên qua. Ưng ực một tiếng, Trác Phàm nuốt ngụm nước bọt, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Mấy ngày nay, thì là các ngươi tại vạn thú sơn mạch, săn giết linh thú phi hành. Tam thủ quái nha dương dương ba cái to lớn đầu to, cuối cùng vẫn trong lúc này ở giữa một cái đầu, hơi hơi há hốc mồm, phun ra tiếng người, chất vấn. Trác Phàm trên đầu một đầu mồ hôi đổ như thác, trong lòng thầm nghĩ, cái này cấp 9 linh thú cũng là không giống nhau, linh trí lại nhưng đã đề cao đến mở miệng nói chuyện cấp độ, cái này thì khó đối phó. Dạng này linh trí. Nhưng là không chỉ là đơn thuần chỉ dựa vào cậy mạnh linh thú, muốn dùng trí chạy trốn cũng càng thêm khó khăn. Thế nhưng là, còn không đợi Trác Phàm nghĩ ra thích đáng đối sách, Cổ Tam Thông đã là bình chân như vại đính đính bộ ngực nhỏ, hào phóng thừa nhận nói chính là chúng ta, người muốn như thế nào? Không không không, người đừng nghe tiểu hài tử nói mò, chúng ta, ách, chỉ săn không giết, hắc hắc hắc, đuổi vội vàng che Cổ Tam Thông miệng. Trác Phàm chà chà cái chán mồ hôi, làm cười ra tiếng, một trái tim lại là bỗng nhiên chìm đến đáy hồ. Cái này tam thủ quái nha vừa xuất hiện thì hỏi thăm mấy ngày nay săn thú sự tình, rõ ràng cũng là đến hưng sư vấn tội. Trước mắt thời khắc, tự nhiên là có thể hống nhất thời tính toán nhất thời, có thể lừa gạt một khắc tính toán một khắc, muốn đánh chỉ hoãn chiến thuật, thừa cơ chạy trốn, làm sao có thể như vậy dứt khoát thừa nhận đâu. Ai, cái này tiểu tam tử. Vẫn là quá hồn nhiên, khuyết thiếu lịch luyện. So với thiên vũ những cái kia kẻ già đời tới nói,
hắn nổ là cùng vạn thú sơn mạch những linh thú này càng hợp, trong bụng ruột một dạng rất thẳng. Thật sâu nhìn hai người liếc một chút, tam thủ quái nhà ba cái đầu liếc nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, riêng là nhìn đến Trác Phàm trên đầu đốt cái kia đạo thanh viêm lúc, dường như liền càng thêm xác nhận đồng dạng, thản nhiên nói, không sai, thì là các ngươi. Lên đây đi, chủ nhân nhà ta muốn gặp các ngươi. Cái gì, chủ nhân? Cấp 9 linh thú, còn có chủ nhân. Cái kia cái chủ nhân này, lại là một cái như thế nào như bức ầm ầm tồn tại. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm nhìn không được liếm liếm càng phát ra khô khốc bờ môi, sững sờ nửa phút mới hồi phục tinh thần lại. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, chỉ là một cái phàm giai, vẫn là một cái nho nhỏ thiên vũ đế quốc bên trong, thế mà tàng long ngọa hổ, còn có đáng sợ như thế đại nhân vật ẩn cư ở này. Không sai, nhất định là ẩn cư, bằng không hắn nếu muốn xuất thế, thành là chúa tể một phương. Căn bản liền thân từ ra mặt đều không cần, trực tiếp để cái này tam thủ quái nha bay một vòng liền phải. Trong thiên hạ, ai có thể địch? Nhưng là như vậy một cái nhân vật đáng sợ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, Trác Phàm rơi vào trong mê võng, nhưng rất nhanh, lại dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một luồng không hiểu tinh quang. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia tam thủ quái nha trên đầu thanh viêm, giống như có điều ngộ ra gật đầu. Hừ, ngươi nói đi gặp nhà ngươi chủ nhân, tiểu gia liền muốn đi à, ngươi coi tiểu gia là người nào? Cổ Tam Thông mặc dù trong lòng đã biết không địch lại, nhưng không biết sao, cũng là kiêu ngạo không giảm. Trong nội tâm giống như có một thanh âm cũng đang không ngừng nói cho hắn biết, coi như đối cấp 9 linh thú đáng sợ như vậy tồn tại cúi đầu, cũng sẽ là hắn cả đời sỉ nhục. Hắn phảng phất như là một cái quý tộc, vĩnh viễn giơ lên cái kia kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ. Mà cái kia tam thủ quái nha cũng rất kỳ quái, đối mặt Cổ Tam Thông như thế cái thằng nhóc con hung hăng càn quấy, lại là không có chút nào sinh khí, ngược lại càng thêm cung kính thấp ba khỏa cao ngạo đầu lâu, nghiêm túc nói, xin lỗi, tiểu thiếu gia. Chủ nhân có lệnh, coi như ngươi không chịu, dùng sức mạnh cũng phải đem ngươi mang đi. Nhìn đến trên đầu ta thanh viêm à, cũng là chủ nhân ban tặng, chống lại ngài cùng vị công tử này uy áp sử dụng. Xin ngài tuyệt đối đừng bức ta động thủ. Miễn cho thương tổn ngài. Ha ha, động thủ thì động thủ. Tiểu gia từ xuất đạo đến nay, dựa vào cho tới bây giờ đều là quyền đầu, theo không có cái gì uy áp, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Cổ Tam Thông lột sắn tay áo, liền muốn tiến lên đánh nhau, cũng là bị Trác Phàm một thanh ngăn lại. Trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, tốt, chúng ta đi theo ngươi gặp nhà ngươi chủ nhân, phía trước dẫn đường đi. Lộ trình xa xôi, mời lên ta lưng, ta chở ngươi nhóm đi. Tam thủ quái nha hơi hơi cúi người, Trác Phàm trầm ngâm một lát, liền gật gật đầu, cùng Cổ Tam Thông nhảy tới. Cổ Tam Thông còn có chút bất mãn, quyệt miệng nói, lão cha, chúng ta đây có phải hay không là chịu thua? Cái này nhưng có tổn hại tiểu gia uy phong. Ha ha ha, này làm sao tính toán chịu thua, không có nhìn người ta dùng là mời sao? Tuy nói không đi không được. Nhưng tốt xấu người ta lễ nghĩa đến, như thế tới nói, chúng ta còn không đi vào khuôn phép. Vậy coi như có chút, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ý tứ. Đến lúc đó không đi còn phải đi, nhưng đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Thực lực sai biệt ở nơi đó, chớ tự lấy nhục, có khi lui một bước trời cao biển rộng a. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh quang nhấp nháy, huống hồ, lão cha ta cũng muốn gặp vị này cao thủ thần bí. Lúc trước một số nghi hoặc, còn phải hướng hắn ở trước mặt hỏi rõ ràng đâu. Nói, Trác Phàm ngón tay búng một cái, sinh ra một cỗ ánh nến lớn nhỏ thanh viêm đến, hào quang óng ánh chiếu rọi tiến cái kia thâm thúy đến không thấy đáy hắc đồng bên trong, thật lâu không rời. Ngồi vững vàng, hét lớn một tiếng, tam thủ quái nha vẫy cánh, lần nữa phi thăng tới trên 9 tầng trời, tiếp lấy hô một tiếng vỗ, thoáng qua ở giữa. Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông tại cái kia quái quạ trên thân, tựa như thuấn di đồng dạng, bỗng nhiên trước mắt tràng cảnh biến đổi, đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. À, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn cùng lão cha ngươi không minh thần đồng một dạng, có thuấn di thần thông? Cổ Tam Thông sững sờ, nhìn lấy bốn phía đã hoàn toàn không giống cảnh sắc, cả kinh nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thở dài, lên như diều gặp gió 9000 dặm. Già vân bế nguyệt chống trời cánh.
Đây là lưu truyền tại Thánh vực một bài danh ngôn, là dùng để hình dung ngũ đại thánh thú đứng đầu, chống trời côn bằng thực lực đáng sợ. Chỉ cần cánh khẽ vỗ, liền có thể được 9.000 dặm sau khi. Mà cái này tam thủ quái nha, xem như chống trời côn bằng một mạch, mặc dù không có côn bằng đáng sợ như vậy, nhưng một cái phía dưới, cũng có 100 dặm sau khi. Vừa mới đây không phải là cái gì thuấn di, mà chính là nàng tại một hơi ở giữa, được 100 dặm A. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tam thông nhìn chằm chằm phía dưới bộ kia thân thể khổng lồ, tán thưởng lên tiếng, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, cho nên ta mới nói, chúng ta không đấu lại nó. Coi như lão cha ta có thể thuấn di, nhiều lắm là một lần có thể di động cái một hai bên trong chỗ, chỗ nào có thể chạy qua hắn. Trác Phàm liên tục cười khổ, vỗ vỗ một mặt ngạc nhiên cổ tam thông đầu. Tam thủ quái nha nghe đến, tựa hồ trong lòng cũng hết sức cao hứng, đắc ý vểnh lên lên mặt, nhưng trên mặt nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì, vẫn như cũ khiêm tốn nói, chỗ nào, ta điểm ấy thủ đoạn có thể nhập không thiếu ra pháp nhãn. Nói, cái kia tam thủ quái nha liền lần nữa một cái cánh, trong nháy mắt hướng vạn thú sơn mạch chỗ càng sâu bay đi. Ven đường những cái kia hung tàn cao giai linh thú, nhìn thấy vị đại ca kia đường đi, tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút, nhất thời cúi đầu lấy cung nghênh nó đi ngang qua, bên trong không thiếu cấp 8 cùng cấp 9 linh thú. Cho dù là hai cái ngay tại trận đánh săn mồi linh thú, cũng toàn đều dừng lại, đối với nó xem chú mục lễ, có thể thấy được tại cái này vạn thú sơn mạch địa vị, không thể coi thường. Nếu không đồng cấp linh thú, không có khả năng sợ hãi như thế tại nó, nghĩ đến chính là trên đầu nó thanh viêm gây nên đi. Nghĩ không ra cái này thanh viêm vậy mà đối cấp 9 linh thú, đồng dạng có khó có thể dùng kháng cự uy áp tác dụng, vậy nó nơi phát ra là. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhìn phía dưới khắp nơi cao giai linh thú chẳng cảnh, liền cấp 6 linh thú dạng này thú trung chi vương, ở chỗ này đều chỉ có thể là bị bắt ăn vào chàng, liền vừa sợ vừa nghi. Kinh hãi là, tại cái này phàm giai vạn thú sơn mạch chỗ sâu bên trong, thế mà còn có như thế cao bao nhiêu giai linh thú, nhiều vô số kể. Nghi thì là, có thể đem đám hung thú này thống ngự lên vạn thú chi chủ, như thế nào tồn tại. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi trong lòng càng thêm kích động, đã đối lần này gặp mặt, không kịp chờ đợi. Nửa canh giờ về sau, tam thủ quái nha cuối cùng rơi xuống một tòa đầy trời lôi vân trên núi cao. Ở nơi đó, một chỗ đen nhánh sơn động, nghênh đối mặt với toàn bộ vạn thú sơn mạch phía trước, phảng phất là một cái thâm thúy hắc đồng, tại nhìn xuống mảnh rừng núi này tất cả mọi thứ giống như. Đây chính là nhà ngươi chủ nhân chỗ ở đi. Trác Phàm thật sâu nhìn một chút cái sơn động này, lại quay đầu nhìn xem sau lưng cái kia không ngừng toán loạn hung thú, bất giác thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn hiện tại biết vì sao cái này tam thủ quái nha muốn cõng bọn họ đến, cái này đường xá xác thực rất xa xôi. Cho dù lấy tam thủ quái nha tốc độ, vậy mà cũng được hơn nửa canh giờ thời gian. Muốn là hai người bọn họ toàn lực phi hành lời nói, đoán chừng liền phải 10 ngày nửa tháng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, vạn thú sơn mạch chính thức rộng lớn, lại là cái này phần sau khối lãnh địa. Nơi này, mới thật sự là vạn thú thiên đường. Chủ nhân nhà ta liền tại bên trong chờ, mời đến đi. Tam thủ quái nha phiến phiến cánh khổng lồ, lưu lại một câu lời khách sáo, liền dương cánh bay đi. Trác Phàm cùng cổ tam thông liếc nhìn nhau, đều là gật gật đầu, cùng nhau hướng bên trong hang núi kia đi đến. Hai người đều không phải là khiếp đảm thế hệ, đến đâu thì hay đến đó, ai sợ ai a. Dù sao người kia nếu thật gây bất lợi cho bọn họ cũng đánh không lại, không bằng chính diện ứng đối. Bất quá nghĩ đến, người kia chịu phái tam thủ quái nha đi đón bọn họ, hẳn không có cái gì ác ý. Sau đó, hai người liền một mặt thản nhiên hướng trong sơn động bộ bước đi, càng chạy hướng bên trong, càng thêm tối tăm. Hô! Đột nhiên, một nói ngọn lửa màu xanh đột nhiên hừng hực dấy lên, chiếu lên chỉnh sơn động sáng rực khắp. Thanh sắc quang mang, hóa thành một thanh hoàng tọa, xuất hiện tại hai người trước mắt. Mà tại cái kia trên chỗ ngồi, thì là một đạo Trác Phàm nằm mơ đều sẽ mơ tới thân ảnh quen thuộc. Người kia là cái trung niên đại hán, một bộ áo bào xanh da thân, trên cằm treo chòm râu, hơi nhếch khóe môi lên lên một đạo tà dị đường cong, đạm mạc lên tiếng, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên là ngươi, trong mắt tinh mang lóe lên,
Trác Phàm đồng dạng cười nói. Một phương diện khác, đế vương môn tổng bộ tòa Long Thành, lòng đất ngàn mét chỗ sâu, một gian cự đại mà phía dưới trong sân rộng, khắc họa lấy từng đạo quỷ dị trận thức đồ án. 9 cái cao hơn 3 mét, vàng dòng chế tạo cự long, có quy luật phân bố ở bên, làm thành một vòng, miệng phun xích vàng, khóa hướng trung gian trận thức. Mà từng lớp năng lượng trùng kích, cũng theo trận kia thức trung ương phát ra, phanh phanh rung động. Đem cung phụng nhóm đều phái đi, mở ra cái này phong ấn trận thức, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lãnh Vô Thường cau mày, đứng tại trận thức bên ngoài, lo lắng nói. Cười lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong tay cầm một khối xanh biếc rễ cây, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hừ hừ hừ, nếu để cho đám kia lão gia hỏa nhóm biết, chúng ta cầm tới bổ đề tu căn, muốn luyện cửu long kim cương thân, tất nhiên sẽ cầm gia tộc lợi ích nói sự tình, tuyển ra gia tộc tối cường giả tu luyện. Đến lúc đó, cái này cửu long kim cương thân nhất định thành cái kia Hoàng Phủ phong lôi vật trong bàn tay, lão phu cái này gia chủ địa vị cũng muốn tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại lão phu trước tiên đem sinh gạo nấu thành cơm, đến lúc đó bọn họ coi như phát hiện, cũng chỉ có thể nghe lệnh của ta. Đế vương môn tối cường giả cùng môn chủ, đều là lão phu một người độc chiếm, ha ha ha. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, lãnh tiên sinh, mau động thủ đi. Lãnh Vô Thường còn có chút lo lắng, nhưng lại bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên vội vã đánh gãy, thúc giục nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Lãnh Vô Thường thở dài. Không có cách nào, chỉ có thể trong tay kết động ấn quyết, hướng trong trận một đánh. Bạch, nhưng gặp một đạo quang mang đi vào, soạt kéo tiếng vang phát ra, chung quanh 9 đạo kim long trong nháy mắt kéo động xích vàng, trận kia thức trung gian liền bỗng nhiên dần hiện ra một đạo sáng chói quang động, từng trận gào rú long ngâm từ bên trong phát ra. Trong mắt hơi hơi động động, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở sâu, đầy mặt kích động, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên xông đi vào. Đón lấy xích vàng lần nữa xoạt kéo mà vang động, cái kia quang động liền khép lại. Chỉ là Lãnh Vô Thường nhìn lấy cái kia lần nữa bình tĩnh mặt, vẫn như cũ trong lòng lo lắng. Nếu là lần này Hoàng Phủ Thiên Nguyên không thể luyện thành này thần kỹ, phong ấn đã mở, bát long bạo động, bốn phía lại không thần chiếu cung phụng chân áp. Địa mạch long hồn một khi phá ấn mà ra, nhưng là ra đại phiền toái a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.